Chương 956 Phương Hàn vô cùng hung ác, sau khi nhất cử đánh bại Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tề, Trần Nguyên Sinh ba đại giám sát sứ, cũng không buông tha mà muốn rút đại la pháp tắc trên người đám người này. Tuy bọn họ là giám sát sứ Thiên Đình, sau lưng có đại môn phái ủng hộ, thế nhưng Phương Hàn lẻ loi một mình không có gì ràng buộc, cho dù bị Thiên Đình truy sát cũng không là cái gì. Huống chi sau khi ba người này mất đi một nửa pháp tắc đại la, tu vi đại giảm, môn phái cũng chưa chắc ra mặt vì bọn chúng. Gì? Ngươi muốn rút pháp tắc đại la trên người chúng ta, quả thực là si tâm vọng tưởng, ngươi dám. Âu Dương Quân gầm hét lên, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tốc độ của Phương Hàn cực nhanh, tay trái tung ra một chảo tạo thành vòng xoáy, trăm ngàn hắc động xuất hiện, sấm sét lập lòe bên trong, cưỡng chế hút lấy thân thể hắn, mắt thấy thân thể đối phương dần khô héo, từng đạo kim quang tiến nhập vào thân thể Phương Hàn. Chạy! Thấy một màn như vậy, hai người còn lại kinh hoàng, hồn muốn bay về trời, hai người vội vàng chạy trốn. Nhưng đã muộn, Phương Hàn cư nhiên phân ra làm hai đạo thân thể, ngăn cản trước mắt hai người, tả hữu đều khai công, cũng lật tay thành trào bắt lấy thân thể hai người. Hai người lập tức kêu to, pháp tắc đại la trên thân thể không ngừng trôi đi. Phương Hàn với lực lượng siêu cấp cường giả còn có thủ đoạn cướp đoạt như thiên ma, cư nhiên cưỡng chế cướp đoạt pháp tắc đại la trên thân thể ba người, bổ sung vào trong thân thể mình. Pháp tắc đại la là cảm ngộ của bản thân đối với thiên đạo, một cỗ ý thức thiên tâm cùng bổn mạng tinh huyết, nguyên khí linh hồn bản thân kết hợp ngưng kết thành từng đạo phủ văn sau khi lột xác sẽ diễn sinh ra chân ý đại la tu đạo nhân mỗi người đều tu luyện ra một đạo pháp tắc đại la lực lượng của thân thể sẽ hùng hồn thêm một phần khi pháp tắc đại la tích lũy tới một tình trạng nhất định có thể trùng kích vào kim tiên kim tiên đồng dạng là bán kim tiên đại năng số lượng pháp tắc đại la ẩn chứa trong thân thể là bao nhiêu chính là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực cao thủ pháp tắc đại la của phương hàn bởi vì sau khi luyện hóa pháp tắc kim tiên của đại nhân vật thiên giới, nhi tử của tai nạn thiên quân, vốn đã cực kỳ hùng hồn, siêu việt hơn xa bán kim tiên đại năng bình thường, lại cứng rắn luyện hóa thương tử lạc, hiện tại pháp tắc đại la trong cơ thể đã rất nhiều, còn nhiều gấp đôi so với ba giám sát sứ thiên đỉnh cộng lại. Lực lượng cường hoành như vậy đem ra chấn áp cướp đoạt, ba người quả thực không có năng lực phản kháng. Một cỗ pháp tắc đại la nhanh chóng bị cướp đoạt, khắp nơi trên thân thể phương hàn hiện ra kim sắc quang trạch, mà nguyên khí của ba người kia lại không ngừng suy yếu sắc mặt khô vàng, dường như bị người ta hút hết huyết dịch, cuối cùng soạt một tiếng rơi xuống mặt đất, chỉ có thể thở mà không thể nhúc nhích. Ba người này thoáng cái tổn thất quá lớn, từ nay về sau không có khả năng tu thành kim tiên nữa. Mà Phương Hàn cướp đoạt pháp tắc đại la, của ba người cũng không luyện hóa mà đều dung nhập vào trong truyền thuyết chi trượng, cây trượng này đã tiếp cận với trung phẩm tiên khí, lúc này bắt đầu phát ra vẻ sáng bóng. Bảo trượng xoay chuyển trong thế giới của hắn, kết hợp với tự do chi dực càng tăng thêm sức mạnh, tựa hồ như có thể hòa hợp hai kiện bảo bối này đều là phòng chế phẩm thánh phẩm tiên khí thế nhưng phong cách ý chí đại biểu cho chân ý câu thông cùng thánh phẩm thánh phẩm có thể nhận được gia trì từ thánh phẩm tiên khí một thứ đại biểu cho tự do một thứ đại biểu cho truyền thuyết truyền thuyết chi trượng bay lượn nửa ngày tựa hồ như đang tiêu hóa pháp tắc đại la sau đó lại yên lặng lắng xuống cũng không tấn chức hiển nhiên là pháp tắc đại la còn chưa đủ để tấn thăng lên làm trung phẩm tiên khí đáng tiếc đáng tiếc truyền thuyết chi trượng này nếu tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, có thể được thánh phẩm tiên khí gia trì, ta bằng vào lực lượng gia trì sẽ đem cây trượng này hợp nhất với bản thân, pháp tắc đại la dung nhập vào cơ thể, sẽ có hy vọng trùng kích vào kim tiên. Đã không làm thì thôi, đã làm phải làm tới cuối, toàn bộ làm thịt đám người này đi. Phương Hàn lộ ra hung quang, trong ánh mắt không hề che giấu sát ít. Ngươi, ngươi cư nhiên thật sự cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la trên người chúng ta. Thật lâu sau ba vị cao thủ mới khôi phục lại một tia nguyên khí, móc đan dược từ trên người ra rồi nuốt xuống, thân thể lung la lung lay đứng thẳng lên, ngươi cũng không dám giết bọn ta, thế nhưng chỉ cần hôm nay chúng ta không chết, chúng ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, ba cao thủ miễn cưỡng liên thủ khiến hư không nứt ra, sau đó tan biến. Phương Hàn thở dài một hơi, lắc đầu nói, thật sự là không biết sống chết. Người cư nhiên cứ như vậy vô cùng đơn giản đánh bại ba người. Vương Phiên mở to hai mắt ba người này là người nổi bật trong đám bán kim tiên đó, vậy ngươi phải mạnh cỡ nào, ngươi không phải là một vị kim tiên chứ? Thật xấu hổ, rước một chuyện phiền toái cho thiên tuyển môn rồi. Nhưng mà tất cả phiền toái, sau này ta sẽ một mình gánh chịu, thiên đình nhất định sẽ tìm ta, sư môn sau lưng ba người này sẽ tìm ta, ta cũng không quan tâm. Phương Hàn nói, tiểu hữu há có thể nói như vậy. Đột nhiên một thanh âm uy nghiêm vang vọng, vài tên giám sát sứ thiên đình này sau khi tới tuyển châu, làm ra một bộ khoa tay múa chân, sư môn sau lưng bọn chúng cũng muốn mưu đoạt sinh mệnh cổ tuyển của tuyển châu ta tiểu hữu có thể xuất thủ đánh bại bọn chúng làm cho bọn chúng biết được thế nào là lợi hại ta rất vui hậu quả sẽ do thiên tuyển môn ta chịu thanh âm uy nghiêm kia chính là do môn chủ thiên tuyển môn tuyệt đại kim tiên phát ra nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha nguyên like người này một mực quan sát động tĩnh cũng không có xuất thủ ngăn trở là muốn xem ta đánh bại ba người này tốt nhất là giết ba người này nhưng mà thiên tuyển môn xuất thủ sẽ phải gánh trách nhiệm, là có ý gì? Chẳng lẽ muốn mời chào ta? Phương Hàn âm thầm dự đoán. Đa tạ môn chủ. Tuy trong lòng nghi hoặc, thế nhưng Phương Hàn vẫn chắp tay đáp. Trong thiên tuyển môn của ta có linh mạch sinh mệnh cổ tuyển, người có thể yên tâm tu luyện ở đây. Sinh mệnh cổ tuyển chẳng những có nguyên thủy chi khí tràn đầy, càng có ý niệm ôn hòa của thượng cổ thánh hiền, thích hợp nhất để bồi dưỡng pháp tắc đại la. Ta xem ngươi cưỡng chế cướp đoạt một nửa pháp tắc đại la, của ba người là cũng muốn cẩn thận ngưng luyện một phen. Thanh âm của môn chủ một lần nữa truyền tới, phiên nhi, dùng mật thất tuyển mật để hằng bất động tiểu hữu bế quan. Đa tạ, Phương Hàn tự nhiên là muốn tu luyện một phen, cũng không sợ đối phương xem thấu lai lịch của mình. Tiên sinh, mời. Vương phiên duỗi tay, khiến hư không nứt ra, bên trong cũng không có thời không phong bạo cuồng bạo, mà là một đường hầm cự đại, giống như mê cung, hướng tới một gian tĩnh thất. Giữa tĩnh thất, bốn phương vuông vức, đều được kiến tạo bởi thạch đầu, cũng không biết là loại thạch đầu gì, thần niệm của Phương Hàn khẽ động, liền phát giác ra bên dưới tĩnh thất có một lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ, còn tràn đầy sinh mệnh lực như hải dương dâng lên. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mỗi lần hô hấp là có nồng đậm nguyên thủy chi khí, còn có thượng cổ thánh hiền chi lực truyền tới ý niệm của mình, rửa sạch tạp niệm, khiến cho mình tùy thời tùy khắc ở trong cảnh giới đường đường chính chính, công minh, lĩnh hội trung dung. Đây thật là một gian tĩnh thất để tu luyện, không phải là một toàn lao lung. Phương Hàn bằng vòi trực giác cảm nhận được không có nguy hiểm gì. Cho dù gặp nguy hiểm, hắn cũng có thể thi triển ra tam thập tam thiên trí bảo. 33 lần chiến lược đánh vỡ phong ấn, thoát thân mà ra. Tiên sinh ở chỗ này tu luyện, tòa tuyển tĩnh thất này là nơi mà thiên tuyển môn là chúng ta chiêu đãi khách quý. Chỉ cần tiên sinh kêu một câu, ta lập tức sẽ tới. Vương phiên trông thấy Phương Hàn đã nhắm mắt tĩnh tọa, điều tức nguyên linh nàng liền chậm rãi lui ra ngoài, trong ánh mắt lóe lên quang mang kỳ dị, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trong một tòa tĩnh thất khác, cũng là ở sâu trong vô tận hư không đứt gãy, cũng gần sinh mệnh cổ tuyển dưới mặt đất của tuyển châu cổ thành, tòa tĩnh thất này lớn hơn rất nhiều, hình thành một quốc gia chắc chắn, bốn phía đều là pháp tắc kim tiên dày đặc tạo thành đường cong uốn lượn, dung hợp cùng sinh mệnh cổ tuyển ở phía dưới nhìn lên phía trên lại như vô số dễ cây hút dinh dưỡng của sinh mệnh cổ tuyền đây là chỗ lợi hại của thiên tuyển môn cả môn phái kết hợp đã cùng sinh mệnh cổ tuyền, nếu như gặp địch nhân, sẽ dùng thứ này để đối kháng lại, có thể phát huy ra mấy lần chiến lực. Giờ khắc này môn chủ thiên tuyển môn đang ngồi nghiêm nghị trong quốc gia này, bên cạnh hắn có rất nhiều nguyên lão của thiên tuyển môn, khoảng chừng mấy trăm vị, toàn bộ đều là bán kim tiên đại năng, kim tiên cũng chỉ có một mình trưởng môn mà thôi. Thế nhưng lực lượng mà đám bán kim tiên này kết hợp lại cũng cực kỳ khủng bố, nhất là trong đó có mấy vị, chỉ còn cách kim tiên chính thức nửa bước, rất gần với kim tiên, pháp tắc đại la trên người bồng bềnh, đan vào nhau trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh lưới, giống như khánh vân, giống như mui xe. Những người như vậy sẽ có thực lực phi thường khủng bố. Chư vị, các vị thấy hàng bất động là người thế nào? Thiên tuyển môn vung tay lên, trong không gian xuất hiện phương hàn đang tinh tu, trong lỗ chân lông toàn thân đều phun ra pháp tắc đại la, vây bản thân trong một cái kén thật dày. Lợi hại, thâm sâu khó lường, mặc dù chưa tu thành kim tiên đại năng, thế nhưng chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay muộn, trong cơ thể của ta hiện tại ẩn chứa 36 vạn đạo pháp tắc đại la, đã là cực hạn. Thế nhưng người này còn hùng hồn gấp đôi ta cũng không dừng lại. Một trung niên ở bên người môn chủ thiên tuyển môn nói, đây là đệ đệ của môn chủ vương thiện. Trên đầu của hắn, pháp tắc đại la đan vào nhau tạo thành từng bức đô họa liệt ngân, giống như trời xanh bị người ta kéo nứt ra, phi thường rung động, phi thường đồ sộ. Âu Dương Quân, Hoàng Tử Tề, Trần Nguyên Sinh đều là đệ tử thiên tài của các môn phái, không thể tưởng được hắn vô cùng đơn giản đã đánh bại hơn nữa ta còn cảm giác đây vẫn chưa phải thực lực chân chính của hắn lại một vị cao thủ bán kim tiên đại năng rung động nói môn chủ thế lực của thiên tuyển môn chúng ta còn chưa ổn định bởi vì chỉ có một vị tuyệt đại kim tiên là ngài nếu như có thêm một vị nữa vậy tất cả môn phái ở tuyền châu sẽ do thiên tuyển môn chúng ta làm vi tôn rồi trong số chúng ta thật khó có người có thể tu luyện tới kim tiên xa xa không có tiềm lực như kẻ kia nếu như người này tu thành kim tiên lại được thiên tuyển môn chúng ta mời chào vậy quả thật là phúc khí môn chủ ngài có biết lai lịch của hắn không lại một vị bán kim tiên nói ta đoán được ra tám chín phần hắn vận dụng chính là vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật trong truyền thuyết là tuyệt thế chi bí của vĩnh hằng thiên quân môn chủ thiên tuyển môn nói nghe đồn vĩnh hằng thiên quân rất thích đi khắp nơi tìm tuyệt thế thiên tài truyền thụ pháp lực tiến hành bồi dưỡng xem khí vận của bọn họ thế nào nếu như tên hàng bất động này chính là kẻ truyền thừa của vĩnh hằng thiên quân vậy không hề nghi ngờ hắn chính là người có đại khí vận như vậy ngược lại có thể thay chúng ta đi khai mở một cái viễn cổ bí tàng môn chủ bảo tàng mà ngài nói chính là vẫn lạc tà cốc sao một vị bán kim tiên đại năng cả kinh nói tuyển châu chi địa chúng ta chỉ có một cái bảo tàng này vẫn lạc tà cốc âm trầm khủng bố trong đó ẩn chứa rất nhiều ý chí của thượng cổ thánh ma rất nhiều cao thủ môn phái tới dò xét thế nhưng toàn bộ đều chết ở trong đó Tuyển Châu chúng ta có một đại môn phái là cổ nguyệt phái, trưởng giáo của môn phái này đích thân đi vào, thế nhưng bản thân cũng bị trọng thương mà đi ra. Đúng vậy, trưởng giáo của cổ nguyệt phái cũng là cao thủ kim tiên, còn có một kiện pháp bảo hộ thân, sau khi tiến vào vẫn lạc tà cốc, cư nhiên không thể tự bảo vệ, cuối cùng bỏ qua một phần pháp tắc kim tiên, thúc giục tuyệt sát chi chiêu mới miễn cưỡng thoát ra, từ đó uy danh của cổ nguyệt phái trượt dốc, bị thiên tuyển môn chúng ta triệt để ép bách. Một vị thái thượng trưởng lão của thiên tuyển môn nói, trưởng môn ngàn vạn lần không nên mạo hiểm ta không phải mạo hiểm mà là muốn mượn đại khí vận của người này từ trong vẫn lạc tà cốc kiếm được chỗ tốt nghe đồn trong tà cốc kia có rất nhiều tiên khí cũng không tính thế nhưng thứ mà khiến nhiều người thèm thuồng nhất chính là rất nhiều thượng cổ tà ma bọn chúng cướp bóc tiên nhân luyện chế thành vô số vương phẩm tiên đan môn chủ thiên tuyển môn nói vương phẩm tiên đan nhất định phải do kim tiên mới có thể luyện chế hơn nữa phải lãng phí một bộ phận pháp tắc kim tiên kim tiên bình thường cũng không nguyện ý tự tổn hao tu vi của mình luyện chế loại đan dược này. Thế nhưng thượng cổ tà ma lại bất đồng, bọn chúng cướp đoạt thiên địa, giết chết cao thủ kim tiên, luyện chế thành đan dược, bồi dưỡng cho đám đệ tử. Nếu như chúng ta có thể nhận được một số vương phẩm đan dược, chỉ sợ các ngươi cũng có hy vọng trở thành kim tiên. Đúng a, à. chỉ cần có vương phẩm tiên đan, chúng ta vẫn có hy vọng trở thành kim tiên. Một số bán kim tiên, đại năng ẩn chứa rất nhiều đại la pháp tắc đều liên tục gật đầu. Ai không muốn tu thành Kim Tiên? Trong đám tiên nhân, Thiên Tiên, Thần Tiên, Huyền Tiên, Bán Kim Tiên mà nói, địa vị vẫn còn tương đối thấp, một khi vượt qua tầng thứ này, bước vào cảnh giới Kim Tiên chính thức, tuổi thọ, lực lượng, các loại hình thái tính mạng sẽ tăng vọt, mà địa vị cũng đề cao rất nhanh, trở thành bá chủ một phương tiên giới. Nói như vậy, môn chủ muốn mượn khí vận của hàng bất động tiến vào Vẫn Lạc Tà Cốc, thu hoạch vương phẩm tiên đan giấu trong đó. Nhưng Vẫn Lạc Tà Cốc nguy hiểm như vậy, hắn nguyện ý làm tiên phong cho chúng ta sao? cũng không có cái gì. Hắn cũng khẳng định muốn tu thành Kim Tiên, hơn nữa thiên tuyển môn, chúng ta có thể thay hắn ngăn cản một số phiền toái đến từ Thiên Đình. Môn chủ Vương Viêm tính toán, tóm lại, nếu như hắn thật sự là người của Vĩnh Hằng Thiên Quân, vậy sẽ tuyệt đối không dễ chết đâu. Hơn nữa gần đây ta thôi toán, thiên giới bởi vì bị thần tộc tiến công, rát nhiều nguyên khí sinh ra ba động, địa mạch cũng có chút thay đổi, vẫn lạc tà cốc cũng đã xảy ra một chút biến hóa, hiện tại là thời điểm tốt nhất để lấy được bảo tàng nếu để muộn sẽ khiến kẻ khác nhanh chân hơn thiên tuyển môn chúng ta đây sau này cũng sẽ không bảo vệ được sinh mệnh cổ tuyển mất quả thật là tình thế rất nghiêm trọng một số trưởng lão đều cảm thán nếu như môn phái khác chiếm được đại lượng vương phẩm tiên đan tấn chức vài đầu kim tiên thiên tuyển môn chúng ta thật đúng là sẽ bị diệt sạch thần tộc tiến công thiên giới cục diện hỗn loạn sắp đến lực ảnh hưởng của thiên đình đối với thiên giới cũng giảm xuống tương lai là một thời đại quần hùng tranh phong vương giả tranh giành thiên tuyển môn chúng ta nhất định phải xúc tích lực lượng. Môn chủ thiên tuyển môn cuối cùng cũng quyết định dứt khoát. Hử! Các ngươi nhìn hàng bất động đang tu luyện kìa. Cư nhiên sinh ra các loại dị tượng. Quả nhiên có ẩn chứa khí tức của đại nhân vật. Khí tức này, trí cao vô thượng, đúng là thiên quân. Vừa lúc đó mọi người đều thấy được, Phương Hàn đang tu luyện trong mệnh tuyển mật thất. Đột nhiên đại la pháp tắc đều rút vào trong cơ thể. Một pho tượng hư ảnh cao lớn mơ hồ từ đỉnh đầu bay lên. Hư ảnh mơ hồ cao lớn này, toàn thân tản mát ra khí tức khủng bố đến cực điểm, khiến cho chư thiên đều thần phục dưới chân, đây rõ ràng là một tia khí, tức cùng ý chí của đại nhân vật ở trong thân thể phương hàn tạo ra. Không thể giả được. Hừ. Hỗn loạn huyết nhục nguyên thai sau khi được ta luyện hóa, một tia ý chí còn sót lại trong cơ thể ta, cũng sẽ tạo thành uy áp đối với bọn họ, khiến bọn họ biết ta thật sự có quan hệ với thiên quân. Phương Hàn một mặt yên lặng vận chuyển thần thông, hấp thu khí tức của sinh mệnh cổ tuyền, Ngưng luyện thân thể, điều dưỡng pháp tắc đại la, cẩn thận săn sóc tiên khí. Một mặt tỏa ra một tia ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân. Lúc trước hắn trùng kích tới cảnh giới Thiên Tiên, buông xuống một nơi thần bí tại tiên giới, trong hóa tiên chỉ, thiếu chút nữa bị giết chết, chính là có ý chí của Hỗn Loạn Thiên Quân bảo vệ hắn. Hắn có thể nói là chính tông truyền thừa của Hỗn Loạn Thiên Quân. Nhưng mà hắn cũng không để hình thể chính thức của Hỗn Loạn Thiên Quân hiện ra, trong ý chí này hắn có trộn lẫn một số khí tức của vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật khiến cho có một chút khí tức vĩnh hằng bản chất của thiên quân lộ ra cỗ khí tức này quá kinh khủng bổn nguyên ý chí của ta cũng run rẩy không thôi trưởng môn thiên tuyển môn cả kinh nói ta không có duyên gặp qua thiên quân thế nhưng đã từng gặp qua trí tiên nhưng mà trí tiên cũng không có khí tức khủng bố như vậy xem ra hằng bất động quả thật là người kế thừa của thiên quân khó trách hắn hắn dám tùy ý làm nhục sứ giả thiên đình còn dám thu một nửa đại la pháp tắc của bọn họ. Nhưng mà khí tức của vị thiên quân này, không riêng chỉ có vĩnh hằng, còn có một số khí tức hỗn loạn. Nhưng mà, ta cũng không có duyên phận mắt thấy thiên quân, thế nhưng cỗ uy áp này quả không sai, xác thực là thiên quân, cho dù thiên quân khác cũng là thiên quân, tuyệt đối không thể mạo phạm. Thiên quân cơ hồ là đỉnh phong trên con đường tu luyện tại thiên giới. Về phần trên thiên quân, tham ngộ tạo hóa, khởi nguyên, chân lý, một số bổn nguyên tri vương, hiện tại đã không còn thấy tại thiên giới nữa rồi, cũng có người hoài nghi đám người này đã triệt để biến mất. Một vị thiên quân, cho dù có là thiên quân mới tấn chức, cũng không có người nào dám đắc tội. Chớ nói chi là vĩnh hằng thiên quân, loại cổ xưa này, không biết đã sống qua bao nhiêu ức năm nữa. Xem ra quả thật phải lôi kéo kẻ này. Chúng ta quan sát tu vi của hắn rốt cuộc như thế nào. Một số đại nhân vật của thiên tuyển môn tiếp tục theo dõi, quan sát tu vi của Phương Hàn. Ấm ẩm Ẩm. Đúng lúc này pháp tắc đại la trên người Phương Hàn một lần nữa bành trướng, trên mặt hiện ra kim sắc quang trạch, cư nhiên mang theo khí tức kim tiên. Đây là pháp tắc kim tiên chính thức. Rất nhiều con mắt đều chầm chằm theo dõi, khó trách hắn mạnh như thế, là được kim tiên truyền công, hay là do nguyên nhân nào khác. Hừ, đám cao thủ của thiên tuyển môn chắc hẳn đang quan sát ta tu luyện. Ta biểu hiện ra các loại dị tượng, đồng thời lại dễ dàng vụng trộm để tu luyện. Giờ khắc này Phương Hàn cũng thông qua Chu Thiên Nghi, chứng kiến một số khí tức cường đại đang theo dõi mình tu luyện đám cao thủ thiên tuyển môn kia vừa mới quan sát hắn đã âm thầm vận chuyển pháp lực mãnh liệt thôn vệ linh mạch của sinh mệnh cổ tuyền đồng thời vận chuyển tinh khí trong cơ thể lại lần nữa ngưng kết thành từng đạo đại la pháp tắc sau khi tu thành bán kim tiên đại năng hắn có thể dùng tinh huyết nguyên khí bổn mạng tinh hoa của chính mình rèn luyện nguyên thủy chi khí rèn luyện thiên tâm ý thức bệ lại thành pháp tắc đại la tinh huyết trong cơ thể hắn cực kỳ hùng hậu bổn nguyên cường hoành, cộng thêm nguyên thủy chi khí nồng đậm của sinh mệnh cổ tuyền, chính mình diễn sinh ra từng đạo pháp tắc đại la, so với tu sĩ bình thường còn thoải mái gấp trăm lần. Mỗi lần luyện chế thành một đạo pháp tắc đại la, hắn liền trực tiếp dung nhập vào trong truyền thuyết chi trượng. Mỗi lần truyền thuyết chi trượng nhận được một đạo pháp tắc đại la liền chấn động, sau khi đến cực hạn, thi ca tuyên cổ, văn chương hòa lệ, truyền thuyết anh hùng, sử thi minh mông, toàn bộ đều nhộn nhạo trong cơ thể Phương Hàn, Thành từng mảnh rửa thân thể hắn, khiến cho hắn hóa thân thành truyền thuyết, Bán Kim Tiên bán kim tiên tu luyện, chính là không ngừng làm cho tinh huyết, nguyên khí bổn mạng, thiên tâm ý thức của bản thân hỗn hợp hóa thành từng đạo pháp tắc đại la. Bán Kim Tiên đại năng bình thường, mỗi lần ngưng luyện một đạo đại la pháp tắc, ít thì thì phải vất vả bế quan vài tháng, nhiều thì vài năm, mà hiện tại Phương Hàn không tới mấy canh giờ đã tạo ra một đạo. Hắn chân chính hạ quyết tâm yên ổn tĩnh tâm bế quan tu luyện. Mỗi lần ngưng luyện một đạo pháp tắc đại la, đều cần cự đại nguyên khí tinh huyết trong quá trình này trong bổ thiên lô phong ấn vài đầu huyền tiên độc thủ dược vương kỷ phong trưởng môn đại thiện đường kỷ vân một số nhân vật của mang cổ minh đều bị chuyển hóa thành huyết khí tinh khiết bổ sung cho bản thân đến cuối cùng nguyên khí tinh huyết của huyền tiên đều tiêu hao không còn phương hàn bắt đầu cảm nhận được tinh huyết không đủ xem ra sau này sau khi đánh chết tiên nhân đều phải thu vào trong bổ thiên lô làm tinh huyết luyện chế pháp tắc đại la phương hàn lắc đầu hiện tại hận không thể một lần nữa tiến vào trong đại quân thần tộc mà loạn sát, thu lấy nguyên khí tinh huyết. Trong cơ thể của hắn, thời gian đang không ngừng trôi qua, chỉ chốc lát sau, hơn một ngàn năm thiên giới đã trôi qua. Nhưng mà tuổi thọ của hắn rất dài, gần tới trăm vạn năm thiên giới, có thể nói ngay cả Kim Tiên cũng không có tuổi thọ dài bằng hắn. Bên ngoài trọn vẹn qua ba ngày ba đêm, hắn đã tu luyện qua ba ngàn năm thiên giới. Truyền thuyết chi trượng đã được hắn ngưng luyện tới đỉnh. Đáng tiếc còn thiếu một chút nữa, có thể khiến truyền thuyết chi trượng lột xác thành trung phẩm tiên khí, nhưng mà cần phải tiêu hao pháp tắc kim tiên của ta, cũng không đáng, nếu hiện tại ta có một viên vương phẩm tiên đan thì tốt rồi. Phương Hàn thầm lấy làm tiếc, đành thu truyền thuyết chi trượng lại, mạnh mẽ đứng thẳng dậy, nguyên khí lập tức chút ra ngoài, thanh thế rất mãnh liệt, tất cả không gian đều rung lên. Uy thế thật cường hoành, hắn trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, pháp lực lại một lần nữa tăng mạnh. Rất nhiều nhân vật của thiên tuyển môn đều cả kinh than. Môn chủ thiên tuyển môn thầm nói, nếu như ta xuất thủ, tuy có thể chấn áp kẻ này, thế nhưng nếu để hắn nắm được cơ hội, hắn vẫn có khả năng đào tẩu, dù sao kẻ này vẫn còn ẩn giấu thực lực chưa phát ra. Phương Hàn hiện tại cũng chưa phát ra 33 lần chiến lực trước mắt đám người này, sau khi phát ra, chỉ sợ tất cả cao thủ của thiên tuyển môn đều đối đãi với hắn, như là kim tiên mất. Nhưng mà đây là đòn sát thủ của hắn, không dễ lộ ra ngoài. Chỉ tại thời điểm mấu chốt nhất hắn mới cấp cho đối phương một kích trí mạng hừng ha ha, tiểu hữu tu luyện kết thúc, thiên tuyển môn chúng ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Kính xin tiểu hữu tới đây. Ông một tiếng, trong tĩnh thất đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu vàng. Quả nhiên, thiên tuyển môn này có việc tìm mình, không biết là chuyện gì. Phương Hàn cất bước, trong nháy mắt liền đi tới địa phương mà rất nhiều cao thủ thiên tuyển môn tụ hội. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lần này Phương Hàn tu luyện trong mệnh đã thu được rất nhiều lợi ích đã tế luyện truyền thuyết chi trượng tới đỉnh phong, tùy thời có thể tấn thăng làm trung phẩm tiên khí. Hơn nữa hắn còn tinh luyện một lần thần thông của bản thân, càng nhờ vào nguyên thủy, chi khí của linh mạch sinh mệnh cổ tuyển tích xúc đại lượng bổn mạng tinh hoa, dùng để sau này đột phá lột xác thành kim tiên mà sử dụng. Nếu như có thể một mực khổ tu trong sinh mệnh cổ tuyển, Phương Hàn tin tưởng mình mình khổ tu hơn 10 vạn năm thiên giới, dĩ nhiên có thể tu thành kim tiên, đáng tiếc chính là thiên tuyển môn, cũng không thể cho hắn nhiều thời gian tu luyện cướp đoạt linh mạch như vậy linh mạch sinh mệnh cổ tuyển tuy thập phần thâm hậu nhưng mà thời điểm một vị kim tiên tấn chức phải cần quá nhiều nguyên khí sau khi hấp thu linh mạch sinh mệnh cổ tuyển này sẽ bị suy yếu không ít sau này nguyên thủy chi khí sẽ trở nên mỏng manh sẽ bất lợi với các đệ tử thiên tuyển môn khi tu luyện kim tiên nhất định phải tấn thăng đến kim tiên phương hàn thầm thở dài cước bộ bình tĩnh tiến vào địa phương các đại nhan vật thiên tuyển môn đang tụ hội hắn nhìn bốn phía đã thấy mấy trăm bán kim tiên đại năng còn có tuyệt đại kim tiên môn chủ trong đó cũng không khỏi âm thầm giật mình so sánh với cả mang sơn cũng không có bán kim tiên đại năng mà ở đây lại có mấy trăm người hằng bất động tiểu hữu mời ngồi môn chủ thiên tuyển môn vương viêm trở nên khách khí hơn với phương hàn rất nhiều bán kim tiên đại năng cũng thể hiện ánh mắt hơi kiêng kỵ khi nhìn hắn trong lòng phương hàn rất rõ đám người này bởi vì thực lực của mình lại chứng kiến thủ đoạn lôi đỉnh trong nháy mắt đánh bại ba giám sát sứ thiên đỉnh mới có thái độ như thế hơn nữa còn có một phương diện chính là mình âm thầm xuất ra một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân khiến đám người này tưởng mình là người thừa kế của thiên quân tuy một tia ý chí của hỗn loạn thiên quân chỉ có uy áp về mặt linh hồn không có uy áp công kích thực chất thế nhưng cũng tương đương với một kiện thượng phương bảo kiếm có thể cầm lông gà mà như cầm mũi tên vậy đa tạ môn chủ không biết môn chủ triệu ta tới rốt cuộc là có chuyện gì phương hàn đường đường chính chính ngồi xuống một chiếc vương tọa ngữ khí ôn hòa lại hiện ra khí chất vĩnh viễn bất động, hằng bất động tiểu hữu, tu vi của ngươi chắc hẳn đã gần tiếp cận với kim tiên rồi. Không biết đã có bao nhiêu đạo pháp tắc đại la rồi. Vương Thiện, đệ đệ của môn chủ nói, pháp tắc đại la của Vương Thiện đã ngưng kết thành khánh vân, phi thường hùng hậu, còn lợi hại hơn nhiều so với thương tử lạc. Ta cũng chỉ ngưng tụ được 108 vạn đạo mà thôi." Phương Hàn tùy ý nói. "Gì? 108 vạn đạo pháp tắc đại la?" Rất nhiều cao thủ ở đây đều chấn kinh. Ngay cả môn chủ Vương Viêm cũng cảm thấy khó tin, bán kim tiên đại năng có thể ngưng luyện pháp tắc đại la, thế nhưng đồng dạng là tu sĩ cảnh giới này, bởi vì tư chất, tài phú, số lượng pháp tắc đại la ngưng luyện ra sẽ khác nhau. Có tu sĩ ngưng luyện ra hơn 10 vạn đạo đã là cực hạn, cũng không thể ngưng luyện thêm được nữa. Cho dù cướp đoạt pháp tắc đại la của người khác, cũng không thể dung nạp được vào thân thể, nhiều nhất chỉ để tế luyện pháp bảo mà thôi, dung nạp nhiều hay không là do căn cốt tư chất quyết định mà có tu sĩ có tư chất cực cao, có thể ngưng luyện hơn 10 vạn đạo. Bình thường vượt qua 6, 70 vạn đạo pháp tắc đại la, đều là tu sĩ nổi bật, trên trăm vạn đạo đó là kỳ tài ngút trời. Không hề nghi ngờ, pháp tắc đại la ngưng luyện càng nhiều, càng có cơ hội trở thành tuyệt đại kim tiên. Môn chủ, năm đó tại thời điểm ngài còn là bán kim tiên, cũng chỉ ngưng luyện được hơn 90 vạn đạo pháp tắc đại la đúng không?" Lại một vị nguyên lão thiên tuyển môn kinh hãi nói. "Đúng vậy." quá kinh khủng rồi, không hổ là là nhân tài cái thế được thiên quân lựa chọn. Ngươi có phát hiện ra không, hắn còn có thể tích xúc nữa, tiếp tục ngưng luyện pháp tắc, nói cách khác tu vi của hắn còn chưa tới cực hạn. Nếu như tới cực hạn, vậy sẽ cường đại tới trình độ nào? Một số cao thủ nhỏ giọng nghị luận. Phương Hàn cười thầm, pháp tắc đại la của hắn còn vượt xa con số 108 vạn đạo. Tính cả bát bộ phù đồ, Tam thập tam thiên chí bảo, pháp tắc đại la có khoảng chừng 500 vạn đạo. Đem bát bộ phù đồ tam thập tam thiên trí bảo ra cũng có thể nhường một bộ phận cho thân thể hắn mà hắn còn có thể tiếp tục tấn chức tiềm lực vô hạn đáng tiếc cho dù ta có năm vạn đạo pháp tắc đại la cũng không phải là đối thủ của kim tiên bởi vì phẩm chất mà pháp tắc đại la kim tiên ẩn chứa còn cao hơn của ta gấp trăm lần phương hàn cũng biết tranh lệch giữa mình cùng kim tiên chính thức tốt tiềm lực thực vô hạn môn chủ thiên tuyển môn kéo cuộc nói chuyện về quỹ đạo ngươi có biết hay không tại tuyền châu chúng ta có một bảo tàng gọi là vẫn lạc tà cốc vẫn lạc tà cốc phương hàn ngẩn ra lập tức bắt đầu sưu tầm trí nhớ khổng lồ của thương tử lạc rốt cuộc cũng tìm được một số thông tin vụn vặt về vẫn lạc tà cốc nhưng mà hắn cũng không nói ra chẳng qua chỉ đáp biết một chút thế nhưng cũng không được nhiều lắm chỉ biết là có một tông phái ma đầu thượng cổ cực kỳ hung ác lưu lại bảo tàng trong đó ẩn chứa rất nhiều tiên khí đan dược đạo thư phù lục đúng vậy vẫn lạc tà cốc là một nơi cực tà ở tuyền châu là chúng ta là tà môn đại tông thượng cổ thiên giới còn sót lại sau khi Ma tông bị Thiên Đình hủy diệt, tông phái này biến thành một mảnh phế tích, ẩn chứa sát khí nồng đậm, trải qua 10 vạn năm, có không ít cao thủ tiến vào tìm bảo bối, có người chiếm được một ít chỗ tốt, thế nhưng càng có nhiều người tử vong. Nhưng mà nghe đồn trong đó có rất nhiều vương phẩm tiên đan, thậm chí ngay cả thánh phẩm tiên đan trong truyền thuyết cũng có. Lần này thiên giới cùng thần giới khai chiến, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe qua. Thần tộc phá vỡ hệ tinh bích của thiên giới, khiến cho nguyên khí thiên giới ba động gần đây vẫn lạc tà cốc xuất hiện một số dị tượng một số sát khí bên trong bị phá hư là thời cơ tốt nhất để tiến vào tầm bảo thiên tuyển môn môn chủ giải thích nói như vậy môn chủ muốn dẫn ta cùng nhau tiến vào khi nghe vậy trong lòng phương hàn cũng có phần động tâm trong vẫn lạc tà cốc những thứ khác không nói vương phẩm tiên đan chính là thứ hắn rất thèm thuồng là thứ không thể thiếu khi hắn tu luyện đột phá kim tiên tam thập tam thiên trí bảo bát bộ phù đồ truyền thuyết chi trượng tự do chi dực tấn chức nếu như có đại lượng vương phẩm tiên đan, hắn tấn chức lên kim tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đúng vậy, trên người của ngươi có khí vận, hơn nữa thủ đoạn cao minh, thực lực cực kỳ cường hoành, cũng có thể giao thủ một hai chiêu với kim tiên, có trợ giúp rất lớn để thiên tuyển môn ta có được bảo tàng. Không biết ngươi có chịu cùng sông pha với chúng ta hay không? Môn chủ nói, có thể, vương phẩm tiên đan là thứ bất khả cầu, ta cần phải thu một số mới có thể tu thành kim tiên. Phương Hàn gật gật đầu, Tốt, cùng nhau tiến vào, không biết ngươi định phân chia bảo tàng thế nào? Ngươi muốn mấy thành? Tuyệt đại kim tiên nói. Ha ha, Phương Hàn cười to nói, ta lại nghĩ tới một cố sự, hai người trông thấy chim nhạn bay ở trên đầu, đều nghị luận làm sao để bắn rơi nó xuống sau đó cùng nướng ăn. Kết quả sau khi bàn xong thì chim nhạn đã bay mất rồi. Trầm mặc một hồi, môn chủ thiên tuyển môn cũng ha ha cười to, quả nhiên là nhân vật đặc biệt, khó trách trên người ngươi lại có đại khí vận, không tính toán chi ly, chính là bản sắc của đại nhân vật, thiên tuyển môn ta có thể gặp được một nhân vật như vậy, xem ra cũng nhiễm được chút khí vận. Tương lai nếu như ngươi muốn xưng hùng tại thiên giới, thiên tuyển môn ta có thể làm hậu thuẫn cho ngươi. Lời này rất nặng, nhưng mà người ở đây đều biết, sau lưng của Phương Hàn chính là một vị thiên quân ủng hộ. Sau này tiền đồ vô lượng, nói không chừng còn có khả năng tranh phách tiên giới. Hiện tại thiên giới như quần long vô thủ, thiên đình suy thoái, chư hầu nổi lên. Là thời đại hỗn loạn, hàng bất động đã đáp ứng, vậy chúng ta cũng không nên chậm trễ hiện tại lên đường luôn thôi hiện tại nguyên khí tại vẫn lạc tà cốc đang ba động kịch liệt đi càng sớm càng tốt nếu như để muộn vạn nhất bị môn phái khác nhanh chân đến trước hậu quả khó có thể tưởng nổi vương thiện nói được hiện tại lên đường mỗi người đều trở về vị trí của mình mang theo pháp bảo đan dược phù lục còn có thiên ma tiên thú sinh linh nuôi dưỡng trong vũ trụ của bản thân cùng nhau xuất phát đến lúc đó trong vẫn lạc tà cốc phát sinh tình huống còn có thể bố trí đại trận. Môn chủ thiên tuyển môn đứng thẳng dậy ra lệnh. ầm ầm, một đại đạo kim quang hiện ra trong hư không, bàn tay hắn run lên, lập tức trên người bay ra một kiện pháp bảo, là một bức tàn đồ cổ xưa, từng đạo khí tức trên mặt động lại kết thành tường vân. Vô số khí tức của thần linh tổ tông xoay tròn bên trên, một cỗ khí tức tổ truyền vào trong óc Phương Hàn. Đây là Phương Hàn giật mình hoảng sợ, thượng phẩm tiên khí. Trung phẩm tiên khí, cần đại la kim tiên mới có thể luyện chế, mà thượng phẩm tiên khí phải cần tổ tiên mới có thể thành công luyện chế. Phương Hàn còn chưa từng thấy qua thượng phẩm tiên khí. Hiện tại môn chủ thiên tuyển môn lại xuất ra thượng phẩm tiên khí, đạo đạo khí tức tổ, tổ pháp tắc dễ dàng xé rách hư không của thiên giới, thủ hộ mọi người. Đây là chấn giáo chi bảo của thiên tuyển môn chúng ta, gọi là Hy Đồ. Trông thấy bộ dáng khiếp sợ của Phương Hàn, môn chủ có phần đắc ý nói, thiên tuyển môn ta cũng chỉ có một kiện bảo bối như vậy mới có thể chấn áp được tuyển châu không bị môn phái khác nhỏ ngó bức đồ này tựa hồ như không thể phát huy được uy lực lớn nhất hơn nữa còn bị tàn phá qua phương hàn quan sát một hồi rồi nói hảo nhãn lực thượng phẩm tiên khí vô cùng diệu dụng chưa lĩnh ngộ được tổ cảnh giới căn bản không có khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất hơn nữa hi đồ này quả thật đã bị tàn phá năm đó tổ sư thiên tuyển môn chúng ta dùng nó giết hại một số tà ma cho nên mới bị tổn hại môn chủ thiên tuyển môn thở dài nói chỉ khi ta lĩnh ngộ được tổ chân lý đến cảnh giới tổ tiên mới có thể chữa trị tàn đồ này sau đó chuyển lại cho hậu nhân nhưng mà cho dù chỉ là hy đồ bị tàn phá tại trong tay môn chủ cũng trở thành vô địch trong số kim tiên phải không phương hàn bất động thanh sắc khen một câu quả thật là như vậy không có thượng phẩm tiên khí đồng dạng ta chính là vô địch môn chủ thiên tuyển môn một lần nữa rung lên hy đồ bao vây lấy mọi người trong nháy mắt đã xuyên qua vô tận thời không xé rách quy tắc thiên giới chỉ chốc lát sau thời không phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt âm trầm mà khủng bố không còn là thời không phong bạo nữa mà là sát khí giống như tuyên cổ ma vực vậy tới vẫn lạc tà cốc rồi hy đổ chấn động mọi người từ thời không bay ra liền thấy được một dãy núi cự đại mà âm trầm sơn cốc hoang phế bốn phía dày đặc hắc vụ âm sát chi khí thật trầm trọng đây là phản ứng đầu tiên của phương hàn khi chứng kiến tràng cảnh trước mắt dãy núi kéo dài đều là sơn lâm dày đặc vũ khí bao phủ một cái khe sâu xuất hiện không có điểm cuối tựa hồ như thông tới địa ngục xa xôi quốc gia của ma quỷ trong không khí tràn ngập vũ khí màu đen độc tính rất nặng âm sát chi lực khiến cho rất nhiều bán kim tiên đại năng cũng cảm thấy lạnh thấu xương nơi này chính là bên ngoài của vẫn lạc tà cốc âm sát chi lực ở bên trong ẩn chứa cực tà chi niệm căn bản không có bất luận kẻ nào có thể sinh tồn được chỉ có pháp tắc đại la là ngăn cản được huyền tiên bình thường đi vào chỉ có một con đường chết một vị nguyên lão thiên tuyển môn nói, có một lần ta muốn tiến vào xem đến tột cùng là thế nào, mới xâm nhập vào sâu hơn 100 trượng đã bị âm sát chi lực ăn mòn, trên trăm đạo pháp tắc đại la. Nếu không phải lui ra ngoài sớm, chỉ sợ sẽ bị hãm ở trong đó, biến thành một đống bạch cốt. Đúng vậy, hắc vụ bên ngoài hẻm núi gọi là vạn hóa tà vụ, đại la pháp tắc chỉ có thể ngăn cản được một lát, nếu như thời gian kéo dài, sẽ bị ăn mòn hết. Môn chủ thiên tuyển môn nói, ở chỗ sâu trong tà cốc còn có sát khí ngưng kết thành đại trận, có thể ăn mòn sạch pháp tắc kim tiên, tông chủ của cổ nguyệt phái chính là bị sát khí trong đó ăn mòn tu vi. Bất quá ta vì đối phó với chuyện này, đã khổ luyện hy đồ, rốt cuộc cũng thành công, có thể xuất ra một chút khí tức tổ tiên ngăn cản sát khí. Đám sát khí này quả nhiên lợi hại, ta nhìn xem có thể luyện hóa được hay không. Phương Hàn thoáng bay vọt ra khỏi hy đồ, cả người tiến vào trong hắc vụ, tất cả bán kim tiên đại năng. Thậm chí cả môn chủ thiên tuyển môn đều lắp bắp kinh hãi. Mau trở lại đi, trong cốc vô cùng nguy hiểm đấy không thể vọng động, tu vi sẽ bị tổn thương, vạn hóa tà vụ này sẽ ăn mòn pháp tắc đại la của người đó. Một số nguyên lão đều kêu lên. Phương Hàn nhanh như điện xạ tiến vào trong hắn vụ, xâm nhập vào hạp cốc. Ông, hắn vừa xâm nhập vào hạp cốc, lập tức hắc vụ chung quanh trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Những hắc vụ này dường như có linh tính, lại như dã thú thị huyết nhìn thấy huyết nhục mới lạ, đều mãnh liệt nhào tới, ăn mòn hộ thân cương khí quanh thân hắn, trực tiếp thẩm thấu vào nháy mắt trong huyệt khiếu của hắn đã bị đám tà vụ che kín huyết nhục toàn thân có cảm giác nhức mỏi mềm nhũn tựa hồ như bị hòa tan một số pháp tắc đại la phát ra hào quang nhưng lại bị đám tà vụ gắt cao quấn chặt muốn thôn phệ luyện hóa tà vụ thật lợi hại đại kịch độc thuật thôn phệ hấp thu phương hàn âm thầm vận dụng đại kịch độc thuật muốn thu đám tà vụ này thế nhưng phù văn của đại kịch độc thuật thoáng gặp tà vụ liền kịch liệt run lên trên mặt cư nhiên sinh ra vết rách hiển nhiên là không cách nào hấp thu. Ngay cả 3.000 đại đạo cũng không thể hấp thu. Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, liên tục thay đổi hơn 10 loại pháp môn, đại thôn phệ thuật, các loại đại tiên thuật, thậm chí tạo hóa, khởi nguyên hai đại lực lượng cũng chỉ đủ hóa giải sát khí mà không thể hấp thu. Đám sát khí này đúng là bảo bối, ngay cả pháp tắc đại la cũng có thể ăn mòn, có thể biến huyền tiên thành huyết thủy, vô cùng lợi hại. Nếu như có thể hấp thu, nhất định bản thân sẽ như hổ thêm cánh. Thế nhưng tựa hồ như không ai có thể thu, cũng không biết năm đó cao thủ Tà tông vẫn lạc nào có thể khống chế đám tà vụ này. Phương Hàn thậm chí cảm giác được trong tà vụ có khôn cùng khí tức mục nát, suy bại, có thể làm cho hết thảy sinh linh héo rũ, hết thảy pháp tắc suy yếu, trôi qua. Ồ, tựa hồ có một môn vô thượng huyền công có thể hấp thu khống chế đám tà vụ này. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, vận chuyển chung kết thánh pháp. Chung kết thánh pháp, mục nát, tử vong, suy bại, phá hư. Hủy diệt, quy về nhất sinh, vạn tà vạn ma đều quy về trung kết. Trung kết chi đạo mà trung kết thánh vương truyền thụ cho toàn lực vận chuyển, năm loại hàm nghĩa truyền ra, những đạo sát khí kia lập tức giống như gặp mẫu thân, đều bị phù văn của trung kết chi đạo hấp thu. Nguyên bản Phương Hàn khổ tu trung kết chi đạo còn chưa ngưng luyện thành, hắn tu luyện quá nhiều đạo thuật, chỉ tạo hóa, khởi nguyên đã phải mất cả đời, chớ nói chi là số mệnh, đại nhân quả thuật, đại luân hồi thuật những thần thông vô tận huyền bí thuộc 3000 đại đạo thế nhưng hiện tại phù văn của trung kết chi đạo thoáng cái hấp thu vạn hóa tà khí, trong vẫn lạc tà cốc, cư nhiên lại sinh ra lột xác, tựa hồ như nuốt phải thứ đại bổ gì đó, phù văn loáng thoáng có chút tư vị thành tựu. Ông, nguyên bản phù văn của trung kết chi đạo chính là một đoàn quang mang giống như hoàng hôn, còn chưa ngưng tụ thành hình, uy lực không lớn, không thể so với tạo hóa, khởi nguyên thần quyền. Hiện tại uy lực lớn nhất của phương hàn chính là tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, bởi vì có tam thập tam thiên trí bảo phối hợp, cho nên trên cơ bản hắn đã đem hết tâm tư nghiên cứu về mảng này, ngay cả sát chiêu trừ thiên luân hồi cũng không có thời gian nghiên cứu. Cho nên chung kết chi đạo của hắn một mực chưa có tiến triển gì. Thế nhưng hiện tại chiếm được vạn hóa tà vụ trong vẫn lạc tà cốc trợ giúp, phù văn của chung kết chi đạo đột nhiên biến hóa, cư nhiên động lại kết thành bóng ảnh một cánh cửa. Phù văn của chung kết chi đạo thu được chút thành tựu, cư nhiên là một cánh cửa, nhưng mà không giống với vĩnh sinh chi môn trí thiên thánh môn, là một cánh cửa hình chứng, màu của cánh cửa là sắc sáng lạn của hoàng hôn, tựa hồ như hồi quang phản chiếu cuối cùng, rất nồng đậm đối với tính mạng, là thời khắc sáng lạn đỉnh phong nhất, phát ra hào quang hoàng hôn sáng chói. Đây là chung kết chi môn. Trong cánh cửa có vô số địa đồ chư thần vẫn lạc, càng ngày càng rõ ràng, trong đó còn vang lên thanh âm sát phạt, hoàng hôn cuối cùng của chư thần, viễn cổ thần đế, hàng tỷ chủng tộc đều phát ra tiếng hò hét hoàng hôn. Một nền văn minh, một chủng tộc, cuối cùng phát ra tiếng kêu gào huy hoàng sáng lạn cuối cùng đều bao hàm trong đó một bộ văn minh sử chiến tranh sử giết chóc sử hiện lên trong chung kết chi môn hoàng hôn đi xa văn minh kết thúc chung kết chi hậu chính là hắc ám vĩnh hằng mãi mãi đêm dài đằng đẵng ý cảnh chung kết không chút nào thấp hơn khởi nguyên tạo hóa cũng là chân ý vĩnh hằng trong vũ trụ mang theo một tia thê lương một tia huy hoàng sáng lạn dần dần đi xa trong tích tắc chung kết chi môn ngưng kết thành trong lòng phương hàn tràn đầy cảm ngộ vô hạn đối với văn minh chung kết cả người hắn tựa hồ như đứng ở một góc độ cao nhất quan sát nền văn minh của thần tộc sinh sôi nảy nở phát triển rồi kết thúc chư thần hoàng hôn ý cảnh hiện tại hắn mới xem như chính thức lĩnh ngộ thần tộc như thế tương lai thiên giới cũng là như thế phương hàn yên lặng nói cho dù nền văn minh có huy hoàng đến đâu cũng phải kết thúc cường đại tới đâu cũng phải vẫn lạc trong thiên địa vô nhân vĩnh sinh chung kết chi môn thoáng cái được luyện thành tốc độ thôn phệ vạn hóa tà khí trở nên nhanh hơn nhiều tà khí chung quanh bị quét sạch, lấy hắn làm trung tâm, phạm vi hai ba dặm trong hạp cốc không ngờ biến thành một đoàn trong sạch. Nhìn đi, đó là cái gì? Trong hy đồ, rất nhiều cao thủ thiên tuyển môn cũng thấy được một màn này, nguyên bản phương hàn nhanh như điện tiến vào hạp cốc, người người đều cảm thấy hắn quá tự đại, kim tiên cũng không dám tiến vào địa phương đó, vậy mà hắn cư nhiên dám xâm nhập, nhất định cái mũi sẽ bị dính bụi mà chạy ra. Thế nhưng hiện tại nhìn qua, vô số vạn hóa tà vụ đều bị hắn hấp thu tiến vào trong cơ thể, Hắn chẳng những không có chút miễn cưỡng nào, ngược lại còn mỉm cười, tựa hồ như đang lĩnh ngộ đạo lý trí cao, tiến nhập vào trạng thái ngộ đạo vậy. Tuyệt đại kim tiên, môn chủ thiên tuyển môn cũng hoàn toàn khiếp sợ, đây là loại công pháp gì, cư nhiên có thể hấp thu được vạn hóa tà vụ. Đây là hủ mục chi vụ do thượng cổ tà ma tế luyện ra, tuy ta có thể thu được, thế nhưng không thể hấp thu vào trong thể nội, chỉ có thể hao phí công lực tiêu diệt nó mà thôi. Xem ra hắn thật sự là người có đại khí vận có lẽ trên người hắn có kiện pháp bảo gì đó có thể hấp thu vạn hóa tà vụ. Lần này chúng ta có hy vọng lấy được bảo tàng vẫn lạc tà cốc rồi. Một vị đại trưởng lão nói, trong lúc nói chuyện, đột nhiên bên ngoài sơn cốc, trên bầu trời phía xa vang lên một tiếng sét, khiến dãy núi chấn động, vô số kim quang xuất hiện trên bầu trời. Không tốt, đám cao thủ của môn phái khác cũng tới rồi. Hằng bất động đạo hữu, mau mau trở về, tiến vào hy đồ đi. Đúng lúc này môn chủ thiên tuyển môn tung ra đại thủ, thẩm thấu tiến vào trong hạp cốc, Muốn lôi Phương Hàn trở lại Hy Đồ, không cần môn chủ hao tâm tổn trí, ta đây đã cảm nhận được có Kim Tiên buông xuống. Thời điểm đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn buông xuống, Phương Hàn đột nhiên mạnh mẽ mở to mắt, thần thể lập lòe vài cái đã tiến vào trong Hy Đồ, khiến đại thủ của môn chủ thiên tuyển môn chộp vào hư không. Một màn này khiến cho rất nhiều người hãi hùng khiếp vía, có thể tránh được một chảo của Kim Tiên. Tu vi của kẻ này thật bí hiểm, cư nhiên có thể ngăn cản được một chảo của ta vừa rồi lóe lên hắn có vận chuyển huyền bí của tạo hóa, âm thầm hợp nhất cùng quy tắc thiên đạo. Môn chủ thiên tuyển môn bắt hụt, trong lòng cũng rung động, dựa theo bán kim tiên còn kém nửa bước mới tới kim tiên, thế nhưng chính là cách biệt một trời một vực. Một người là tên khất cái trên mặt đất, một người là hoàng giả trên bầu trời. Lại là một vị tuyệt thế kim tiên buông xuống, là người của môn phái nào. Thanh âm của Phương Hàn lập tức kéo môn chủ thiên tuyển môn về với thực tại. Trên bầu trời xuất hiện kim quang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành một vũ trụ quốc độ, bao phủ phạm vi trăm dặm, trong vũ trụ quốc độ hiện lên một người ngồi ngay ngắn, vây cùng quanh người này là rất nhiều cao thủ. Đây là tông chủ của Phương Thốn Sơn, Tôn Khôi Đấu. Trần Nguyên Sinh chính là đệ tử đắc ý của hắn, nhưng mà Phương Thốn Sơn cũng không phải là môn phái thuộc về Tuyền Châu, cư nhiên dám tới Tuyền Châu ta tranh đoạt bảo tàng, thật sự là đáng giận. Môn chủ Thiên Tuyền môn thật sâu mày nhíu lại. Ha ha, ha ha. Một hồi tiếng cười từ trên bầu trời truyền tới đại nhân vật kim tiên ngồi trong vũ trụ quốc độ đột nhiên đứng bật dậy, phát ra thanh âm du dương, vương viêm lão huynh, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Hừ, tôn khôi đấu, phương thốn sơn các ngươi là người của húc châu, cũng không phải ở tuyền châu, tại sao lại tới vẫn lạc tà cốc này, chẳng lẽ muốn nhỏ ngó bảo tàng ở đây sao? Môn chủ thiên tuyển môn cũng không nể mặt nói thẳng, thiên tài địa bảo, thuộc về người có đức. Tôn khôi đấu cũng không chút khách khi nói, hơn nữa, hôm nay ta hưng sư vấn tội mà đến, vì đồ nhi trần nguyên sinh của ta đòi công đạo hắn ở bên trong thiên tuyển môn các ngươi bị người phế di một nửa pháp tắc đại la thiên tuyển môn các ngươi cũng khó thoát được trách nhiệm ủng hộ kênh qua linh halayzi com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé rốt cuộc đã tới hừ muốn hưng sư vấn tội với ta nghe thấy lời của trưởng môn phương thốn sơn tôn khôi đấu nói trong lòng phương hàn khẽ động sau đó trên mặt hiện lên nụ cười lạnh kim tiên tuy khủng bố thế nhưng hắn cũng không quá sợ hãi nếu như động thủ bằng vào chung kết chi đạo của hắn tiến vào trong vẫn lạc tà cốc có thể phối hợp với thiên thời địa lợi kim tiên cũng chưa chắc có thể giết chết hắn hoàn toàn có thể an toàn rời đi về phần thiên tuyển môn nói sẽ chống đỡ giúp hắn căn bản không tin cho dù đối phương nói thật cũng không nên dựa dẫm quá nhiều phương hàn cũng không muốn đem tính mạng của mình để đánh cuộc lên bất cứ môn phái nào trên bất kỳ người nào tính mạng của mình chỉ đáng giá bằng một lời hứa hẹn thôi sao cho dù là thiên quân thái cổ hứa hẹn cũng không chân quý bằng một phần vạn tính mạng của mình. Tên tiểu tử kia gọi là hằng bất động, mau chóng ra đây cho ta. Thật to gan, cư nhiên dám khi nhục đệ tử của phương thốn sơn ta, hơn nữa trên người hắn còn có thân phận giám sát sứ thiên đình. Thanh âm cuồn cuộn như lôi minh thiên hạ, đánh sâu tới đám người thiên tuyển môn, một cỗ lực lượng làm rung động nhân tâm khiến lá gan của người phải xẹp lại. Tôn khôi đấu đứng thẳng lên, là một tu sĩ cao lớn, thân mặc một bộ huyết sắc áo choàng, dường như do máu tươi nhuốm thành thân thể hắn dường như có vô tận uy năng đứng sừng sững trong thiên địa tiếu ngạo lăng vân bất luận kẻ nào tiếp xúc tới ánh mắt hắn đều run rẩy mật cũng muốn nứt ra ánh mắt của hắn quét tới quét lui đám người ở trong hy đồ cuối cùng ngừng lại trên người phương hàn cha ẩn núp sau lưng vương viêm vương phiền bỗng đi ra tựa hồ như muốn nhắc cha mình bảo vệ phương hàn lần này tới tầm bảo tại vẫn lạc tà cốc nàng cũng đi theo bởi vì có phương hàn trợ giúp về sau lại được phụ thân nàng quán chú nàng cũng đã từ huyền tiên tu luyện đến bắn kim tiên đại năng có tư cách đi tẩm bảo nữ nhi con yên tâm đi hằng bất động tiểu hữu là khách quý của thiên tuyển môn chúng ta chỉ là một tên tôn khôi đấu đã muốn uy hiếp thiên tuyển môn ta quả thực là buồn cười môn chủ thiên tuyển môn vỗ vỗ bả vai nữ nhi nói phương thốn sơn cũng không có thượng phẩm tiên khí không biết vì nguyên nhân gì cư nhiên dám khiêu chiến với chúng ta như vậy hiển nhiên nếu đã tới tuyển châu không cho bọn chúng một bài học sau này các đại môn phái đều bắt trước đây chẳng phải khiến nơi đây rối loạn sao? Tiểu tử, chính là ngươi đã phế Trần Nguyên Sinh của môn phái chúng ta, thật lớn mật, dám làm như vậy, thiên đại tai họa đã buông xuống đỉnh đầu ngươi rồi đó, mau đi ra quỳ xuống xin chết còn có thể tránh được thống khổ. Trong Phương Thốn Sơn, một vị bán kim tiên đại năng giống lên như sấm, chỉ vào mặt Phương Hàn mà nói, Thiên Tuyển môn chẳng lẽ muốn thủ hộ tiểu tử này hay sao? Đúng vậy, vị hằng bất động tiểu hữu này chính là khách quý của Thiên Tuyển môn chúng ta, Thiên Tuyển môn ta ở đây, ai dám động đến hắn? môn chủ thiên tuyển môn liên tục cười lạnh phương thốn sơn tôn khôi đấu ngươi không để ý tới quy củ thăm dò bảo tàng tại tuyền châu ta còn không nói còn dám tới thiên tuyển môn ta đòi người ta xem ai dám vậy sao ở phía xa đột nhiên truyền tới một thanh âm ung um dung lại là một đoàn hào quang màu vàng xuất hiện tại bầu trời phương bắc một quốc gia yên lặng ngưng tụ thành hình trong quốc gia có vô số đại nhân vật xuất hiện đều là bán kim tiên đại năng giữa quốc gia có đoàn tọa một vị đạo nhân trên mặt có ba chòm râu thật dài phất phơ trên chán lại có một cỗ hiên ngang chi ý không ngờ cũng là một vị tuyệt đại kim tiên môn chủ thần uy môn sắc mặt môn chủ thiên tuyển môn lập tức biến hóa lại một vị đại nhân vật kim tiên xuất hiện dốc hết lực lượng của môn phái tiến tới là sư phụ của âu dương quân muốn tới phế bỏ phương hàn thần uy môn có lời tới thiên tuyển môn môn chủ thần uy môn vừa xuất hiện ánh mắt cũng bắn phá lên thân thể phương hàn lần này thần uy môn ta tới không phải vì bảo tàng của vẫn lạc tà cốc mà là đòi công đạo cho đổi nhi ta. Chỉ cần môn chủ thiên tuyển môn ngươi giao người ra, ta sẽ lập tức rời đi. Hai phái không để ý quy củ, tiến vào tuyển châu, chẳng lẽ khi dễ thiên tuyển môn ta không có người hay sao? Môn chủ thiên tuyển môn đã cảnh giác lập trận bày sẵn, lúc trước, hai phái các ngươi sử dụng âm mưu, câu thông với thiên đình, để đệ tử của các ngươi tới mưu đoạt chiếm chức vị giám sát sứ thiên đình, còn xếp vào tuyển châu, đơn giản chỉ vì muốn sinh mệnh cổ tuyển của thiên tuyển môn ta, còn bảo tàng vẫn lạc tà cốc này nữa thậm chí ba đệ tử còn động dị tâm với nữ nhi ta bổn tọa là vì giữ yên ổn giữa các môn phái bằng không đã sớm ra tay kết liễu bọn chúng bây giờ bọn chúng động phải nhân vật lợi hại trực tiếp bị phế lưu lại tính mạng xem như tốt lắm rồi lý lạc uy cách đối nhân xử thế của người ta không phải là không biết đúng là nói khoác mà không biết ngượng còn nói không phải vì bảo tàng mà đến lời dối trá bực này chỉ có thể lừa được hài nhi ba tuổi mà thôi chúng ta đều là tuyệt đại kim tiên có một không hai vĩnh hằng tự tại ngươi còn dám nói dối ta cũng phát ngượng thay ngươi đó lý lạc uy tự nhiên là môn chủ của thần uy môn đạo nhân có ba chòm râu dài kia bị môn chủ thiên tuyển môn nói vậy liền thẹn quá hóa giận hét lớn một tiếng vương viêm chẳng lẽ ngươi muốn hai phái khai chiến hay sao đánh thì đánh lần này nguyên khí tại vẫn lạc tà cốc sinh ra biến đổi thiên tuyển môn ta vốn có quyết tâm tử chiến cướp lấy tài nguyên ai dám cướp đoạt bảo tàng cùng chúng ta đều giết không tha môn chủ thiên tuyển môn hiện ra nanh vuốt sắc bén nói rất hay phương hàn ủng hộ a à, môn chủ thiên tuyển môn ngươi làm bộ hung ác ngang ngược như vậy là chiếm được kỳ ngộ gì chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân đột phá cảnh giới lĩnh ngộ tổ pháp tắc tấn thăng làm tổ tiên có thể quét ngang rất nhiều môn phái chúng ta cho nên mới cùng vọng ngang ngược kiêu ngạo như vậy nói cho ngươi biết hôm nay nếu không giao hung thủ ra thiên tuyển môn các ngươi chuẩn bị diệt môn đi cả nhà trên dưới chó gà không tha. Ầm ầm. Thanh âm tàn bạo từ bầu trời phía nam chuyển lại, lại là một quốc gia màu đỏ xuất hiện, trong quốc gia này có một vị kim tiên toàn thân màu đỏ rõ ràng, thập phần thô bạo, sắc mặt âm trầm, tràn ngập lửa giận, tùy thời có thể thiêu đốt chết người ta. Tông chủ Cốc Nguyên Tông, Cốc Mãnh. Người này cư nhiên là sư phụ của hoàng tử Tề bị Phương Hàn phế bỏ, cũng là tông chủ của một đại môn phái, nhân vật thuộc về bá chủ thiên giới. Phàm là cao thủ tu tới kim tiên đều tương đương với bá chủ, ba đại bá chủ kim tiên người đứng đầu tông phái phương thốn sơn tôn khôi đấu thần uy môn lý lạc uy cốc nguyên tông cốc mãnh đều lĩnh suất cao thủ tông phái xuất hiện muốn bắt lấy phương hàn bức bách thiên tuyển môn áp lực của ba đại kim tiên nghiêng trời lệch đất nếu như có thể buông xuống thế tục nguyên một đám đại thế giới cũng bị xé rách tả tơi mà ngay cả thời không của tiên giới phi thường chắc chắn hiện tại nguyên khí cũng kịch liệt ba động mỗi cỗ nguyên khí dường như núi lửa phun trào có thể xé rách hư tiên thương tổn pháp tắc đại la nhưng mà như bị lực lượng của ba đại kim tiên tác động, tà vụ trong vẫn lạc tà cốc cư nhiên trở nên nồng đậm hơn, hơn nữa còn có xu thế khuếch trương ra phía ngoài. Đúng vậy, ba đại môn phái chúng ta lần này liên thủ mà đến, cũng không phải áp bách thiên tuyển môn ngươi, chỉ là vì đào công đạo, các ngươi trước tiên giao hàng bất động ra đây, sau đó bồi thường mỗi môn phái một viên vương phẩm tiên đan khôi phục nguyên khí, cho ba đồ đệ thiên tài của chúng ta, lúc đó mọi chuyện coi như qua, còn có thể cùng nhau chia sẻ bảo tàng vẫn lạc tà cốc này lý lạc uy môn chủ thần uy môn vung tay áo lên làm ra vẻ đạo mạo nói nếu không ba phái chúng ta liên thủ không tin thiên tuyển môn ngươi có thể ngăn cản được thiên tuyển môn nếu như lần này ngăn cản lập tức sẽ diệt môn ba đại kim tiên bá chủ liên thủ bức bách giết giết tất cả cao thủ đại nhân vật của ba đại môn phái đều điên cuồng hét lên từng bước một bức bách tới lực áp bách ngày càng nặng nề quả thực làm cho người ta hít thở không thông tất cả cao thủ của thiên tuyển môn đều biến sắc Môn chủ, nếu như ba phái thật sự liên thủ, thiên tuyển môn chúng ta không phải là đối thủ. Huống chi cổ nguyệt phái còn chưa xuất hiện, có lẽ ẩn núp trong bóng tối xem kịch vui. Hiện tại ba phái bức cung, chẳng lẽ thật sự phải khai chiến với ba phái này sao? Vài vị trưởng lão tâm phúc đều truyền thần niệm tới môn chủ thiên tuyển môn. Tình thế hiện tại vô cùng nghiêm trọng như chỉ mảnh treo chuông. Ha ha, ha ha. Đột nhiên lúc này Phương Hàn bộc phát một hồi cùng tiếu, thần uy môn phương thốn sơn cốc nguyên tông các người tới đều là vì ta không có gì đáng trách ta phế đệ tử của các ngươi thì tính sao các ngươi có bản lĩnh hay tiến vào trong vẫn lạc tà cốc mà truy sát để ta nhìn xem các ngươi có bản lĩnh giết chết ta hay không môn chủ thiên tuyển môn ngươi cũng không cần phải lo lắng ta chưa bao giờ cần bất luận kẻ nào phải bảo hộ kẻ chọc tới ta nhất định sẽ có kết cuộc không tốt vèo thân thể của hắn một lần nữa bay ra khỏi hy đồ trực tiếp chui vào vạn hóa tà vụ của vẫn lạc tà cốc thoáng cái biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiên sinh vương phiên đại tiểu thư gọi một tiếng thế nhưng đã muộn nàng không dám lao ra khỏi hy đồ chỉ có thể trở mắt nhìn phương hàn biến mất kỳ nhân rất nhiều trưởng lão đều cảm thán đi tiến vào vẫn lạc tà cốc rồi nói chờ chúng ta thu hoạch chút vương phẩm tiên đan của bảo tàng khiến vài người tấn trước kim tiên bổn tọa sẽ làm cho ba đại môn phái đẹp mắt vương viêm nổi giận gầm lên một tiếng thúc giục hy đồ cũng xông vào trong hắc vụ vẫn lạc tà cốc lập tức đám hắc vụ kia như cảm thấy uy hiếp, càng trở nên nồng đậm, thậm chí còn ăn mòn thời không, tạo thành vô số thời không mê cung như tổ ong. Cả vẫn lạc tà cốc đã không còn đơn giản là một sơn cốc nữa, mà là một đại vũ trụ, một quốc gia mê cung ẩn chứa vô số tà ác. Đáng giận, người nọ cư nhiên đơn thương độc mã xâm nhập vào vẫn lạc tà cốc, đuổi theo. Môn chủ của ba đại môn phái gầm lên giận dữ, dẫn đầu đám cao thủ kết thành ba tòa đại trận trực tiếp khiến vạn hóa tà vụ, chấn động, cũng xông vào bên trong. Giờ khắc này Phương Hàn dẫn đầu tiến vào trong Vẫn Lạc Tà Cốc, Thiên Tuyển môn, Thần Uy môn, Phương Thốn Sơn, Cốc Nguyên Tông cũng lập tức nối đuôi tiến vào. Bốn lộ nhân mã mang theo khí thế mênh mông, thế nhưng khi tiến vào trong cốc lại trở nên vô thanh vô tức, không một chút động tĩnh tỏa ra bên ngoài, thậm chí bên trong còn không có cảm giác nguyên khí ba động. Vẫn Lạc Tà Cốc này dường như một đầu mãnh thú vô cùng cự đại thôn phệ bốn lộ nhân mã. Sau khi bốn lộ nhân mã tiến vào, ngoài mặt của tà cốc xuất hiện rất nhiều bóng đen trang phục của những hắc ảnh này không ngờ giống y như thích khách đã ám sát đại tiểu thư bọn họ mai phục ngoài cốc chờ đợi đại nhân vật buông xuống ông một trận kim quang lập lòe trói sáng lại là bá chủ kim tiên xuất hiện từ đằng xa buông xuống hai vị bá chủ một người mặc hắc y toàn thân đều bao bọc bởi khí thức âm lãnh lành lạnh mà người còn lại là nam nhân mặc một thân ngân nguyệt sắc trường bào bên người dẫn theo rất nhiều bán kim tiên đại năng thực lực không hề dưới thiên tuyển môn Phương Thốn Sơn, các môn phái, hiển nhiên cũng là một đại tông phái. Nếu như lúc này môn chủ thiên tuyển môn ở đây liền nhận ra ngay, nam tử mặc ngân sắc trường bào chính là một một đại môn phái khác tại Tuyền Châu, trưởng môn của cổ Nguyệt Tông, Hồ Thương Hải. Năm đó vị tuyệt đại kim tiên này xâm nhập vẫn lạc tà cốc tìm kiếm bảo tàng, trọng thương trở về. Về sau khiến cho cổ Nguyệt Phái một mực xa sút hoàn toàn không ngượng dậy nổi. Hiện tại cổ Nguyệt Phái tự hồ như có liên quan tới tổ chức sát thủ thần bí, Tà Tôn, những người kia cũng đã tiến vào rồi sao? Khí tức toàn thân Hồ Thương Hải đều rất sung túc, không hề có bộ dáng bị thương, tựa hồ như thực lực đã đạt tới đỉnh phong, tiềm lực vô tận, giơ tay nhất chân cũng có tự tin nắm chắc quy tắc bổn nguyên, thấm nhuần nhân tâm. Nhưng mà hắn lại thập phần khách khí đối với vị đại nhân vật Hắc Y kia, xưng hắn là Tà Tôn. Cao thủ của bốn môn phái đều đã tiến vào, lần này cần phải tiêu diệt Thiên Tuyển môn, Phương Thốn Sơn, Thần Uy môn, Cốc Nguyên Tông, khiến bọn chúng vẫn lạc trong vẫn lạc tà cốc thế lực của chân không gia hương ta có thể khống chế được ba bốn đại châu, chậm rãi rơi tái cướp đoạt tài nguyên linh mạch. Hắc Y Tà Tôn cười lạnh, hư không tựa hồ cũng tràn đầy khí tức âm mưu. Nhưng mà ta tựa hồ thấy có năm phương thế lực. Kẻ tiến vào đầu tiên chính là người kia, lai lịch của kẻ đó thế nào? Ta biết tại ba ngày trước, một vị cao thủ của chân không gia hương, các ngươi tới ám sát thiên tuyển môn đại tiểu thư, không ngờ lại bị một nhân vật ngăn cản, cuối cùng vương viêm xuất thủ trực tiếp bóp chết có phải là người kia ngăn cản thích khách đúng không hồ thương hải thoáng hỏi tin tức của ngươi rất linh thông tà tôn liếc mắt nhìn hồ thương hải không chỉ như vậy ta còn biết người này trước sau còn phế âu dương quân hoàng tử tề trần nguyên sinh ba giám sát sứ thiên đình rút lấy một nửa pháp tắc đại la của bọn họ sắc mặt của hồ thương hải vẫn bất động người này chính là tuyệt thế thiên tài hắn còn tu luyện vĩnh hằng bất động chân ngã đại tiên thuật gì như vậy người này có thể là một trong những tuyệt thế thiên tài mà trong truyền thuyết Vĩnh Hằng Thiên Quân, tìm kiếm. Vĩnh Hằng Thiên Quân đi khắp nơi bố trí quân cờ, mỗi một thiên tài đều có trí tuệ tuyệt thế bất chắc. Nhưng mà hôm nay tên tuyệt thế thiên tài này rất có khả năng bị chôn vùi ở đây. Nếu như ta bắt được hắn, đầu tiên sẽ ăn não hắn, hấp thu trí tuệ của hắn, cướp đoạt đại khí vận của hắn. Hai mắt tà tôn xanh biếc, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ. Bàn tay hắn tràn ngập tà khí, trong đó ẩn chứa sát ít, không hề nhìn ra loại khí tức uy mãnh của tuyệt đại kim tiên nhưng làm cho người ta cảm giác được cực độ nguy hiểm. Đi, chúng ta tiến vào, lần này nhất định phải đoạt được bảo tàng trong đó, vương phẩm tiên đan còn sót lại của viễn cổ vẫn lạc tà tông. Hồ Thương Hải đột nhiên tạo ra một quốc gia, thu rất nhiều cao thủ trong cổ nguyệt phái đi vào, sau đó nhảy vào trong tà vụ. Kiệt 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 kiệt. Tà tôn phát ra tiếng cười quái dị, cũng xuất lĩnh cao thủ nhảy vào trong. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tà cốc tràn đầy sát khí. Vẫn lạc tà cốc này quả thật là nơi cực tốt để tu luyện chung kết chi đạo trong tà khí có ẩn chứa chân ý hư mục, tử vong, cũng không biết là vị thái cổ đại năng nào tạo nên. Thật ra chung kết chi đạo của ta có được là do chung kết thánh vương, đích thân truyền thụ, có đủ tiềm lực tu luyện nhất, đáng tiếc vẫn may không có thời gian tu luyện, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền quá hao phí tinh lực. Hiện tại vừa vặn cho ta cơ hội tu luyện chung kết chi đạo. Một thân ảnh lóe lên tại vô cùng vô tận vạn hóa tà vụ. Đúng là phương hàn. Sau khi tiến vào vẫn lạc tà cốc, hắn như tiến vào một thế giới toàn bộ đều là tà khí, có hàng trăm đường hầm thời không, mỗi một đạo đều thông tới một ám điện bí mật. Hắn vận chuyển Chu Thiên Nghi thôi toán, qua lại như con thoi qua từng đường hầm thời không, cũng không sợ bị lạc phương hướng, bị nhốt ở bên trong. Vạn hóa tà vụ trong đường hầm này tiến nhập vào trong cơ thể hắn, toàn bộ đều bị trung kết chi đạo ngưng luyện, trung kết thánh môn hấp thu. Trung kết thánh môn, quang mang của hoàng hôn càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí trong cánh cửa, có thể thấy được vô số thần tộc bị Phương Hàn giết chết đều sống lại cả bóng dáng của hư thần giới đều như ẩn như hiện trong thánh môn, một đạo văn minh chư thần huyền bí càng ngày càng xuất hiện nhiều. Phương Hàn cũng càng ngày càng minh bạch chân lý của chư thần hoàng hôn, thậm chí cả chân lý của thiên nhân ngũ suy. Trung kết chi đạo, trung kết thánh môn càng ngày càng hấp thu nhiều vạn hóa tà vụ làm thuốc bổ, phát triển, trong hư không không ngừng vọt lên lực lượng hủ mục, tử vong, phá hư, hủy diệt, suy bại, toàn bộ đều ra chỉ tiến vào thân thể Phương Hàn. Pháp tắc đại la trong cơ thể phương hàn cũng nhuốm đẫm một tầng trung kết chi lực. Nguyên bản những đạo pháp tắc đại la kia đều óng ánh sáng chói, có một chút màu vàng nhàn nhạt, nhạt, thế nhưng hiện tại đã trở thành máu ô kim, càng chắc chắn hơn, mỹ lệ sáng lạn giống như hoàng hôn, diễn sinh ra ý cảnh vĩnh hằng cuối cùng. Lực lượng của phương hàn không ngừng gia tăng, pháp tắc đại la toàn thân kiên cố hơn, trung kết thánh môn càng lớn hơn, thành một môn thần thông do vũ trụ trong người tạo ra, khiến cho phương hàn có một loại cảm giác hóa thân thành trung kết thánh vương ba nghìn huyệt khiếu trong cơ thể của hắn đồng thời cũng xuất hiện quang mang hoàng hôn không gian sau lưng cũng mang theo ánh sáng hoàng hôn càng phát ra nồng đậm hơn hoàng hôn đại biểu cho hòa lệ kết thúc vinh quang vào thời khắc cuối cùng đến cuối cùng trên thân thể phương hàn đã mang theo chư thần hoàng hôn hành tẩu trong tà vụ những tà vụ kia đều thần phục căn bản không cần hấp thu nó cũng tự động tiến vào trong cơ thể chuyển hóa thành chung kết thánh lực răng rắc răng rắc chung kết thánh lực bạo mãn trên thân thể phương hàn cư nhiên tự động động lại kết thành một tầng hào quang hoàng hôn giống như áo giáp, giống như thần hoàng hôn. Trung kết thánh lực chính là màu hoàng hôn, thê lương, mỹ hảo, vô hạn hoài niệm, là huy hoàng cuối cùng của anh hùng. Tốt, pháp tắc đại la chắc chắn, tu thành trung kết thánh lực. Chỉ cần tìm được bảo tàng vương phẩm tiên đan, ta hấp thu pháp tắc kim tiên trong tiên đan, đại lượng nguyên khí, còn có sinh mệnh cổ tuyển nữa là có thể tấn thăng làm kim tiên. Phương Hàn âm thầm thôi toán, Trung kết chi đạo tu thành khiến thời gian hắn tấn chức làm kim tiên, rút ngắn lại đáng kể, có cự đại chỗ tốt đối với việc hắn tự ngưng luyện tu vi, hơn nữa nắm trong tay hủ mục, suy bại, tử vong, phá hư, hủy diệt năm loại chân lý, khiến hắn không bao giờ bị năm loại chân lý này ăn mòn, thọ nguyên cũng kéo dài ra. Hơn nữa vạn hóa tà vụ còn đang không ngừng dũng mãnh tiến vào, chung kết thánh lực càng ngày càng mạnh hơn. Một lần hô hấp trong này, tương đương với khổ tu chung kết chi đạo 10 năm ở bên ngoài. Ồ, Chu Thiên Nghi tựa hồ như thôi toán được một số đầu mối. Thời điểm hắn tận tình hấp thu Vạn Hóa Tà Vụ, Chu Thiên Nghi trong cơ thể bắt đầu xoay tròn, tựa hồ phát hiện ra một số khí tức cường hoành, những khí tức kia đều là pháp tắc kim tiên, có truy binh đuổi theo. Đáng tiếc ta không phải là tìm kiếm truy binh mà là tìm kiếm chỗ cất chứa vương phẩm tiên đan. Vạn Hóa Tà Vụ nhanh chóng thần phục, thay ta chỉ ra đường sáng. Phương Hàn một lần nữa đánh ra ngàn vạn thủ quyết, những đạo thủ quyết kia đều là vô thượng đạo thuật của chung kết thánh pháp một khi vừa ra, vô số vạn hóa tà vụ đột nhiên sinh ra từ vị thần phục chung kết, đều truyền rất nhiều tin tức qua hư không. Cũng không ai ngờ, tới chung kết chi đạo của Phương Hàn lại khống chế được nguyên khí của vạn hóa tà vụ, chẳng khác gì là minh bạch hết thảy tình cảnh trong vẫn lạc tà cốc, bảo tàng ẩn giấu gì cũng đều phải hiện ra. Bên trong vẫn lạc tà cốc này nguyên bản quanh năm tràn ngập vạn hóa tà vụ, tràn ngập thời không hắc động, đường hầm. Cho dù kim tiên vào đi cũng sẽ bị lạc, thế nhưng hiện tại nguyên một đám địa điểm đều hiển hiện ra mồn một trước mắt Phương Hàn. Phương Hàn nhắm mắt lại, dùng niệm cảm ứng tin tức của vạn hóa tà vụ. Lập tức hắn liền phát hiện một số không gian, khắp nơi đều giải rác các thi hài, những thi hài kia đều thập phần xa xưa, đã mất đi linh khí, pháp tắc trên người tựa hồ như đã trải qua đại chiến thảm liệt đến cực điểm, thậm chí từ trong vạn hóa tà vụ, Phương Hàn có thể thấy được tràng cảnh rất nhiều năm trước, thời đại thái cổ, cao thủ tà tông này đã cùng rất nhiều đại nhân vật chiến đấu tại địa phương càng sâu, vạn hóa tà vụ biến thành các loại tà khí cùng loại với vạn ác trinh nguyên. Đó là loại tà khí gì, không ngờ lại nồng đậm như thế. Đột nhiên Phương Hàn đã phát hiện ra, trong không gian càng sâu hơn, vạn hóa tà vụ vô cùng nồng đậm, sinh ra lột xác, cư nhiên diễn sinh ra một loại tà khí cùng loại với vạn ác trinh nguyên. Duệt! Hắn thoáng trực tiếp na di tới nơi đó. Ô ô! Tà khí nồng đậm, thậm chí trong nháy mắt có thể hòa tan pháp tắc đại la, ngay cả pháp tắc kim tiên cũng bị ăn mòn trong nháy mắt phương hàn đoán ra loại tà khí này cùng loại với chân lý hủ mục suy bại tử vong cùng trên một hỗn độn kết hợp với vu thuật tà ác nhất diễn sinh ra một loại tuyệt ác tà khí cực ác nguyên khí hung ác cùng cực tiêu hủy kim tiên trong tà khí truyền tới ý niệm hung ác cùng cực tựa hồ như ý niệm căm hận thiên địa của đại ma đầu phát ra lời nguyền rùa độc ác nhất trong vũ trụ bởi vì loại tà khí này phi thường hỗn tạp chung kết chi đạo cũng chỉ hấp thu được một bộ phận oán niệm còn lại trực tiếp muốn phá hủy thân thể Phương Hàn. Ánh sáng tổ vu, vạn ác chi nguyên. Phương Hàn không hề e ngại, thúc giục một số huyền diệu chi khí trong tổ vu kính, khí tức này có cùng nguồn gốc với vạn ác chi nguyên, dung hợp trên cùng một hỗn độn, vu thuật chi đạo, vu thuật chi tổ. Những oán niệm kia đều bị hút vào trong, chuyển hóa thành bổn nguyên vu thuật tinh khiết, làm ổn định xung đột giữa Tam thập Tam thiên chí bảo cùng Bát bộ phù đồ, khiến cho hai kiện pháp bảo này đạt tới viên mãn. Tốt tốt tốt, đám tà khí hung sát này đối với kim tiên mà nói sẽ gây thương tổn rất nặng, nhưng đối với ta lại là vật bổ. Trong lòng Phương Hàn thập phần vui mừng, tu luyện trong này quả thật quá tốt, có thể bù lại hết thảy tinh lực cùng thời gian tu luyện thần thông. Phát hiện rất nhiều pháp tắc kim tiên, đó là khí tức của vương phẩm đan dược. Đột nhiên lúc này, trên Chu Thiên Nghi truyền tới một số tin tức. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phương Hàn cư nhiên phát hiện ra khí tức của vương phẩm tiên đan. Chu Thiên Nghi thôi toán ra rất nhiều tin tức trong tà khí, có thể phân tích ra rất nhiều ảo diệu bên trong. Xâm nhập vào sâu trong vẫn lạc tà cốc, vạn hóa tà vụ lại lột sắc biến thành vẫn lạc tà khí. Trong vẫn lạc tà khí chẳng nhưng bao hàm chân lý hù mục, suy bại, tử vong, mà còn ẩn chứa vu thuật thịnh hành nhất trong hỗn độn, cực kỳ ác độc, ăn mòn cả pháp tắc đại la kim tiên, khiến cho kim tiên cũng bị ăn mòn. Thế nhưng Phương Hàn thân mang chung kết chi đạo, lại luyện hóa tổ vu kính vẫn lạc tà khí làm cho người ta nghe mà sợ vỡ mật đối với hắn lại là vật đại bổ chẳng những khiến cho chung kết thánh đạo viên mãn còn khiến cho bát bộ phù đồ tam thập tam thiên trí bảo càng chắc chắn hơn hiện ra vẻ cổ xưa xa xưa lắng động như khí tức đại địa kỷ nguyên vũ trụ thực lực bây giờ của hắn cao minh hơn không ít so với lúc chưa tiến vào vẫn lạc tà cốc chiến lực tăng lên pháp tắc đại la trong cơ thể cũng tăng lên nhất là khi tại quốc gia trong bổn mạng vũ trụ của hắn truyền thuyết chi trượng được chăm sóc cẩn thận, tùy thời đều có thể tấn thăng thành trung phẩm tiên khí, truyền thuyết chi lực phá không tới gia trì cho thân thể hắn. Tu vi gia tăng như vậy, cảm ứng của hắn cũng càng ngày càng nhạy cảm, vận dụng tam thập tam thiên trí bảo càng ngày càng tinh diệu, có thể nói là khoáng thế vô song. Trên Chu Thiên Nghi hiện ra một bộ đồ họa, sâu trong vẫn lạc tà cốc, trong một sơn động rộng lớn, lấm tấm có khí tức pháp tắc kim tiên hiện ra, không hề nghi ngờ, chính là khí tức của vương phẩm đan dược. Hiện tại Phương Hàn đã không thể tự mình luyện chế vương phẩm đan dược, bởi vì hắn đã luyện hóa sạch pháp tắc kim tiên rồi. Bây giờ vương phẩm tiên đan đối với hắn mà nói đúng là mưa giữa ngày khô hạn. Duệt, duệt, duệt. Dựa theo chỉ điểm của Chu Thiên Nghi, Phương Hàn trực tiếp xâm nhập vào sâu bên trong, xuyên qua tầng tầng vẫn lạc tà khí, tràng cảnh trước mắt biến đổi, tựa xuất hiện một sơn động cực kỳ cổ xưa. Sơn động rất lớn, phạm vi tới ngàn dặm. Tại cửa sơn động có một phiến đại môn đen kịt, trên đại môn có điêu khắc ba đạo phù lục cổ xưa, ba đạo phù lục giống như run lại giống như long xả uốn lượn, khó có thể đoán định, nó tản mắt ra tà khí cường đại. Ông, tựa hồ như thấy có người muốn tiếp cận sơn động, tà khí trên mặt phù lục cư nhiên tách ra từng đóa hoa sen màu đen, giữa đóa hoa sen đen đều có đoan tọa một hình thể khô héo, mặc da thú cổ xưa, mang theo mũ da thú, những người này dường như là thay khô từ phần mộ cổ xưa bò ra, tản mắt ra thi khí cường đại. Mỗi người đều đánh ra thượng cổ vu đạo, thủ quyết vô thượng tài đạo. Trong nháy mắt một cỗ hồng lưu vu thuật trùng kích mà ra. Vu thuật khác xa tiên thuật, mỗi một đạo vu thuật đều không có chứa ba nghìn đại đạo trong đó, mà là một cỗ lực lượng thần bí cùng loại với lực lượng của vạn ác chi nguyên, lực xuyên thủng không gì sánh kịp. Mỗi một đạo vu thuật không hề kém đại tiên thuật, thậm chí còn vượt qua, cũng không có quang ảnh hoa lệ gì, chỉ chất phác mà tràn đầy khí tức thượng cổ. Cơ hồ là tương đương với một kích toàn lực của cao thủ kim tiên hàng tỷ đóa hắc liên tách ra trên không trung, trong mỗi một đóa hiện ra một pho tượng vu ma, vu ma đánh ra vu thuật, mỗi một đạo vu thuật đều xuyên thủng thiên địa, băng diệt bát phương. Trong nháy mắt Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể sắp bị hủy diệt, căn bản không cách nào ngăn cản loại công kích bằng vu thuật này. Khí tức cực độ nguy hiểm từ sâu trong nội tâm Phương Hàn toát ra. Cái này, đây là Thiên Vu Diệt Tiên Thần trận, có thể trôi vùi vạn phương, tại sao lại có loại đại trận lợi hại cỡ này ở trong đây? Diêm cũng sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Kim tiên gặp tòa đại trận này bản thân cũng bị trọng thương, hơn ức đạo vu thuật oanh kích xuống, ai có thể thừa thụ được. Tổ vu nguyên khí, hóa thành thần kính, thiên chi tài đạo, trên một kỷ nguyên. Phương Hàn gặp nguy không loạn, kinh nghiệm thân kinh bách chiến phát huy ra tác dụng cực lớn, đột nhiên toàn thân chấn động, một cỗ nguyên khí trùng trùng điệp điệp từ trong thân thể bay ra, hóa thành một mặt gương cự đại, mặt gương này chính là tổ vu kính tổ vu kính to lớn phi thường, bao trùm vạn phương, lớn không thể định lượng, trên mặt để lộ ra một loại khí tức kỷ nguyên, càng khác biệt với pháp tắc của thiên giới, quả thực là dị đoan. Thế nhưng hơn trăm triệu đạo vu thuật đủ có thể thương tổn kim tiên, đều kích lên trên mặt tổ vu, kính lại giống như châu đất xuống biển, toàn bộ đều thẩm thấu vào trong. Tổ vu kính có được những đạo vu thuật này bổ sung lại càng thêm lớn mạnh, thậm chí làm cho quy tắc thiên giới hoàn toàn vạn vẹo, phá hỏng, ầm ầm thoáng cái, trong gương hiện ra quy tắc hoàn toàn bất đồng hàng tỷ thời không vũ trụ thế giới quy tắc hiện ra trong gương loài người trời sinh cường hoành từ nhỏ đã có đại năng câu thông thông thiên vận dụng vài loại diệu dụng trong thiên địa nhưng thọ nguyên lại ngắn ngủi có một số kẻ khai thiên tích địa tồn tại tuổi thọ cũng chỉ là trăm ngàn năm điều này ngược lại với hiện tại thiên địa pháp tắc lực lượng càng mạnh thọ nguyên càng dài nhất là các loại quy tắc kỷ nguyên của vũ trụ hiện ra trên mặt tổ vu kính càng cường đại hơn thế nhưng lại bị quy tắc trói buộc không thể tùy tiện xuất thủ không như trong kỷ nguyên hiện tại, chỉ cần có lực lượng cường hoành, đến cấp bậc thiên quân, cái gì mà quy tắc thiên giới, hành tỷ thời không, căn bản không thể trói buộc hành động của ngươi, muốn thế nào thì thế đó, tùy tâm sở dụng. Pháp tắc của kỷ nguyên vũ trụ này quả có tính cân bằng. Phương Hàn thậm chí bị lại trong địa đồ tổ vu kính. Quan sát trên vũ trụ, trước tiên là cảnh tượng khai thiên tích địa, tiếp theo một sinh linh cường hoành, loài người, vu thuật, ma thần đều từng loại từng loại hiện ra, biến ảo vùn vụt mà qua. Ấm ẩm Ẩm, đột nhiên lúc này bên trong tổ vu kính hiện ra một màn kinh người một tòa môn hộ từ trên trời giáng xuống từ hư vô mà sinh ra cũng không biết từ đâu mà tới tới nơi nào chấn đắc khiến cả vũ trụ vỡ tan sau đó hỗn độn diễn sinh một mảnh hỗn loạn đã không có bất kỳ chân lý khởi nguyên càng không có tạo hóa thiên địa một lần nữa diễn hóa vĩnh sinh chi môn phương hàn giật mình hoảng sợ hắn loáng thoáng đã nhìn ra cánh cửa làm tan vỡ kỷ nguyên vũ trụ các loại quy tắc kia chính là vĩnh sinh chi môn vĩnh sinh chi môn này là thứ tạo ra thiên địa luân hồi các loại quy tắc ba nghìn đại đạo đều lưu truyền ra từ cánh cửa này không thể tưởng được trong tổ vu kính cư nhiên xuất hiện một màn này dầm trên cánh cửa cổ xưa đen kịt sau khi vu thuật được tổ vu kính hấp thu hàng tỷ đoá hắc liên tựa hồ như cảm ứng được cái gì đó cũng đều kích xạ mà đến đầu nhập vào trong tổ vu kính khiến cho mặt kính này xảy ra một loại biến hóa kỳ diệu sau đó phù văn trên cánh cửa đen kịt tựa hồ như long xà cũng chậm chậm bay lên, cư nhiên nguyên khí kết hợp là một thể với tổ vu kính được khắc trên gương. nguyên bản tổ vu kính chỉ là một mảnh mơ hồ, nhưng bây giờ đã trở nên rõ hơn nhiều, nhất là ba phù lục như thiên sinh an ổn trong gương. ba phù lục này giống như là chữ mà lại không phải, phương hàn mơ hồ nhận ra là văn tự vu đạo trên một kỷ nguyên, nhưng mà hắn cũng không thể nhận ra văn tự vu đạo, cũng không biết đại biểu cho cái gì. ba đạo phù văn trên môn hộ đen kịt bay ra sau khi tiến vào trong tổ vu kính hết thảy tất cả công kích đều tiêu tán sau đó môn hộ đen kịt thoáng cái mở ra huyệt động cổ xưa động quật tà ác hiện ra trước mắt phương hàn tổ vu chi đạo tán nhập phù đồ làm chắc tam thập tam thiên phương hàn búng ngón tay nguyên khí ngưng kết thành tổ vu kính đều tán loạn nguyên khí dung nhập vào trong bát bộ phù đồ làm tiên khí chắc chắn hoa văn đại la cũng càng thêm chắc hơn sau khi thu phục vu tự phương hàn cảm giác được nguyên khí trong tổ vu kính tựa hồ như nhiều hơn một loại nhưng mà hiện tại hắn cũng không có tham mộ hiệu quả của vu tự. Phương Hàn, đây là cơ duyên, vẫn lạc tà cốc này có thể là tuyệt thế vu thuật lưu truyền từ một kỷ nguyên xuống, kết hợp cùng ma đạo, sáng tạo ra một đại môn phái. Tam thập tam thiên trí bảo cùng bát bộ phù đồ của ngươi mỗi lần tấn chức, hai cỗ ý niệm tuyệt thế này sẽ xung đột một lần, một lần lại gay gắt hơn lần trước, nếu như cuối cùng thật sự có hy vọng trở thành tạo hóa thần khí, vậy sẽ tạo thành tràng cảnh ý niệm của tạo hóa tiên vương, quyết đấu cùng hồng hoang tổ long chỉ có vu đạo trên kỷ nguyên mới có thể điều hòa. Đây là cổ vu tự thể, ngươi phải học được cổ vu tự thể, nguyên khí của tổ vu kính mới có thể càng thêm huyền ảo, điều hòa hai đại tiên khí, sức mạnh sẽ tăng lên, khiến ngươi càng ngày càng lợi hại. Diêm điên cuồng giống lên đầy hưng phấn. Tuy ta cảm giác cảnh giới không tăng lên, thế nhưng tuổi thọ, trình độ chắc chắn của bản thân, chiến lực tăng lên không ít, hơn nữa tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ còn chắc gấp mấy lần, thi triển ra 33 lần chiến lực cũng không cần cố kỵ pháp bạo nứt vỡ nữa. Phương Hàn thập phần thỏa mãn khi phát giác tình huống trong cơ thể. Nhìn kìa, trong huyệt động kia có cái gì đó. Diêm lại lần nữa điên cuồng hét lên. Môn hộ đen kịt mở ra, động quật tà ác hiện ra, Phương Hàn liền thấy được một mảnh phế tích. Trong phế tích, toàn bộ đều là thi cốt, thi hài bị ăn mòn, phong hóa. Những thi hài này có hình thể cao lớn, giống như ma giống như thần, cũng có một số là nhỏ gầy, giống như dã thú phi điểu, thế nhưng đều đã mất đi linh khí, tất cả pháp tắc. Vô số thi cốt đầy mặt đất, Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, muốn phát hiện ra kho tàng gì đó trên thi cốt. Thế nhưng khiến hắn thất vọng là, trong thi cốt trái lại chỉ có rất nhiều tàn phiến pháp bảo, thế nhưng trải qua vẫn lạc tà khí ăn mòn, hơi chạm vào đã biến thành cho bụi. Mà ngay cả một số tiên khí cũng không ngoại lệ. Phía trước, riêng một lần nữa lên tiếng, Phương Hàn lập tức đã phát hiện ra, sâu trong huyệt động, trên một tế đàn có bài trí chí chín hồ lô trong suốt, trong hồ lô tựa hồ như có từng vũ trụ quốc độ một mỗi một viên đan dược nằm bất động trong đó dường như là đại la kim tiên chuẩn bị vút lên biến hóa thậm chí thời điểm những viên đan dược này nằm bất động trên đó phát ra đan khí động kết lại thành từng viên từng viên hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm tuyệt phẩm tiên đan giống như thần tử hát khúc ca ca ngợi xung quanh nó vương phẩm tiên đan phương hàn âm thầm mừng rỡ soạt soạt đúng lúc này tại miệng huyệt động đột nhiên buông xuống một mảnh kim quang cường đại Kim Tiên Quốc Độ cường hoành phủ xuống môn hộ tà ác động quật, những đạo vẫn lạc tà khí đều bị Kim Tiên Quốc Độ đẩy ra bên ngoài. Nhưng mà vẫn lạc tà khí căn bản không hề bị pháp tắc Đại La Kim Tiên tiêu diệt, một cỗ sóng chiều gắt cao dâng lên quấn quanh quốc độ, muốn thẩm thấu tiến vào, ăn mòn vạn trượng kim quang, biến nó thành màu lục sắt. Cho dù Kim Tiên ở bên ngoài còn có thể ngăn cản vạn hóa tà vụ, thế nhưng tiến nhập vào sâu bên trong, bị ý niệm hung sát của vẫn lạc tà khí, cổ vu đạo thuật xâm nhập, lập tức bị ăn mòn, căn bản không có khả năng giống như phương Hàn, ngược lại còn thu tà khí làm tu vi tăng lên. Nhưng mà Kim Tiên có pháp lực hùng hồn, có thể chịu được ăn mòn, tạm thời không có gì đáng ngại. Hơn nữa, trong quốc gia của Kim Tiên có mấy trăm vị bán Kim Tiên đại năng, liên hợp lại thành một đạo đại trận, không ngừng oanh kích lực lượng ra bên ngoài, bức khai những đạo vẫn lạc tà khí kia, khiến lực ăn mòn giảm đi đáng kể. Người đến cư nhiên là kẻ đứng đầu Phương Thốn Sơn, tuyệt đại Kim Tiên tôn Khôi đấu kim tiên quốc độ của hắn mang theo tất cả cao thủ của phương thốn sơn rất nhiều bán kim tiên đại năng vừa đáp xuống hắn đã trông thấy cửa môn hộ của động quật bị mở ra ba chữ vu tự trên mặt đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi làm sao có thể đây là môn hộ tối trọng yếu nhất trong vẫn lạc tà cốc ta đã tiến tới nhiều lần đều bị ba chữ trên cửa ngăn cản bị lực lượng của ba vu tự này ngăn cản trải qua đấu tranh thủy trung không thể tiến vào nửa bước còn suýt nữa bị ba vu tự làm bị thương sao tự nhiên nó lại biến mất chẳng lẽ thật sự là do nguyên khí thiên địa thay đổi cho nên một số cấm pháp trong vẫn lạc tà cốc cũng vơ theo tôn khôi đấu thật sự là kẻ biết rất rõ sự lợi hại của ba vu tự đó là cao thủ của vẫn lạc tà tông dùng vô thượng vu thuật kết hợp tuyên cổ ma đạo tế luyện vô số tinh huyết thần ma linh hồn tiên nhân oán khí thiên địa oán niệm chúng sinh mà viết ra tuy trải qua tuế nguyệt vô tình uy lực của ba vu tự này giảm đi hơn phân nửa thế nhưng vẫn có thể diệt sát quần tiên không người nào có thể ngăn cản Sư phụ, người xem, trong này có vương phẩm tiên đan. Người kia, người kia chính là kẻ đã phế con. Hằng bất động. Chính là hắn. Hắn cư nhiên nhanh chân đến trước rồi, giết hắn đi, mau chóng giết hắn đi. Đột nhiên một đệ tử bên người tôn khôi đấu điên cuồng hét lên. Cư nhiên chính là kẻ đã bị Phương Hàn phế bỏ Trần Nguyên Sinh. Lúc y điên cuồng hét lên, đồng thời tất cả cao thủ của Phương Thốn Sơn đều thấy trong động quật tà ác, thân thể Phương Hàn sừng sững ở sâu bên trong chuẩn bị duỗi tay thu hoạch vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô. Trong từng viên vương phẩm tiên đan có ẩn chứa vô tận pháp tắc kim tiên, phẩm chất thoạt nhìn không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với trung cổ thánh linh đan mà lúc trước Phương Hàn luyện chế. Dù sao trung cổ thánh linh đan Phương Hàn luyện chế cũng chỉ là thuốc bổ do dung hợp vô số pháp tắc kim tiên đơn giản, mà không phải vương phẩm chân chính. Nhưng hiện tại, vương phẩm tiên đan trong chín hồ lô, vô luận là lượng pháp tắc kim tiên bên trong, hay khí tức cường hoành, đều siêu việt hơn xa trung cổ thánh linh đan. Đây là đây là chiến thế thần đan trong truyền thuyết. Trái tim của Tôn Khôi đấu, vị tuyệt đại kim tiên này thiếu chút nữa vọt lên cổ họng bay ra ngoài, những viên vương phẩm tiên đan kia đối với hắn mà nói đều có lợi ích cực lớn, có thể tăng cường pháp tắc đại la kim tiên của hắn, giảm bớt vô số năm khổ tu, hơn nữa còn gia tăng tư chất, khí vận bản thân, khiến bản thân có cơ hội tham mộ cảnh giới tổ. Từ bán kim tiên tấn thăng làm đại la kim tiên chính thức cực kỳ gian nan chỉ có 1% triệu cơ hội. Nhưng mà từ đại la kim tiên tấn thăng tới tổ tiên lại càng khó hơn. Thế nhưng chiến thế thần đan lại có tác dụng gia tăng cơ hội. Giờ khắc này tôn khôi đấu thực sự nổi giận, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho một tiểu bối lại ở. Trước mặt hắn thu lấy chín hồ lô vương phẩm tiên đan. Xúc sinh, mau lưu đan dược lại cho ta, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. ầm ầm Trong lúc tức giận quát lên, hắn đồng thời thi triển ra lực lượng chân chính, giống như một khối mặt trời nổ mạnh vô số kim quang thiêu đốt ra đại la chân hỏa cuồn cuộn, hòa tan vạn vật, vẫn lạc tà vụ cũng bị đẩy lùi lại phía sau, giống như thủy triều tứ tán tản ra, sau đó ngón tay hắn hé mở, biến thành chảo rồi lại nắm lấy thành quyền, diễn hóa thành vạn đạo hỗn độn, khí tức mãnh cổ hồng hoang tư tán, tràn ngập bốn phía. Phương thốn thiên địa. Trong một quyền này, sát chiêu nổ tung, hắn đánh ra một chiêu phương thốn thiên địa này là do ngàn vạn đạo đại tiên thuật, các loại võ học ngưng tụ thành một quyền bá thế. Trong động quật tà ác, vô số thi cốt bị đánh bay, từng tấc không gian bị vỡ ra, khắp nơi lộ ra chẳng cảnh đại địa tách ra, thương thiên vẫn lạc. Không tốt, là tuyệt đại kim tiên, ra sức xuất thủ. Phương Hàn vừa muốn thu những viên vương phẩm tiên đan trong hồ lô, thế nhưng kim tiên tôn khôi đấu lại buông xuống, đánh ra một quyền, tay hắn lập tức có cảm giác không thể động đậy, pháp lực phát ra không ngờ lại bị đông lại. Lúc này hắn giống như một người bị trúng định thân pháp, chờ mắt nhìn vương phẩm tiên đan ở trước mắt mình mà không thể thu. Hiện tại ta cưỡng chế thúc giục pháp lực, có thể thu hoạch được chín hồ lô vương phẩm tiên đan này, thế nhưng lại không thể ngăn cản được một quyền của đối phương, sẽ oanh kích khiến ta bị thương mất. Trong một sát na, tâm tư của Phương Hàn xoay chuyển trăm ngàn lần, đột nhiên hắn vận khởi lực lượng, đánh ra chung kết chi đạo chư thần hoàng hôn mà mình mới tu luyện thành. Ô ô, chư thần hoàng hôn xuất hiện, không ngờ tạo thành tư vị kết hợp hài hòa với vẫn lạc vụ chung quanh, ánh sáng hoàng hôn sáng lạn không hề thua kém quang mang kim tiên trong vẫn lạc tà cốc có tà khí trợ giúp, phương hàn rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế địa lợi. Ẩm ẩm, chư thần hoàng hôn cứng rắn đụng vào phương thốn thiên địa. Phương Hàn điên cuồng hét lên một tiếng, vòng sáng hoàng hôn sáng lạn quanh toàn thần đứt vỡ, không ngờ lại phun ra một ngụ máu tươi. Súc sinh, không ngờ lại không thể lập tức giết được ngươi. Không có khả năng, ngươi chẳng qua chỉ là bán kim tiên đại năng mà thôi, còn kém trăm ngàn lần so với tu vi của ta, sao có thể tiếp được phương thốn thiên địa của ta? tôn khôi đấu giống như ma thần khí thế uy mãnh giống như thần chi duy nhất tay chỉ trời chân đạp đất khí tức cuồn cuộn mà đến bao phủ vạn cổ hắn tuyệt đối không để cho phương hàn có nửa điểm cơ hội lại đánh tới một quyền bước chân đạp tới khiến không gian chấn động rung lên ngay lập tức không thể giết ngươi như vậy ta cũng không tin quyền thứ hai không thể giết được người đại tâm linh thai sát chiêu lúc này của hắn còn hung hãn hơn cả phương thốn thiên địa tâm linh chi lực phóng ra ngoài trong hư không xuất hiện một linh đài cự đại một vị thánh nhân trung cổ ngồi bên trên, giáo hóa vạn vật. Lực lượng trí cao vô thượng hội tụ thành đại hải khôn cùng, thần sơn hùng vĩ, tinh không mênh mông, thiên đường thần bí, địa ngục tà ác, vạn vật đều ở trong đó. Một chiêu đại tâm linh thai này một lần nữa bao phủ thời không, khiến Phương Hàn không thể động đậy, Thủy Trung không cách nào có được mảy may cơ hội lấy được vương phẩm, đan dược gần ngay trong găng tấc. Đáng giận, lực lượng của kẻ này quá cường hoành đi, ta căn bản không có bất cứ cơ hội xoay người nào để lấy vương phẩm tiên đan chỉ cần hơi không để ý sẽ bị một kích lôi đình, hắn áp bách như vậy, một khi bức lui ta, hắn có thể trực tiếp thu được vương phẩm tiên đan, tất cả kế hoạch của ta như nước chảy về biển đông, tấn chức kim tiên sẽ trở thành xa vời. Vương phẩm tiên đan ẩn chứa lực lượng rất mạnh, Phương Hàn muốn thu lấy, đầu tiên phải chuẩn bị thi triển ra tuyệt đại thần thông chấn áp, hàng phục. Thế nhưng hiện tại phân ra một điểm pháp lực cùng tinh thần sẽ lập tức bị giết, hai cốt cũng không còn, há lại có thời gian. Điều này giống như một người sắp chết đói, trông thấy một khay thức ăn tuyệt thế, thế nhưng chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Điều này buồn bực cùng khó chịu đến cỡ nào. Tức giận biến thành bạo nộ, bạo nộ biến thành sức mạnh. 33 lần chiến lực. Duệt. Trong bát bộ phù đồ, linh mạch lớn nhất của mang sơn kịch liệt rung động, cơ hồ là một phần 10 nguyên khí bị thiêu đốt, biến thành lực lượng thúc giục 33 lần chiến lực. Thực lực càng cường hoành, thúc giục 33 lần chiến lực tiêu hao nguyên thủy chi khí càng nhiều. Sau khi Phương Hàn tiến vào vẫn lạc tà cốc, thực lực tăng lên nhanh chóng, trước sau luyện thành chung kết thánh đạo, thu ba vu tự cổ xưa, những thứ này chuyển hóa thành lại gia tăng gấp bội, nguyên thủy chi khí có phần cung không đủ cầu. Tôn Khôi Đấu ở đằng kia mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn sang, lúc này thân thể Phương Hàn đột nhiên biến thành 33 người, mỗi một người đều đánh ra một chiêu tạo hóa thần quyền, Vô Thiên, Chu Thiên, Phong Thiên, Băng Thiên, Hóa Thiên. 33 chiêu rung động, cuối cùng trí Thiên Thánh môn buông xuống. Không ai có thể hình dung khí tức lúc này của Phương Hàn. 33 lần chiến lực bạo phát, cư nhiên có thể chống lại sát chiêu của Kim Tiên. Không chung, linh đài cự đại triệt để suy sụp, thánh nhân trên mặt cũng tan thành mây khói, thân thể tôn khôi đấu tôn khôi đấu bị chấn đắc phải lùi lại phía sau mấy bước, Kim Tiên quốc độ của bản thân xuất hiện một số vết rách rõ ràng, trong ánh mắt hắn hiện ra quang mang không thể tin được. Đây có còn là bán Kim Tiên nữa hay không? Không có khả năng. Bán kim tiên không có khả năng lợi hại như vậy, một chiêu vừa rồi là thế nào? Người kia, đến cuối cùng có phải là bán kim tiên hay không? Không xong, quốc gia xuất hiện vết rách, vẫn lạc tùy thời cũng có thể thẩm thấu tiến vào, chúng ta cùng nhau liên thủ phục hồi quốc độ. Trong quốc gia kim tiên của Tôn Khôi Đấu, đám trưởng lão, đại nhân vật cao tầng bán kim tiên đại năng của phương thốn, sơn đều thấy được một màn vừa rồi, Tôn Khôi Đấu xuất thủ cư nhiên lại không thể thu thập được phương Hàn, hơn nữa còn bị đẩy lùi. Đây là chuyện gì vậy? Ta biết hắn cường hoành, thế nhưng tại sao có thể cường hoành đến tình trạng này? Sắc mặt Trần Nguyên Sinh như cho tàn, giống như gặp quỷ vậy, hắn bị Phương Hàn phế bỏ, còn thập phần không phục, thế nhưng hiện tại thấy được một chiêu của Phương Hàn, đẩy lùi trưởng môn Tuyệt Đại Kim Tiên Tôn khôi đấu, khiến cho hắn cảm nhận được hy vọng báo thù của mình đã mất, căn bản không có khả năng báo thù. Soạt soạt soạt, thoáng cái khi Phương Hàn cùng Tôn Khôi đấu đối bính, tại cửa vào động quật tà ác lại hạ xuống rất nhiều kim quang, nguyên một đám quốc độ xuất hiện, cư nhiên là đám người Thiên Tuyển môn, Thần Uy môn, Cốc Nguyên tông tới. Cùng lúc đó, Phương Hàn cũng bắt lấy cơ hội, pháp lực toàn thân chấn động chụp tới vương phẩm đan dược trong hồ lô ở phía sau lưng. Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực thiêu đốt một phần 10 linh mạch, cuối cùng tại chỗ đánh nuôi tuyệt đại kim tiên tô khôi đấu, tạo một tia cơ hội. Nguyên bản cho dù hắn thi triển ra 33 lần chiến lực, cũng không thể đánh nuôi cao thủ như tô khôi đấu. Thế nhưng tại trong tà cốc, tà khí quấy nhiễu, hắn lại chiếm cứ ưu thế, ở trong tràng diện không có cơ hội, tìm được một tia cơ hội. Tạo hóa thần uy, chấn áp vương phẩm, Hắn xuất thủ tuyệt đối không nương tay, nhanh không thể tưởng tượng nổi, khi rất nhiều kim tiên buông xuống, Tôn Khôi đấu lui về phía sau, hắn lập tức đem hết toàn lực đánh ra các loại pháp bảo, thủ pháp, từng đạo pháp tắc đại la buông xuống phía trên chín hồ lô trong suốt. Đột nhiên một cỗ yên hà phát ra, thoáng hiện rồi vụt tắt, cư nhiên ngăn cản pháp lực của Phương Hàn, đây là cấm chế trên hồ lô. Cư nhiên hết sức lợi hại, với lực lượng hiện tại của Phương Hàn, cho dù có thể rút hết được cả mang sơn, thế nhưng bây giờ lại không thể nhúc nhích được chín hồ lô nho nhỏ này chín hồ lô trong suốt tựa như đại nhật của thiên giới vĩnh viễn bất động phương hàn muốn lay chuyển chín hồ lô này chẳng khác gì là kiến lay cây căn bản không thể được chín hồ lô này tương đương với chín vị kim tiên tọa trấn trong đó ấn chứa pháp tắc kim tiên mênh mông vô cùng đã tiếp cận thánh phẩm tiên đan căn bản không có khả năng di chuyển diêm liên tục gầm lên giận dữ nó cũng vội muốn chết trông thấy bảo tàng không thể tới tay trong lòng thật sự rất lo lắng ba vu tự. Phương Hàn Linh cơ khẽ động, ba vu tự thu vào trong tổ vu kính được tung ra, xoay tròn quanh chín hồ lô một hồi, cấm pháp của chín hồ lô lập tức thu liễm, bay lên bị Phương Hàn thoáng cái quấn vào trong quốc gia của bản thân, sau đó chấn áp. Ba vu tự lúc trước thu không ngờ có công hiệu bực này, quả thực khiến Phương Hàn mừng rỡ không thôi. Rốt cục cũng tới tay, vương phẩm tiên đan, chốc lát thu được chín viên. Trong đó ẩn chứa chính là pháp tắc kim tiên, không phải pháp tắc đại la, phương hàn kích động hắn biết chín viên vương phẩm tiên đan vừa tới tay con đường sau này tu thành kim tiên sẽ rất bằng phẳng đã không có bình cảnh nữa kế tiếp chỉ cần tích lũy đủ nguyên thủy chi khí là có thể trùng kích đại vị kim tiên một khi thành kim tiên sẽ lập tức trở thành bá chủ có thân phận tại thiên giới ở đâu cũng được người tôn kính hơn nữa chỉ cần một viên vương phẩm tiên đan như vậy cũng đủ rồi chiến thế thần đan này có phẩm chất rất ưu việt không gì sánh kịp phương hàn linh cơ khẽ động đánh ra ba vu tự vừa thu phá vỡ cấm pháp của hồ lô, thu chín hồ lô vương phẩm tiên đan vào trong thân thể, một màn này rơi vào mắt rất nhiều tuyệt đại kim tiên vừa buông xuống. Môn chủ thiên tuyển môn, môn chủ thần uy môn, người đứng đầu cốc nguyên tông đều thấy được một màn này, các trưởng lão môn phái ở trong quốc gia của bọn họ cũng thấy được một màn này. Cảnh tượng Phương Hàn thi triển ra 33 lần chiến lực đẩy lui tông chủ tôn khôi đấu, của Phương Thốn Sơn, cướp lấy vương phẩm đan dược, được mấy vị tuyệt đại kim tiên trong nháy mắt thôi toán ra, bởi vì trong không khí có một số tin tức còn chưa biến mất môn chủ vị hằng bất động cư nhiên đã sớm thu vương phẩm tiên đan vào trong tay hắn làm cách nào để mở ra đại môn tông chủ của cổ nguyện hồ thương hải tới đây còn bị thương bị ba vu tự gây thương hại vừa rồi hắn đại chiến một hồi với tôn khôi đấu sau đó cướp lấy vương phẩm tiên đan nhưng tôn khôi đấu là tuyệt đại kim tiên mà mặc dù chúng ta biết hằng bất động phi thường lợi hại thế nhưng cùng so với kim tiên vẫn có tranh lệch rất lớn làm sao có thể chống lại kim tiên thật lợi hại ta còn chưa từng có nghe nói qua người tại thời điểm bán kim tiên có thể chống lại tuyệt đại kim tiên đây đã không thể gọi là thiên tài nữa thiên tài thần mới đúng a à? mà ngay cả ta cũng nghĩ không ra từ ngữ để hình dung nữa cao thủ của thiên tuyển môn cảm thấy kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn từ kinh ngạc lại biến thành chết lặng phương hàn xuất hiện đã phá vỡ nhận thức đối với phương pháp tu luyện của bọn họ môn chủ làm sao bây giờ Hàng bất động này tuy cướp được vương phẩm tiên đan, thế nhưng cũng đã bị bao vây, căn bản không có khả năng thoát ra ngoài, cho dù hắn có thể chống lại một vị kim tiên, thế nhưng cũng không thể chống lại kim tiên của ba đại môn phái. Vương phẩm tiên đan thủy chung phải lưu lại. Chúng ta nên xuất thủ cướp đoạt hay trợ giúp hắn, cùng nhau chia sẻ vương phẩm tiên đan? Vương phẩm tiên đan này là chiến thế thần đan, mỗi một viên đều có công chiến thế, đại uy vô địch, siêu việt cực độ, chỉ sợ hắn sẽ không cam lòng cho chúng ta. Vậy cướp đi cha thiên tuyển môn chúng ta căn bản chưa giúp đỡ được gì cho hằng bất động hắn ngược lại còn cứu con lần này tiến vào vẫn lạc tà cốc trước tiên là hắn muốn thu bỏ tàng hơn nữa cũng không cần chúng ta che chở độc lập chống lại tôn khôi đấu nếu như chúng ta cưỡng chế cướp tiên đan của hắn chỉ sợ sẽ kết cừu địch còn không bằng kết một lần thiện duyên trợ giúp hắn cho dù hắn không chia vương phẩm tiên đan cho chúng ta cũng sẽ nhớ kỹ phần ân tình này tương lai trở thành đại nhân vật thiên tuyển môn chúng ta cũng không thiếu chỗ tốt Vương Phiên vội vàng nói. Nữ nhi, con nói có đạo lý, người này không phải vật trong ao, rõ ràng cho thấy là kẻ có đại khí vận, hơn nữa được thiên quân thủ hộ. Con xem, hắn cư nhiên có thể thu được ba vu tự, đại biểu cho tồn tại thần bí gì đó sau lưng hắn. Lần này thiên tuyển môn chúng ta lựa chọn đứng về phía hắn. Trong lòng môn chủ thiên tuyển môn suy nghĩ được mất, sau đó lập tức quyết định. Hằng bất động, người thật to gan, cư nhiên dám tự tiện cướp đoạt bảo tàng trong vẫn lạc tà cốc, thu vương phẩm tiên đan làm của riêng mau lấy ra, nếu không ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lúc này tôn khôi đấu đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn Phương Hàn, giống như độc xà nhìn con mồi. Đối với người này, vừa rồi hắn thoáng đối bính, không sai biệt lắm đã phán đoán ra lực lượng của đối phương. Cứ nhiên có thể phát huy ra 33 lần chiến đấu lực, quả thực đúng là mới lần đầu nghe thấy, thấy những điều chưa hề thấy. Rất nhiều bí thuật trong nháy mắt có thể khiến chiến lực của bản thân tăng lên, nhưng mà bí thuật mạnh nhất cũng chỉ tăng được 1-2 lần, Bí thuật có thể trong nháy mắt tăng gấp 3 chiến đấu lực, gần như là nghịch thiên. Chỉ duy nhất một lần Tôn Khôi đấu đi tới Thiên đỉnh, gặp qua một vị đại nhân vật viễn cổ, đã từng thấy hắn thi triển bí pháp 10 lần chiến lực, quả thực là nghe rợn cả người, có thể hù chết tại chỗ tiên nhân. Hiện tại Phương Hàn có thể thi triển 33 lần chiến lực, đó là loại quái thai gì? 33 lần chiến lực. Đây là loại bí thuật gì? Hoặc là loại pháp bảo gì? Vương phẩm tiên đan so với thứ này đã không còn trọng yếu nữa tối trọng yếu nhất chính là pháp môn tu luyện môn bí thuật này. Nếu ta học được môn bí thuật này sẽ có thể vô địch kim tiên, vô địch thế gian. Tu luyện tôn khôi đấu rất kích động, hận không thể dùng một trưởng đánh chết Phương Hàn thu lấy bí pháp tu luyện kia. Nhưng mà nội tâm của hắn tuy kích động, thế nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc, hai tay chắp sau lưng sừng sững mà đứng. Tôn huynh, tiểu tử này đã lấy được vương phẩm tiên đan. Môn chủ lạc uy của thần uy môn, tông chủ cốc nguyên tông của cốc mãnh đều đứng sát bên người tôn khôi đấu, ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hàn đồng thời hỏi thăm tình huống vừa rồi. Đúng vậy, không biết, vì sao hắn có thể thu lấy ba vu tự trên cánh cửa của động quật tà ác này, bây giờ đã thành công thu lấy chín hồ lô vương phẩm tiên đan, nhưng mà hiện tại hắn cũng khó có thể trốn thoát, chúng ta cùng nhau liên thủ giết hắn, vẫn có thể thu được vương phẩm tiên đan như thường. Tôn khôi đấu lực qua sự tình một lát, cũng không đề cập tới chuyện phương hàn thi triển ra 33 lần chiến lực. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận ngươi là thiên tài, thế nhưng có là nhân vật thiên tài đi nữa cũng có thời điểm lâm vào tuyệt cảnh người nếu như thức thời thì giao ngay hám thế thần đan ra đây có thể lưu lại một con đường sống tông chủ cốc mãnh tiến lên một bước duỗi đại thủ hướng tới phương hàn nói lấy ra đi ha ha phương hàn đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu dùng ánh mắt hài hước nhìn ba tuyệt đại kim tiên ngày đó thời điểm hắn vẫn còn là huyền tiên gặp phân thân đại nhân vật thiên giới nhi tử của tai nạn thiên quân với tu vi kim tiên truy sát còn không sợ hiện tại đã là bán kim tiên đại năng không biết cường đại hơn bao nhiêu lần so với ngày trước há lại sợ kim tiên huống hồ hiện tại đang trong tà cốc hắn đã chiếm ưu thế địa lợi thẩm vận công lực thanh âm bén nhọn của hắn vang lên ba người các ngươi đều là tuyệt đại kim tiên tại thiên giới coi như là bá chủ cường hào một phương tại sao lại muối mặt như thế chẳng lẽ ba người muốn cùng nhau vây công ta cướp đoạt hám thế thần đan không cần ba người chúng ta liên thủ một mình ta đã đủ để chấn áp ngươi rồi Chòm dâu của cốc mãnh bay lên, kim tiên quốc độ bắt đầu bành trướng, tựa hồ như đang chuẩn bị tung ra sát chiêu nhất cử giết chết Phương Hàn. Hừ, đây là ngươi nói đó? Phương Hàn lập tức phản kích lại, như vậy, ở trước mặt môn chủ thiên tuyển môn, ngươi có dám giao thủ cùng ta không? Ngươi thân là tuyệt đại kim tiên, mà ta chỉ là bán kim tiên, kém một cảnh giới, mà ta còn nghe nói cốc nguyên tông, ngươi có một bộ võ học sát chiêu gọi là bất tử vương quyền, là tổ tiên ban đầu của cốc nguyên tông là các ngươi bất tử chân vương sáng chế ra, trong đó có cả thấy sáu chiêu, đại biểu cho sáu loại chân lý, nếu như người muốn giết ta, vậy hãy thi triển ra bộ võ học này, cùng ta phân cao thấp, nếu như sáu chiêu mà không thể giết chết ta, vậy cho dù ngươi thua, sau này ân oán giữa chúng ta xóa bỏ, ngươi phải mau chóng rời đi, thế nào? Chí nhớ của thương tử lạc bắt đầu phát huy tác dụng, Phương Hàn biết tuyệt học lợi hại nhất của cốc nguyên tông gọi là bất tử vương quyền, một bộ quyền pháp này là trí bảo chấn sơn thế cho nên hắn mới mở miệng dùng ngôn ngữ bức bách khiêu chiến. Hiện tại ba đại kim tiên đều gây áp lực với Phương Hàn, nếu như ba người liên thủ, Phương Hàn căn bản không phải là đối thủ, chiến lực có cường đại hơn, cũng không thể ngăn cản nổi một kích do ba đại kim tiên liên thủ. Cho nên hắn muốn dùng lời nói bức bách bọn họ. Cái gì? Người muốn tiếp bất tử vương quyền của ta. Sắc mặt của tông chủ cốc nguyên tông, cốc mãnh biến hóa, đâm lao phải theo lao, đối phương đã nói ra lời này, nếu như hắn lùi bước mặt mũi của tuyệt đại kim tiên coi như mất hết một kẻ bán kim tiên khiêu chiến với tuyệt đại kim tiên còn muốn mình dùng quyền pháp chấn sơn nếu như không giết chết kẻ này để những lời này truyền ra ngoài sẽ không còn chỗ đứng nữa thật sự là cuồng vọng lý lạc uy cũng nổi giận cốc mãnh huynh người này thật sự là quá mức kiêu ngạo rồi chúng ta thay ngươi chấn áp ngươi dùng bất tử vương quyền giết hắn đi ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Bất tử vương quyền, ta cũng chỉ được nghe nói qua, nhưng mà còn chưa được chứng kiến. Không thể tưởng được tiểu tử này lại không biết trời cao đất rộng, cư nhiên chọn chiến cốc huynh, ngươi hãy dùng một quyền đánh gục hắn rồi tính tiếp. Môn chủ thần uy môn, tuyệt đại kim tiên lạc uy cũng đứng dậy, trên trán nổi lên sát khí nồng đậm. Hắn còn chưa từng nghe nói qua có bán kim tiên nào dám ngang nhiên khiêu chiến, với tuyệt đại kim tiên như thế, đã nói vậy, hắn cũng không thể đi lên vây công, nếu không đám môn đồ sẽ chế nhạo không nói mà cả môn phái khác cũng cười vào mũi tiên sinh không nên cứng rắn đón đỡ bất tử vương quyền nghe đồn một khi phát động bất tử vương quyền thân mình sẽ tiến vào một loại cảnh giới bất sinh bất tử bất diệt bất vinh cho dù kim tiên cùng cảnh giới cũng phải nhượng bộ lui binh ngài mau chóng tiến vào hy đồ của thiên tuyển môn chúng ta đi vương phiên đại tiểu thư thấy một màn này liền lập tức cao giọng hô to đúng vậy hàng bất động tiểu hữu người đã lấy được vương phẩm tiên đan thiên tuyển môn chúng ta cũng không muốn cướp của ngươi mà ngươi thủy trung chính là minh hữu của thiên tuyển môn nếu có người muốn động tới ngươi nhất định phải hỏi qua chúng ta vương viêm ta nguyện ý một mình gánh chịu tuân thủ lời hứa môn chủ thiên tuyển môn nói sao môn chủ thiên tuyển môn ngươi muốn động thủ chúng ta qua bên kia để ta nhìn xem đại hy phục ma công của ngươi lợi hại hay thần uy ngũ sát của ta sắc bén môn chủ thần uy môn lý lạc uy hử lạnh một tiếng được rồi môn chủ thiên tuyển môn hiện tại ta lĩnh phần nhân tình này của ngươi bất quá ta trái lại muốn làm việc nghịch thiên, thế nhân đều nói bán kim tiên không cách nào đối kháng lại kim tiên, ta sẽ đối kháng lại, đón đỡ bất tử vương quyền của hắn, nhìn xem hắn có thể làm gì được ta hay không. Phương Hàn liên tục thét dài, hào khí sông lên tận trời, cốc mãnh, ngươi rốt cuộc có dám đánh hay là không, nếu như bất tử vương quyền không giết chết được ta, vậy ngươi phải lập tức rời đi, tuân thủ lời hứa, thế nào? Được. Cốc mãnh giận quá hóa cười, nói, tiểu bối không biết trời cao đất rộng, không biết mình có bao nhiêu cân lượng, để ta cho ngươi biết bất tử vương quyền vì sao lại được gọi là bất tử vương quyền, cũng để ngươi biết vì sao thiên giới mãi mãi lưu lại quy củ, khoảng cách khác biệt giữa bán kim tiên và kim tiên chính thức xa như thế nào. Đến đây đi, bất tử vương quyền, ta muốn nhìn xem ảo diệu của bất tử là cái gì, cứ việc xuất thủ đi. Phương Hàn âm thầm thúc giục pháp lực khiến vũ trụ của bản thân vận chuyển tới cực hạn, tam thập tam thiên trí bảo, bát bộ phù đồ cũng đều thúc giục tới tình trạng tốt nhất, chung kết thánh đạo âm thầm tích tụ, hòa hợp cùng tà khí trong động quật tư tưởng của bản thân không sai biệt lắm đã kết hợp làm một với tà quật, thiên địa hợp nhất. Ảo cảnh bốn phía cực kỳ có lợi cho hắn, mà lại cực kỳ có hại đối với tông chủ cốc nguyên tông cốc mãnh. So ra, Phương Hàn có thể săn bằng được không ít tranh lệch. Phương Hàn, ngươi thật sự muốn đối chiến với bất tử vương quyền của cốc mãnh. Trong luân hồi chi bàn, Diêm kêu lên, nhưng hắn là tuyệt đại kim tiên, đến cảnh giới kim tiên, đã không thể nào vượt cấp khiêu chiến. Ngươi không phải là không biết lực lượng của kim tiên, căn bản không có khả năng chống lại, có thể kiếm lợi từ trong tay hắn đã là chấn kinh thế gian rồi. Ta xem ra chúng ta không bằng trốn đi. Chạy. Chạy đi đâu? Phương Hàn liên tục cười lạnh, nếu như ta không khích tướng như vậy, ba đại kim tiên vây giết, ta căn bản không cách nào chạy trốn, mặc dù có ưu thế địa lợi cũng không thể nào đào tẩu. Huống hồ cho dù đào tẩu, chẳng lẽ không có người khác ngăn cản ám sát sao? Ta đã phát hiện ra, ở ngoài ta cốc có khí tức cực độ nguy hiểm đang xâm nhập vào biến mọi người trong đây trở thành con mồi ta chính là muốn cơ hội này chờ cỗ lực lượng kia xuất hiện sẽ đào tẩu tiếp tục tu luyện thần thông chờ ta tu thành cảnh giới kim tiên sẽ quay lại giết chết toàn bộ đám người này bọ ngựa bắt ve chim sẻ chờ sẵn diêm cả kinh lại nhìn quanh bốn phía không cần nhìn nữa ngươi không thể phát hiện đâu ngươi nghĩ thử xem tuyển châu này còn có một đại môn phái là cổ nguyệt tông tông chủ của bọn hắn đã tới đây bị ba vu tự thiếu chút nữa tiêu diệt hắn có thể bỏ qua cơ hội này không chân không ra hương thích khách là tổ chức thần bí, chúng sẽ không bỏ qua đâu. Phương Hàn, hiện tại ngươi chiếm được vương phẩm tiên đan như vậy, có thể trực tiếp nuốt xuống biến thành kim tiên, tại chỗ diệt sát hay không? Không thể, chiến thế thần đan này, mỗi một viên đều là kim tiên đại năng chính thức giả thân luyện chế mà thành. Không thể so với trung cổ thánh linh đan gà mờ mà ta luyện chế, mỗi một viên đều có lực lượng cường hoành không gì sánh kịp, một khi nuốt xuống nguyên khí sẽ chạy loạn, lúc đó sẽ phải tìm một nơi yên tĩnh chấn áp ngàn vạn lần không có bất cứ nguy hiểm gì nếu không sẽ làm cho ta nổ tan thành thịt vụn người nói hiện tại ta phục dụng được không hơn nữa tấn chức kim tiên còn cần nguyên thủy chi khí cường đại hiện tại nguyên thủy chi khí của ta còn xa mới đủ căn bản không thể tấn chức cưỡng chế quá quan nhất định sẽ bị tẩu hỏa nhập ma số phận chẳng khác gì vị tiền bối của của thiết huyết môn kia phương hàn lắc đầu những tuyệt đại kim tiên khác đều biết điểm này cho nên tạm thời mới không hạ sát thủ với phương hàn chỉ một mực phong tỏa, muốn bắt con ba ba trong dọ. Hiện tại chúng ta phải làm sao? Vạn nhất ngươi cùng tên cốc mãnh kia liều mạng, bị thương thì phải làm sao? Chẳng phải sẽ bị người áp chế sao? Hừ, ta cũng không phải là không có kế hoạch, ta sẽ khiến bọn chúng hoảng sợ. Bản thân ta tuy không đủ hấp thu lực lượng của những đan dược này, thế nhưng pháp bảo chẳng lẽ lại không thể hấp thu pháp tắc kim tiên trong đó sao? Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ, tự do chi dực của ta cũng có thể hấp thu pháp tắc kim tiên lại trở nên chắc chắn, lột xác thành trung phẩm tiên khí, nhất là truyền thuyết chi trượng, đã đạt tới tới hạn, chỉ cần một chút nữa là tấn chức. Một khi tấn chức sẽ có lực lượng của thánh phẩm tiên khí, truyền thuyết chi trượng chính thức phá không truyền lại thánh lực khôn cùng, ra chỉ thân thể ta. Phương Hàn đã âm thầm chuẩn bị, trong chớp mắt hắn liền trao đổi với Diêm, bất kỳ tình huống gì đều trong lòng bàn tay. Tốt! Phương Hàn, ngươi quả nhiên là nhân vật vô thượng, cho dù gặp nguy hiểm lớn hơn nữa cũng có thể biến thành an còn làm cho lực lượng tăng lên. Sớm muộn cũng có một ngày ta thấy ngươi trở thành Thiên quân, Thiên chi quân vương, siêu việt hơn hoàng tuyển đại đế." Diêm Hưng phấn nói. Đúng lúc này, Phương Hàn đã vận dụng nguyên khí chi lực của Tổ Vu Kính trong thân thể, mở ra một cái hồ lô. Hồ lô vừa mở, kim hoàng sắc đan khí không gì sánh kịp vọt ra, đan khí màu vàng giống như hỏa diễm hừng hực bốc cháy, từng đạo pháp tắc kim tiên trong đó hiển hiện ra. Pháp tắc kim tiên bất đồng với pháp tắc đại la pháp tắc đại la trải qua thiên truy bách luyện sinh ra lột xác cuối cùng biến hóa về bản chất bện lại thành một cỗ tạo thành một loại trận pháp nói cách khác rất nhiều pháp tắc đại la dựa theo kim tiên tri đạo tạo thành đại trận biến thành một đạo mới thành pháp tắc kim tiên thường thường phải trăm ngàn đạo pháp tắc đại la mới có thể biến thành một đạo pháp tắc kim tiên mà phương hàn chính là phân giải một bộ phận pháp tắc kim tiên của đại nhân vật thiên giới nhi tử của tai nạn thiên quân một lần nữa biến thành pháp tắc đại la mới chiếm được 500 vạn đạo, mà hiện tại chiến thế thần đan trong hồ lô này bản thể cũng chưa nhúc nhích, chỉ với đan khí chảy ra đã có hơn 10 đạo pháp tắc kim tiên rót tới, có thể thấy được dược lực của đan dược này hùng hồn cỡ nào. Người khai sáng thượng cổ vẫn lạc tà tông này, dùng tuyệt đại vu thuật cứng rắn giết chết một số kim tiên, luyện chế thành đan dược, có thể thấy được hắn khủng bố cỡ nào, hiện tại phương hàn tuyệt đối không thể nuốt xuống, nếu không sẽ bị nổ tung nhất định phải có nguyên thủy chi khí khổng lồ trung hòa. Đan khí vừa ra, Phương Hàn hấp thu một bộ phận nhỏ, đại bộ phận còn lại, pháp tắc kim tiên liền trực tiếp xông vào truyền thuyết chi trượng. Truyền thuyết chi trượng vốn đạt tới điểm tới hạn, cần có pháp tắc kim tiên. Hiện tại tái nhập thứ này vào, lập tức liền bắn ra hỏa quang. Trong nháy mắt ý niệm của Phương Hàn câu thông với thời không xa xôi, tại chỗ sâu nhất loáng thoáng thấy được trong quốc gia mãi mãi thâm trầm kia có một cây bảo trượng cự đại khôn cùng trôi nổi trên không trung uy nghiêm như thiên quân, có uy thế không cách nào dùng từ ngữ để diễn tả. Tựa hồ như chính là thánh phẩm tiên khí, bản thể của truyền thuyết chi trượng, trong truyền thuyết được đa bảo thiên quân giữ. Thánh phẩm tiên khí, thực lực của bản thân đã tương đương với thiên quân rồi. Là ai? Là ai đã rèn cho ta một phần phân thân, cư nhiên lại còn rót pháp tắc kim tiên vào trong nữa. Rất tốt, rất tốt. Càng có nhiều phân thân, lực lượng của ta càng cường đại, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Ông ong. ong ý niệm cường đại từ trong hư không tối tăm truyền tới thân truyền thuyết chi trượng, sau đó truyền tới ý niệm của Phương Hàn, đó chân chính là ý niệm của truyền thuyết chi trượng. Ầm ầm. Sau khi hấp thu hơn phân nửa đan khí trong hồ lô, truyền thuyết chi trượng rốt cục cũng tấn thăng đến trung phẩm tiên khí, từng đạo từng đạo pháp tắc kim tiên kim hoàng sắc quấn quanh, cự đại truyền thuyết chi lực từ thời không xa xăm buông xuống, giữa không trung thần bí kia Bản thể của truyền thuyết chi trượng chính thức ban thưởng xuống, còn có rất nhiều võ học, đạo thuật trong truyền thuyết trung phẩm tiên khí truyền thuyết chi trượng thoáng cái dung nhập vào trong thế giới của phương hàn chặt chẽ không thể phân cách lực lượng của phương hàn một lần nữa gia tăng trong cơ thể không ngờ có thêm một môn tuyệt thế thần thông truyền thuyết chi trượng trung phẩm tiên khí biến thành một môn võ đạo pháp tuyệt thiên địa môn võ đạo tuyệt thiên phách địa này thực phách đạo giống như chư thần hoàng hôn một chiêu này gọi là diêu viễn truyền thuyết phương hàn đột nhiên cảm giác được hai môn sát chiêu này phối hợp lẫn nhau quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh chư thần hoàng hôn diêu viễn truyền thuyết Hai đại sát chiêu có ý cảnh sâu xa, phải dùng tinh lực cả đời nghiên cứu, đẽo gọt. Hằng bất động, ngươi hãy nhìn, ta sẽ đánh gục ngươi, ngươi chuẩn bị đi tới hoàng tuyền đi, tạm biệt. Là cốc mãnh ta đã kết liễu tính mạng ngươi, nhớ lấy. Ầm ầm. Lúc Phương Hàn cùng Diêm trao đổi thần niệm, truyền thuyết chi trượng hấp thu đan khí, vũ trụ trong người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên ngoài cũng chỉ là tích tắc công phu, tông chủ Cốc Nguyên tông Cốc Mãnh thân thể khẽ động hai tay tách ra, như mãnh hổ vồ dê, thi triển ra một thức mở đầu, ẩn chứa âm dương, sáu cỗ nguyên khí bắt đầu đan vào nhau, biến thành sáu loại chân ý bất tử. Bất tử vương quyền, thức thứ nhất, minh thần chi thương. Cốc mãnh vị tuyệt đại kim tiên này đã đánh ra thức thứ nhất, tử khí lập tức tràn ngập, một pho tượng minh thần cổ xưa bung xuống đỉnh đầu phương hàn. Bất tử vương quyền vừa xuất, mới là chiêu thứ nhất, minh thần chi thương cũng đã không giới tài quyết thất thức. Có thể so với võ học do vô thượng thiên quân sáng tạo ra, thử nghĩ xem, loại võ học uy lực cỡ tài quyết thất thức, mà lại do tuyệt đại kim tiên thi triển ra sẽ kịch liệt tới trình độ nào. Loại võ học này cảnh giới càng thấp, ảo diệu phát ra càng kém. Cảnh giới cao, đặc biệt đến kim tiên, sẽ là một danh giới rõ ràng. Các loại võ học, tiên thuật đều tăng lên về chất. Nếu như là chiến vương thiên quân đích thân thi triển tài quyết thất thức, đủ có thể tài quyết vạn vật, thẩm phán vạn linh, hết thảy tiên Phật hóa thành cho tàn, hết thảy tội nghiệt hóa thành hư ảo. Chiêu thứ nhất của bất tử vương quyền Minh thần chi thương vừa ra, minh thần cự đại buông xuống đỉnh đầu Phương Hàn, bao phủ xuống. Minh thần này không phải thực thể, mà là nguyên khí tự thân của Cốc Mãnh ngưng kết thành lĩnh ngộ chân lý, tử vong tụ thành một cỗ ý cảnh chân ý có đại năng lực khôn cùng. Đại thủ của minh thần buông xuống, quanh thân xuất hiện văn minh, tạo thành một mảnh kinh văn tử vong, hỏa diễm tử vong hừng hực thiêu đốt, bao phủ Phương Hàn vào trong. Một chiêu này đủ có thể diệt sát rất nhiều bán kim tiên đại năng giờ khắc này cho dù mười bán kim tiên đại năng liên thủ cũng sẽ bị một trưởng chụp chết hai cốt cũng không còn trên cơ bản bán kim tiên đại năng không cách nào dùng số lượng tạo thành uy hiếp đối với kim tiên cho dù ngàn vạn bán kim tiên đại năng tạo thành thái cổ sát trận tuyệt đại kim tiên cũng hoàn toàn có thể tránh được mũi nhọn sau đó tìm sơ hở đánh bại nguyên một đám hoặc là toàn thân rời đi một đầu mãnh hổ cùng một bầy cừu non số lượng không thể bù vào tranh lệch chất lượng người của tất cả môn phái cơ hồ đều cho rằng phương hàn tại thời khắc này chắc chắn sẽ bị giết thế nhưng một màn quỷ bí hiện ra khi kinh văn của minh thần tử vong buông xuống chỗ phương hàn một điểm khí tức cũng không hiển hiện ra thế nhưng đột nhiên hai đạo tinh quang lại bắn ra mọi người nhìn thấy phương hàn ở trong đó cước đạp khiến không trung chấn động tay trái đánh ra vô số quang mang hoàng hôn sáng lạn mà tay phải lại vẽ thành một vòng đánh ra sử thi truyền thuyết từ thời đại tuyên cổ hai đại tuyệt thế sát chiêu diều viễn truyền thuyết chư thần hoàng hôn Phương Hàn tung ra hai chiêu để chống lại một chiêu của đối phương. Chư thần hoàng hôn vừa xuất hiện, liền dẫn động vẫn lạc tà khí trong tà động, thiên hôn địa ám, quỷ khóc thần gào, đại lượng vẫn lạc tà khí giống như chất lỏng tụ lại trong động quật tà ác, khiến cho tà khí trong này cứng lại, tựa hồ như biến thành thể rắn, ăn mòn chi khí cự đại tăng thêm 10 lần. Vài đại cao thủ kim tiên đều thất kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được Phương Hàn, cư nhiên có thể thao túng tà vụ trong tà cốc. Vốn cho là hắn không sợ tà vụ, thế nhưng hiện tại hắn cư nhiên có thể thao túng tà vụ, thật khủng bố. Tà vật mãnh liệt sắp động lại kết thành giao chất, trở thành thể rắn, sẽ tạo thành thương tổn phi thường lớn đối với kim tiên. Đám kim tiên đều không thể không vận khởi thủ đoạn mãnh liệt hơn, bảo vệ môn nhân, thậm chí đều xuất ra pháp bảo. Đây cũng chỉ là chuyện trong sát na, điện quang thạch hỏa. Phương Hàn thi triển ra chư thần hoàng hôn, nhờ vào lực lượng của tà vụ, tạo thành sức cản thật lớn đối với minh thần. Từng đạo kinh văn tử vong của minh thần bắt đầu tiêu vong ngay sau đó diêu viễn truyền thuyết lại một đại sát chiêu luân phiên oanh kích ra đại sát chiêu này do truyền thuyết chi trượng tấn thăng làm trung phẩm tiên khí hóa thành uy lực càng thêm cường đại ngẫm lại một kiện trung phẩm tiên khí có bao nhiêu uy lực kiện trung phẩm tiên khí này tại thời điểm lột xác cuối cùng càng chiếm được thánh phẩm tiên khí chính thức gia trì truyền thuyết chi lực mênh mông cuối cùng cực kỳ sung túc thời không tại trong tích tắc này thật giống như về tới thời cổ đại xa xôi thời huy hoàng của nguyên một đám anh hùng văn chương sử thi, cố sự trắng lệ đều được thanh âm già nua, dường như là ngữ khí truyền thuyết biểu đạt ra. Sát na, tất cả mọi người đều thấy một pho tượng đại thánh giả ở trước mặt, nghe vị đại thánh này giảng diêu viễn truyền thuyết xa xưa. Cả người phương hàn vượt ra khỏi kinh văn tử vong minh thần. Giống như một vị anh hùng cái thế từ trong truyền thuyết đi ra, trực tiếp xé rách cả người minh thần. Hiện tại nguyên khí của hắn cực sung túc, tuy không dám động tới bản thể của chiến thế thần đan, thế nhưng chỉ hơi hấp thu khí tức của đan dược phát ra, nguyên khí cũng vĩnh viễn không có khả năng suy kiệt. Hắn cư nhiên phá vỡ minh thần chi thương của bất tử vương quyền. Đó là loại quyền pháp gì? Cư nhiên khiến ta cảm nhận được tư vị diêu viễn truyền thuyết, thoáng cái vừa rồi ta hoàn toàn mất đi thần trí, linh hồn như bị đoạt, đắm chìm vào trong truyền thuyết. Ta cũng giống như vậy, ta tự hồ như bị đắm chìm trong sử thi văn chương. Khủng bố, mới là bán kim tiên đại năng đã có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Đây rốt cuộc là nhân vật gì, là cái dạng tuyệt thế thiên tài gì? đây mới thực là đọ sức kẻ này thực khủng bố toàn thân của môn chủ thiên tuyển môn vương viêm cũng chỉ có trí cao vô thượng như vĩnh hằng thiên quân mới có thể tìm ra một thiên tài tuyệt thế như vậy thiên tuyển môn chúng ta nếu như có một thiên tài tuyệt thế như kẻ này rất có thể sau này sẽ trở thành vương giả đại phái càng có thật nhiều linh mạch tay nắm đại quyền tại thiên giới môn chủ bất kể như thế nào nhất định phải lôi kéo hàng bất động này mạnh mẽ lôi kéo hiện tại hắn có thể chống lại kim tiên nếu như không chết tới cảnh giới kim tiên cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn đối với hắn mà thôi. Phó môn chủ thiên tuyển môn, Vương Thiện nói. Làm sao để lôi kéo? Ta xem dùng Vương Phiên để lôi kéo là tốt nhất. Ý ngươi nói, kết thành thông gia. Nhưng mà tính cách của người này vĩnh viễn bất động, chân ngã như một, làm sao có thể tùy tiện bị nữ tử gây ảnh hưởng. Anh hùng như thế, hắn sẽ dùng tâm tính quyết định hết thảy. Hắn cứu Vương Phiên từ trong tay thích khách, đó chính là duyên phận, có duyên phận sẽ có nhân quả, có thể phát triển được. Được, không tiếc bất cứ giá nào phải lôi kéo người này. Môn chủ thiên tuyển môn đã hạ quyết tâm. Phương Hàn là thiên tài có tiềm lực, chính thức đã kích thích hắn. Nếu như có thể triệt để lưu lại tại thiên tuyển môn, thiên tuyển môn thống nhất các đại châu cũng là chuyện sắp tới. Tiểu tặc, không thể tưởng được ngươi còn có thủ đoạn như thế. Nhưng mà bất tử vương quyền của ta đây mới chỉ vừa bắt đầu, kế tiếp ngươi cũng chỉ có thể khóc trong tử vong, rơi lệ trong hư ảo, bi thương trong đoạn đầy. Tiếp chiêu thứ hai của ta vong giả vô gian thần thái của cốc mãnh càng thêm bá đạo, pháp lực toàn thân ngưng tụ, phong thái của tuyệt đại kim tiên chính thức hiện ra, duệt một cái, tóc của hắn tán phát ra bốn phía, bay lên, vô số khí thức tử vong đập vào mặt, từng cái u minh quốc độ hiện ra, sau đó một đạo hắc ảnh cự đại mặc áo choàng từ trong hư vô mà đến, trọng hợp với thân thể hắn, cả người hắn tự hồ như là tử vong, lại tự hồ như còn sống, không biết hình thái tính mạng mang bộ dáng gì. Hắn là vong giả. Hắn hành tẩu cùng bất tử, phi tử, phi bất tử, hàm nghĩa của vô gian chân thực được thể hiện ra trên người hắn, cả người đều biến thành đại đạo áo nghĩa huyền ảo đến cực điểm, bóng đen kia biến thành một bộ đồ họa, một đạo dấu vết, một tia u ảnh, một vòng đạo ngân. Soạt, uy lực của bất tử vương quyền rốt cục được phát huy, một chiêu vong giả hành tẩu trong vu vô gian so với chiêu thứ nhất minh thần chi thương, không biết lợi hại huyền ảo gấp bao nhiêu lần. So sánh với nhau, chiêu thức thứ nhất chẳng khác nào chiêu mở đầu, chỉ động tác, hiện tại mới chân chính là đòn sát thủ tâm linh của phương hàn cũng cảm thấy nguy hiểm đại sát chiêu vong giả vô gian lập tức công kích tới đột phá thương khung các loại quy tắc căn bản không cách nào phòng bị bởi vì đối phương căn bản không tồn tại lại như không phải không tồn tại căn bản không cách nào dùng tư duy để giải thích là hình thái tính mạng gì làm sao để đối phó tổ vu chi đạo luân hồi chi bàn phương hàn gặp nguy không loạn cả người là một mảnh yên lặng hắn cứng rắn đối đầu đột nhiên trên bàn tay ngưng tụ ra nguyên khí của tổ vu kính ba vu tự hiện ra bên trên tổ vu kính hơi xoay chuyển, ba vu tự trên mặt đột nhiên bắn ra, một lần nữa tỏa ra từng đóa hắc liên trên không trung, trong hắc liên có vô số lão vu tại một cái kỷ nguyên ngồi nghiêm chỉnh, đều tự đọc ngôn ngữ vu thuật mà không ai hiểu, cả nguyên khí của Vẫn Lạc Tà cốc một lần nữa ngưng luyện, ngưng luyện gấp trăm lần. Ầm ầm, Vẫn Lạc Tà ầm ầm gào thét, một số tà vụ thậm chí ngưng tụ thành một pho tượng vu thần, ngâm sướng ra âm phù cổ quái. Vẫn Lạc Tà cốc tựa hồ là sơn môn của phương Hàn trong sơn môn của chính mình, hắn đương nhiên có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí thượng phẩm tiên khí của thiên tuyển môn, hy đồ đều bắt đầu run rẩy, mà kim tiên quốc độ của hai đại kim tiên thần uy môn, phương thốn sơn lại răng rắc vài tiếng, bắt đầu tan vỡ, một tia tà khí tuôn vào, nhiễm lên thân thể một số bán kim tiên đại năng. Thân thể của đám bán kim tiên đại năng thoáng cái hừng hực bốc cháy, biến thành thứ giống như ma quỷ, điên cuồng cắn xé, thân thể dần dần bị hòa tan trong ngọn lửa, thân thể lại biến thành tà khí, trong một sát na ba bốn bán kim tiên đại năng đã tử nạn trong kim tiên quốc độ của thần uy môn phương thốn sơn đáng chết môn chủ thần uy môn phương thốn sơn tức giận không thôi ra sức chữa trị kim tiên quốc độ của bản thân mấy lần liên tục mới ổn định lại vong giả vô gian hành tẩu hư không sinh tử áo nghĩa tại thời điểm phương hàn bạo phát cốc mãnh cũng bạo phát hắn hóa thân thành vong giả đột nhiên đánh ra ngàn đạo đại đạo pháp tắc mỗi một đạo đại đạo pháp tắc đều là vô số đại tiên thuật kết mà thành hư không diễn hóa ra vong linh vô gian tìm kiếm chân lý bất tử phương hàn không hề để ý trực tiếp bổ đi hai người va chạm tạo ra dị tượng trong động quật tả ác vô số thứ hữu thực phi thực bị đánh tan người đã thu ba vô tự khó trách lại tự tinh như vậy sắc mặt của cốc mãnh biến thành một mảnh màu đỏ hai mắt như độc xà sừng sững tại chỗ hình thái tính mạng trên người hắn tan đi hóa thành bản thể hiển nhiên vừa rồi hắn cũng không chiếm được tiện nghi ngươi liên tục công kích ta hai chiêu cũng đến lúc ta hoàn thủ rồi. Phương Hàn lóe lên trong hắc vụ, cả người đột nhiên hóa thân thành 33 hình thể. Đánh ra đòn sát thủ mạnh nhất. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phương Hàn một lần nữa đánh ra 33 lần chiến lực. Trải qua đan khí của chiến thế thần đan hun đúc, phẩm chất của tam thập tam thiên trí bảo càng thêm chắc chắn. Hơn nữa, truyền thuyết chi trượng đã luyện chế thành trung phẩm tiên khí. Chiến lực của Phương Hàn một lần nữa tăng lên. 33 lần chiến lực đã đạt tới một loại trình độ không thể tưởng tượng. Phải biết rằng 33 lần không hề tầm thường, chiến lực tăng lên một chút đã rất khủng bố rồi, phóng đại lên 33 lần cũng không phải là một chút nữa. Nhưng mà tiêu hao nguyên thủy chi khí cũng càng ngày càng dữ dội. Tại thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, Tam thập tam thiên chí bảo điên cuồng hấp thu nguyên khí trong linh mạch trong Mang Sơn. Trong nháy mắt linh mạch rút nhỏ 2 phần 10. Tại thời điểm Phương Hàn đối bính cùng Tôn Khôi đấu, cũng thi triển ra 33 lần chiến lực thế nhưng cũng chỉ tiêu hao một phần mười linh mạch. Mà hiện tại chiến lực tăng lên, số lượng nguyên khí linh mạch tiêu hao cũng trọn vẹn tăng gấp đôi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ không thi triển được mấy lần nữa, linh mạch sẽ bị hút sạch, cuối cùng hắn không thể thi triển được 33 lần chiến lực nữa. Nguyên thủy chi khí không đủ. Thời điểm Phương Hàn đánh ra một quyền, đồng thời nhìn thấy linh mạch nhỏ lại, trong lòng cũng cảm khái, nhất định phải tìm được càng nhiều linh mạch, thu vào trong tam thập tam thiên, trí bảo mới có thể đảm bảo chiến lực của mình luôn đủ có thể tiếp tục. 33 lần chiến lực vừa ra, 33 phương hàn trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu cốc mãnh, trực tiếp oành một tiếng, tạo hóa thần quyền hội tụ thành hồng lưu, đại thế không thể kháng cự sụp đổ xuống, căn bản không thể ngăn cản, chống lại, thoáng cái hạ xuống, quyền thế ngập trời, áo nghĩa cuồn cuộn, tất cả thanh âm, quang ảnh, pháp tắc kim tiên đều cưỡng chế bị áp xuống. Giác, kiện y phục tiên khí trên thân cốc mãnh lập tức tan rã, biến thành cho, nguyên khí biến thành từng đầu tiên long, bị cuốn vào trong hồng lưu. Một dòng sông tạo hóa xuất hiện trong hư không. Rất khủng bố, trong dòng sông tạo hóa, hình thể của một đầu hồng hoang tổ long như ẩn như hiện, ẩn nấp trong hồng lưu tạo hóa, lực lượng cuồng bạo mà hung hãn, khí thôn vũ trụ. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa tam thập tam thiên trí bảo cùng bát bộ phù đồ. Không ai có thể hình dung ra sự vĩ đại của một kích này. Quần tiên biến sắc. Đó là cái gì? Là chiến lực khủng bố gì? Tại sao tu vi võ đạo của hắn thoáng cay tăng lên tới cảnh giới khủng bố như vậy? Đây là bí pháp gì? Cư nhiên có thể phát ra mấy chục lần chiến lực, là lần đầu tiên ta nghe thấy, nhìn thấy. Môn chủ thần uy môn lý lạc uy, còn có một số bán kim tiên đại năng trong môn phái đều hét lên. Mấy chục lần chiến lực, ta không nhìn lầm đúng không? Bí pháp của thần uy môn của thần uy môn chúng ta, trong đạo kinh cổ xưa nhất có ghi lại, chiến lực cũng chỉ là gấp đôi mà thôi. Hơn nữa còn phải tiêu hao tuổi thọ bản thân, vô tận nguyên thủy chi khí nữa, trong một sát na rất nhiều người cảm thấy ánh mắt của mình đã nhìn nhầm rồi. Người này, còn là người sao? Hay là tiên? Môn chủ thiên tuyển môn cũng thấy bản thân ăn nói lộn xộn, hằng bất động hết lần này tới lần khác khiêu chiến cực hạn tư duy của mình, làm cho hắn có một loại cảm giác muốn điên. 33 lần chiến lực đã không thể dùng từ khủng bố để hình dung. Ta đã đem tuyệt học của thiên tuyển môn, đại hy phục ma quyền tu luyện đến cảnh giới cao nhất, thứ 999 trọng nếu như không tiếc một cái giá lớn có thể thúc giục ra gấp ba lần chiến lực. Thế nhưng nếu so với hắn, quả thực là như tiểu hài tử ở trước mặt ra ra vậy. Không phải người, tuyệt đối không phải người. Tốt, tốt, tốt. Một số trưởng lão của thiên tuyển môn đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cũng không nói lên lời, cuối cùng chỉ có thể thốt ra một chữ tốt để hình dung. Thoáng cái tung ra 33 lần chiến lực phản kích, Phương Hàn lập tức chiếm thế thượng phong, đánh tan tiên khí y phục của đối phương trực tiếp công kích kim tiên quốc độ của đối phương muốn gọn gàng đánh vỡ thu hoạch thắng lợi hàng bất động ngươi cho rằng bản thân có thể đánh bại ta chuyển bại thành thắng ta cho ngươi biết tranh lệch giữa kim tiên với cảnh giới của ngươi bất tử khải giáp bất tử vương quyền đệ tam chiêu thiên sinh bất lão chiêu thứ tư vạn thế bất hư chiêu thứ năm chân linh bất tử chiêu thứ sáu hồn phách vô gia phanh tông chủ cốc nguyên tông cốc mãnh thoáng cái dựng đứng lên trong đám ảnh vợ y phục tiên khí xuất hiện một kiện áo giáp đen trên mặt khải giáp có hoa văn kim sắc luân chuyển lưu động pháp tắc kim tiên cường đại tỏa ra đây cư nhiên là một kiện áp giáp trung phẩm tiên khí mái tóc hắn tung bay hiện ra phong thái tuyệt đại kim tiên từ ngàn xưa đối mặt với 33 lần chiến lực của phương hàn đột nhiên thoáng cái hai tay hắn biến ảo đánh ra bốn chiêu cuối cùng của bất tử vương quyền bất tử vương quyền có sáu chiêu đại biểu cho sáu loại chân lý bất tử lúc một chiêu cuối cùng hồn phách vô ra được đánh ra, cốc mãnh đột nhiên hóa thân thành ba bóng người, vô số nguyên thủy chi khí chi khí trong cơ thể được thiêu đốt, hơn nữa kiện áo giáp trung phẩm tiên khí của hắn cư nhiên bắt đầu hòa tan, bỗng nhiên biến thành vũ khí, bốc lên phía trên, pháp tắc đại la kim tiên dung nhập vào trong đó phát huy ra ba lần chiến lực. Hai đại kỳ công bất thế, tuyệt đại võ đạo khoáng cổ trong nháy mắt va chạm trên hư không, nổ tung, xé rách, từng đạo bóng dáng sinh lại diệt, diệt lại sinh. Quốc độ tổn hại, bán kim tiên kêu thảm, tiên khí rơi xuống, bị thiêu cháy, khí linh kêu rên. Nguyên khí hỗn loạn, hỗn độn ngưng kết. Chư thần cười thảm, tử vong chung kết. Hoàng hôn quy về hắc ám, vinh quang trở thành bụi bậm. Hai đại cao thủ đối bính, vô tận dị tượng sinh ra, thẩm thấu tiến nhập vào chỗ sâu trong thời không xa xôi, thậm chí ngay cả tà khí của Vẫn Lạc Tà Cốc cũng bị đẩy lui, tạm lánh khỏi dư âm của phong mang. Phanh, cả người Phương Hàn giống như đạn pháo bay ra ngoài, 33 bóng hình quy về một thân. Máu tươi toàn thân bắn ra bốn phía, mỗi một giọt máu đều biến thành một đoàn máu tươi cự đại trên không trung, tựa hồ như muốn khoét tán ra ngoài biến thành hải dương. Hiển nhiên trong một kích này, hắn đã bị thương rất nặng, mà Tuyệt Đại Kim Tiên Cốc mãnh cũng không hề dễ chịu gì, trên làn da nguyên bản là hồng nhuận sáng bóng, nhưng bây giờ lại héo rũ, giống như da lão nhân. Đây là cảnh tượng do nguyên khí suy bại, bị vu thuật xâm lấn. Nguyên khí của hắn thoáng cái bị Phương Hàn đánh tan, lại bị tà khí trong Vẫn Lạc Tà Cốc xâm lấn tà khí xâm phạm vào quốc gia của hắn, hắn thật vất vả mới chặn được, thế nhưng vẫn có một phần tiến nhập vào một số huyệt khiếu trong thân thể, lưu lại tai họa ngầm. Hơn nữa vừa rồi hắn thi triển ra bí pháp đánh ra chiến lực gấp 3, tiêu hào nguyên khí quá mức kịch liệt, có cảm giác giống như dầu hết đèn tắt, không biết đã chết hay là chưa. Hắn nhìn qua hướng mà Phương Hàn bị đánh bay. Giờ khắc này mọi người đều nhìn về hướng Phương Hàn bị đánh bay, bọn họ mỏi mắt mong chờ, xem cuối cùng kẻ này có bị tiêu diệt hay không bởi vì này phương hàn cùng cốc mãnh đổ ước nếu tiếp được bất tử vương quyền sáu đại sát chiêu của hắn vậy sẽ tính là cốc mãnh thua nhất định phải từ bỏ lần tranh đoạt này nhưng mà ngay cả gấp ba chiến lực cốc mãnh cũng đã thi triển ra rồi nếu như còn không giết được phương hàn vậy sẽ chính thức không giết được hắn trong vẫn lạc tà cốc là một mảnh tĩnh lặng đều có thể thấy phương hàn lướt đi trong tà khí dần dần hạ xuống mọi người không có cảm giác được chút khí tức nào của phương hàn đều thập phần khẩn trương đông thân thể của phương hàn rơi xuống mặt đất cũng không phải nằm xuống mà là đứng sừng sững đột nhiên mở to mắt ánh mắt vô cùng sắc bén hắn gào to một tiếng bất tử vương quyền quả nhiên lợi hại sáu loại chân lý bất tử một chiêu cuối cùng hồn phách vô ra hồn phách vô ra không tệ không tệ đáng tiếc vẫn không thể làm ta bị thương chớ nói chi là giết ta phương hàn còn sống hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ cường đại đây quả thực là ngoài ngoài dự liệu của mọi người tất cả tu sĩ của phương thốn sơn phương thốn sơn thần uy môn, cốc nguyên tông, thiên tuyển môn quả thực là muốn phát diên. Hằng bất động trước mắt này không biết là quái vật gì, tại sao đánh mãi mà không chết. Thật ra phương hàn, cũng không có dễ chịu gì bất tử vương quyền của đối phương quả thật lợi hại, nhất là một chiêu cuối cùng hồn phách vô ra, đánh trúng thân thể hắn, khiến hắn có một loại cảm giác hồn phách không tìm thấy đường về, bị trục xuất vào vô tận hư vô, vĩnh viễn không cách nào trở về. Nhưng mà bất tử vương quyền này cũng gợi ý cho hắn được vô số điều, đại sát chiêu hồn phách vô ra được Chu Thiên Nghi phân tích, diễn hóa sáu loại chân lý của bất tử trong thân thể hắn dần dần ngưng luyện ra hình thức ban đầu đơn giản lúc này giao thủ hắn cũng thu được nhiều lợi ích nhưng mà hồn phách của hắn bị thương rất nặng huyệt khiếu toàn thân đều ở trong trạng thái biên giới sụp đổ khắp nơi trên thân thể cũng nứt toác ra hắn lập tức điên cuồng hấp thu đan của chiến thế thần đan từng đạo pháp tắc kim tiên bay ra đền bù nguyên khí linh hồn tổn thương thế nào tuyệt đại kim tiên bất quá cũng chỉ là như vậy mà thôi căn bản không thể nào giết được ta tuyệt học của cốc nguyên tông bất tử vương quyền cũng không thể đưa ta vào chỗ chết một mặt khôi phục thương thế tinh khí toàn thân cuồn cuộn một mặt phương hàn nói với cốc mãnh cốc nguyên tông của ngươi cũng là nhất đại bá chủ lời nói liệu có đáng giá không không giết được ta phải lập tức rời đi cái này cốc mãnh ngẩn ra trong lòng cũng đang kịch liệt do dự nếu bây giờ rời đi thật sự là không cam lòng chính mình tới vẫn lạc tà cốc chẳng những không đạt được chút chỗ tốt nào ngược lại còn bị hủy đi hai kiện tiên khí, một kiện trong đó là trung phẩm áo giáp do mình tân tân khổ khổ tế luyện ra. Chẳng những như vậy, bản thân còn bị thương không nhẹ, mấy vị bán kim tiên trong môn phái cũng đều bị tà khí xâm lấn mà tử vong. Cứ như vậy ảo não rời đi, cũng đồng nghĩa với chuyện mặt mũi sau này mất hết. Thế nhưng nếu không rời đi, đồng dạng cũng bị mất hết thể diện. Nếu như vậy, nếu đã không làm thì thôi, đã làm phải làm cho xong. Trong hai mắt của hắn toát ra lãnh quang, tựa hồ như đã hạ quyết tâm thân thể một lần nữa sừng sững, nói nhảm như vậy làm gì? Ngươi tên tiểu súc xanh này, xứng nói chuyện cùng ta sao? Muốn ta đi, cũng có thể, hãy giao vương phẩm tiên đan ra đây. Bằng không, hôm nay ngươi chết không có chỗ chôn đâu. Lý lạc uy huynh, tôn khôi đấu huynh, chúng ta cùng nhau xuất thủ diệt kẻ này. Một người giết không được hắn, ba người chúng ta liên thủ còn không giết được hắn sao? Được. Ở trong vẫn lạc tà cốc này cũng không cần nói quy củ gì hết, giết hắn đi rồi hãy nói. Tôn khôi đấu đã sớm có chủ ý, ba đại kim tiên dục dịch chuẩn bị liên thủ diệt sát vô sỉ vương phiên đại tiểu thư nổi giận mắng cha nhanh lên ra tay giúp đỡ thôi không biết xấu hổ môn chủ thiên tuyển môn vương viêm cũng nổi giận đồng dạng là tuyệt đại kim tiên bá chủ của một châu hành vi của tông chủ cốc nguyên tông cốc mãnh quả thật khiến hắn kinh thường tràng diện đến hiện tại hắn không can thiệp cũng không được cho dù phương hàn có mạnh mẽ hơn nữa có thể chống lại một vị tuyệt đại kim tiên thế nhưng không thể chống lại ba vị về tình về lý đều phải trợ giúp thân thể của hắn khẽ động hy đồ tỏa ra chắn trước mắt ba vị tuyệt đại kim tiên hừ vương viêm ngươi dám một mình ngăn cản ba người chúng ta quả thực là muốn chết hôm nay chúng ta sẽ triệt để diệt thiên tuyển môn ngươi cùng tiểu tử kia ba đại tông chủ không hề sợ vương viêm dù sao cũng là ba người liên thủ đủ có thể quét ngang hết thảy sớm biết như vậy ba người chúng ta liền trực tiếp tiêu diệt tiểu tử kia cho xong làm gì phải đơn độc đà đấu cùng hắn trong lòng cốc mãnh hối hận ngươi tới thử một lần đi nhìn xem có thể đánh lại hằng bất động không môn chủ thiên tuyển môn thét to hằng bất động ngươi tiến vào trong hy đồ ta cũng không tin ta dốc hết thực lực thiên tuyển môn vẫn không thể bảo vệ được ngươi ý tốt của môn chủ thiên tuyển môn ta xin lãnh nhưng hằng bất động ta độc lai độc vãng tung hoành thiên giới độc bộ một phương không cần bất cứ kẻ nào trợ giúp cho dù sinh tử đại họa cũng phải tự mình kháng cự như vậy mới có thể tôi luyện chính mình phương hàn cất cao giọng nói ta không tin, ba tên đại kim tiên này có thể giết ta. Duệt. Sau lưng của hắn mọc một đôi cánh lam sắc, không ngừng lập lòe, đạo đạo phù văn lưu chuyển trên mặt, pháp tắc đại la thậm chí còn có pháp tắc kim tiên đều không ngừng rót vào đôi cánh này. Lực lượng trên mặt đôi cánh này có thể nói là nghiêng trời lệch đất, vượt qua thời không, có một loại dục vọng mãnh liệt được dãy khỏi trói buộc, nhận được tự do. Tự do chi dực. Ba đại kim tiên cũng thoáng thấy, đều điên cuồng hét lên, tại sao có thể có kiện pháp bảo này, không tốt hắn đang lợi dụng pháp tắc kim tiên trong đan khí của hám thế thần đan để rèn luyện tự do chi dực muốn biến nó thành trung phẩm tiên khí một khi thành công trong vẫn lạc tà cốc này chúng ta thật khó có thể bắt được hắn tôn khôi đấu thoáng cái nhận ra đôi cánh sau lưng phương hàn chính là tự do chi dực biến hóa đa đoan căn bản không cách nào nắm bắt nhất là bên trong vẫn lạc tà cốc có ưu thế địa lợi hơn nữa tự do chi dực biến thành trung phẩm tiên khí ba đại kim tiên thật không nắm chắc có thể tạo thành thương tổn cho phương hàn ba đại kim tiên cũng biết với loại người khủng bố như phương hàn lại chiếm được vương phẩm tiên đan nếu như không giết được hắn vậy sau này khi hắn tu thành kim tiên sẽ quay lại báo thù đại môn phái chắc chắn sẽ bị diệt vong một người không thoát hiện tại phương hàn quả thật là dùng đan khí rèn luyện tự do chi dực hiện tại truyền thuyết chi trượng đã biến thành trung phẩm tiên khí nếu như tự do chi dực cũng biến hóa trung phẩm tiên khí bản thân thật sự không phải sợ kim tiên truy sát có thể thong dong đào tẩu sau này sẽ quay lại trả thù đại lượng đan khí ẩn chứa pháp tắc kim tiên cuồn cuộn tiến nhập vào trong tự do chi dực đôi cánh lam sắc biến thành màu vàng ý niệm bất hủ đại la vĩnh hằng chấn động quay cuồng trong đó một cỗ chân lý mãnh liệt từ trong đó truyền ra trên người của hắn rốt cuộc có bao nhiêu huyền bí tại sao lại có bảo bối bực này môn chủ thiên tuyển môn nhiều lần cho rằng phương hàn đã gần như rơi vào tuyệt cảnh thế nhưng đối phương lại nhiều lần có cơ hội thoát thân cái này thật sự làm cho người ta hoài nghi hắn liệu có thể bị diệt vong không vậy sao tự do chi dực, bản tôn ngược lại muốn nhìn xem có thể chính thức thu hoạch được đại tự do hay không, tiểu tử này quả thật là hung ác ngang ngược, giết thích khách của chân không ra hương ta, còn nghênh ngang đi lại, cướp lấy vương phẩm tiên đan. Một thanh âm âm trầm vang lên, cũng không biết là từ phương nào, càng không biết là người nào nói. Soạt, một đạo kiếm quang dài tới ba trượng, từ một chỗ sâu trong động quật tả ác kích xạ tới, trực tiếp ám sát từ hướng sau lưng phương hàn. Kiếm mang này tuy không dài, thế nhưng uy lực lại có thể đâm xuyên kim tiên, người cầm kiếm là một bóng ảnh màu đen, toàn thân có hỏa diễm kịch độc âm trần quấn quanh, tà khí âm trầm khiến người ta chỉ cần liếc mắt liền cảm thấy khó chịu, nhất là trên kiếm mang có màu sắc tiên diễm, tanh hôi, còn có kịch độc bức người. Người thứ sát mà tới, tự xưng là bản tôn, cư nhiên cũng là một vị tuyệt đại kim tiên có một không hai. Tà ác kim tiên, hiển nhiên là mưu đồ đã lâu, lúc này mới tung ra một kích tuyệt sát. Kiếm quang đâm qua, một kiếm tất sát, tại thời điểm kiếm mang tiếp cận phương hàn, đột nhiên lại rung lên, biến thành một đại sát chi chiêu, từ tuyệt sát kiếm chiêu biến hóa, cư nhiên xuất hiện trọn vẹn năm bóng dáng tà tôn, gấp năm lần chiến lực. Đại lượng nguyên thủy chi khí từ trên người tà tôn thiêu đốt, thậm chí còn có dấu hiệu thiêu đốt tuổi thọ. Kiếm mang ám sát tới cũng bốc cháy lên, cũng là một kiện trung phẩm tiên khí, thế nhưng bây giờ thành tế phẩm. Trong một kiếm này còn thiêu đốt cả kiếm khí, biến thành một kích tuyệt mệnh, gấp năm lần chiến lực, kim tiên đánh lén. Thủ đoạn liên tiếp này để đối phó với Phương Hàn, một kẻ chỉ mới là bán kim tiên đại năng, cho dù kim tiên siêu việt nhất chỉ sợ cũng khó giải cứu được hắn. Tà Tôn giả chân không ra hương. Hốc mắt của môn chủ Thiên tuyển môn vương viêm như muốn nứt ra, giờ khắc này hắn cũng không thể làm ra hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Hàn sắp bị ám sát. Bởi vì khi thần niệm của hắn kịp phản kháng, sát chiêu của Tà Tôn đã hoàn toàn bao phủ Phương Hàn ở trong đó. Mọi người đều không ngờ rằng Tà Tôn giả sẽ đột nhiên xuất hiện rồi trực tiếp ám sát đáng giận để sát thủ của chân không ra hương nhanh chân đến trước không hằng bất động khẳng định có thủ đoạn phản kích chúng ta có thể để cho bọn chúng lưỡng bại câu thương sau đó cướp lấy vương phẩm tiên đan đúng vậy chuẩn bị cùng nhau công kích phương thốn sơn tôn khôi đấu cốc nguyên tông cốc mãnh thần uy môn lý lạc uy ba người vẫn không từ bỏ khi phương hàn bị ám sát ta tôn giả công kích tới sau đó lưỡng bại câu thương bọn họ sẽ xuất thủ thế nhưng một màn tiếp theo lại khiến bọn họ thất vọng đại sát chiêu bao phủ xuống, rơi vào khoảng không, hình thể của Phương Hàn vỡ ra thành từng khúc, khuôn mặt mỉm cười, mặc cho đại sát chiêu công kích tới, căn bản không có động tĩnh gì, kiếm thế chỉ chém chúng một đạo ảo ảnh, đánh lên hư không. Ta tôn giả, phát ra tiếng thét chói tai, tại sao lại là ảo ảnh? Ta rõ ràng dùng tà kiếm tập kích khí tức của hắn, không phải là ảo ảnh, tại sao hắn có thể vượt qua tai mắt của ta? Hừ, sát thủ của chân không ra hương, tuyệt đại kim tiên tôn giả, cư nhiên không biết xấu hổ đánh lén một người là bán kim tiên ta. Người yên tâm đi, ta sẽ đem chuyện tình ngày hôm nay nói ra ngoài. Một thanh âm từ một nơi khác trong động quật truyền tới, đôi cánh kim lam sắc vỗ lên, cư nhiên chính là Phương Hàn, người không tiếc tổn thất nguyên khí cùng tuổi thọ, còn có một kiện hảo kiếm chỉ để chém một đạo hư ảnh của ta, hẳn là tức giận muốn thổ huyết đúng không? Nói thật cho người biết, ta đã sớm dự liệu được, các ngươi sẽ mượn gió bẻ măng. Bởi vì vũ khí trong vẫn lạc tà cốc này chính là kịch độc đối với các ngươi, mà lại là nguyên khí đối với ta, là tai là mắt của ta. Bất kỳ động tĩnh gì đều không thể gạt được ta. Phương Hàn quả thật đã sớm dự liệu có người tới thăm, hắn vừa vận dụng đan khí chiến thế thần đan thúc dục tự do chi dực, mặc dù không chính thức biến thành trung phẩm tiên khí, thế nhưng cũng chính thức vận dụng được các loại ảo diệu của tự do chi dực, tỉ như vừa rồi là một đạo ảo ảnh tự do, chính là được nó thúc hóa ra. Với tự do chi lực, có thể tạo ra một ảo ảnh như thật, mà bản thân có thể đơn giản ẩn núp đi. Dưới tình huống hỗn loạn trước mắt, cư nhiên khiến sát thủ tà tôn của chân không ra hương ăn quả đắng. Ngươi cho rằng bản thân có thể thoát được sao? Lúc Phương Hàn lên tiếng, một trung niên nhân, nhân lại xuất hiện, trên mặt hắn hiện ra nụ cười gần, vô cùng tàn nhẫn, đại thủ duỗi ra, có thể nắm giữ vạn phương cửu châu, từ đằng sau Phương Hàn cứng rắn áp xuống. Cổ Nguyệt Tông Tông chủ hồ Thương Hải. Mọi người lập tức nhận ra, đây chính là trưởng môn của một môn phái tuyệt thế khác tại Tuyền Châu. Vậy sao? Thật sự là ngu xuẩn, Cổ Nguyệt Tông, chân không Gia hương, thần uy môn, phương thốn sơn, còn có cốc nguyên tông, ta sẽ nhớ hết thảy đám môn phái các ngươi, chờ ta tu luyện thành tuyệt đại kim tiên sẽ diệt sạch đám người các ngươi. Sau khi trở về, các ngươi nên rửa sạch cổ chờ ta tới chém đi. Đại thủ của Hồ Thương Hải úp xuống, cư nhiên lại bắt được một đạo ảo ảnh. Thanh âm của Phương Hàn phiêu đãng trên không trung, lập lòe tung bay, ai cũng không cách nào nắm bắt được bóng dáng của hắn rốt cuộc là ở nơi nào thiên tuyển môn, các ngươi hãy mau mau trở về, chờ ta tu thành kim tiên, sẽ giúp các ngươi bình định tuyển châu. Đây là một viên hám thế thần đan, đưa cho vương phiên đại tiểu thư, hy vọng nàng sớm ngày tu thành tuyệt đại kim tiên. Đột nhiên lúc này trong hy đồ xuất hiện một đạo ý niệm, vương viêm vui mừng quá đỗi, duỗi tay ra, một đạo ý niệm lập tức tản ra biến thành một cái hồ lô. Trong hồ lô chính là hám thế thần đan, mà phương hàn đã biến mất không còn hình bóng. Môn chủ, đi mau. Vương thiện giống to, vương viêm không chút nghĩ ngợi phun ra một đạo nguyên khí hy đồ vận chuyển tổ tiên áo nghĩa hy đồ chấn động đột nhiên thoáng cái phá vỡ hư vô biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rất nhiều nhân vật còn lại đang muốn đuổi theo thế nhưng há có thể bắt kịp được trí bảo hy đồ sở dĩ thiên tuyển môn trấn áp tuyền châu nguyên nhân thứ nhất là sinh mệnh cổ tuyền thứ hai là có hy đồ này đáng giận lại để tên nghiệp chứng này trốn thoát rồi cốc mãnh dậm chân hận không thể phát tiết một phen oán khí trong lòng kiệt 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 tà tôn đột nhiên phát ra tiếng cười âm hiểm môn chủ của ba đại môn phái các ngươi có bằng lòng hợp tác cùng chân không ra hương ta hay không cùng nhau liên thủ tạo ra một phen đại sự nghiệp tại thiên giới ba đại tông chủ liếc mắt nhìn nhau tà tôn ta cũng đã được nghe nói qua tên của ngươi nhưng mà ở đây không phải địa phương để nói chuyện chúng ta ra khỏi vẫn lạc tà cốc rồi hãy nói thế nào tà khí trong vẫn lạc tà cốc có tính ăn mòn rất mạnh đối với bọn họ rất hân hạnh trao đổi với ba vị môn chủ tà tôn một lần nữa giữ tợn cười to. Năm đại cao thủ vèo 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 bay ra khỏi tà cốc. Thời điểm bay ra ngoài, bọn họ còn tìm kiếm trong hạp cốc một phen, nhưng cũng không có phát hiện bóng dáng của Phương Hàn. Mỗi một người đều hận đến độ nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại bó tay, cuối cùng chỉ có thể chán nản rời đi. Giờ khắc này Phương Hàn vẫn ở trong vẫn lạc tà cốc, hắn ngồi ngay ngắn trong một mảnh tà vụ, tự do chi rực sau lưng càng lúc càng lớn. May mà ta đã sớm tính ra, dùng đan khí kích phát một số huyền diệu của tự do chi rực, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng nổi. Phương Hàn ngồi ngay ngắn trong khôn cùng tà khí, thập phần an ổn, một mặt vận công điều tức, hấp thu tà khí, một mặt âm thầm suy tư kinh nghiệm chiến đấu vừa rồi cùng Cốc Mãnh. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức giao thủ với Tuyệt Đại Kim Tiên, song Phương đều thi triển ra tuyệt sát đại thuật, nếu như không phải là trong Vẫn Lạc Tà Cốc, Phương Hàn tự cho là mình có cách biệt lớn đối với Tuyệt Đại Kim Tiên. Bất quá sáu thức trong Bất Tử Vương Quyền của đối phương, Minh Thần chi Thương Vong giả vô gian thiên sinh bất lão vạn thế bất hư trần linh bất tử hồn phách vô gia biến hóa trong mỗi một chiêu thức đồng thời minh chứng so sánh với tài quyết thất thức các loại võ học đều lưu chuyển trong đầu phương hàn hắn lại tiến nhập vào một tầng thứ mới đối với lĩnh ngộ võ học tà khí cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể một phần bị tổ vu kính hấp thu một phần được chung kết thánh môn hấp thu hai đại nguyên khí luân chuyển càng phát ra mạnh mẽ duy nhất không được hoàn mỹ chính là trong vẫn lạc hạp cốc này không có linh mạch nói cách khác không có nguyên thủy chi khí để hấp thu vô luận là tiên nhân gì tu luyện đều cần phải có nguyên thủy chi khí, nhất là hiện tại Phương Hàn cần càng nhiều nguyên thủy chi khí hơn. Cần để phát huy ra 33 lần chiến lực, mà tu luyện tới kim tiên lại càng cần hơn. Đáng tiếc linh mạch thu được ở mang sơn kia còn xa mới đủ. Chỉ đủ, để kích phát ra mấy lần 33 lần chiến lực là sẽ tiêu hao không còn. Nguyên thủy chi khí, ta cần rất nhiều nguyên thủy chi khí. Phương Hàn thở dài. Phương Hàn, vì sao ngươi không tới thiên tuyển môn? nhờ vào sinh mệnh cổ tuyền, ngưng luyện đến kim tiên. Diêm đột nhiên hỏi, thiên tuyền môn xem ra muốn kiệt lực lôi kéo ngươi, linh mạch sinh mệnh cổ tuyền phi thường hùng hồn, chỉ cần bế quan trong đó, đến kim tiên cũng không phải là chuyện không thể nào. Ta không tin bất cứ một ai. Phương Hàn lạnh lùng nói, tấn chức kim tiên cự độ nguy hiểm, dị tượng lộ ra, tiêu hao nguyên thủy chi khí càng nhiều, không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Nhất là ta lại tích xúc hùng hồn, một khi tấn chức, chỉ sợ tương đương với hai ba kim tiên đồng thời tấn chức, chỉ sợ linh mạch sinh linh cổ tuyển sẽ khô kiệt thiên tuyển môn tuyệt đối sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện hơn nữa người nào mà chẳng có tham niệm nếu thời điểm ta tấn chức vương viêm ở trong linh mạch làm ra một số thủ đoạn hoàn toàn phong ấn chấn áp ta ta muốn chết cũng khó đúng vậy điểm này đáng để suy nghĩ thiên tuyển môn không biết bố trí bao nhiêu tuyệt sát đại trận trong cổ tuyển linh mạch thậm chí còn có lực lượng của một số viễn cổ thánh nhân ở trong đó cái này thật không tốt tu luyện trong đó mà bị ám toán Tất cả khổ công sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả khí vận sẽ bị người khác cướp đoạt." Diêm gật gật đầu nói, "Hiện tại ngươi sẽ làm gì? Không có nguyên thủy chi khí khổng lồ duy trì, ngươi sẽ không thể nào tấn thăng làm kim tiên. Dựa theo tu vi của ngươi mà hấp thu nguyên thủy chi khí rời rạc trong hư không, cũng không biết phải tới năm nào tháng nào, ngươi vẫn phải đi cướp đoạt linh mạch hoặc là giết người cướp lấy nguyên thủy đan. Giết người cướp đoạt nguyên thủy đan chỉ như muối bỏ biển. Giết Thương Tử Lạc bất quá cũng chỉ chiếm được 6 ức nguyên thủy đan." lượng nguyên khí mà ta cần để tu luyện tới kim tiên, cũng không dừng lại ở số lượng sáu ngàn ức. Chẳng lẽ phải giết một ngàn tên thương tử lạc? Phương Hàn liếm liếm môi nói. Đúng vậy, thường thường trong một đại môn phái sẽ có một vị kim tiên, bởi vì linh mạch chỉ đủ cho một vị kim tiên tấn chức mà thôi. Huống hồ với loại người như ngươi tấn thăng làm kim tiên. Diêm biết rất rõ kim tiên khủng bố cỡ nào. Một vị kim tiên trên cơ bản có thể làm kẻ thống trị tại một đại châu, hàng tỷ tiên nhân, ngạo thị quần hùng, cho dù thiên đình cũng không dám tùy tiện khi nhục một vị kim tiên kim tiên có thể làm chư hầu của tiên giới chính là bởi vì kim tiên có thực lực cường hoành thời điểm tấn chức mới gian nan không cách nào tưởng tượng cho dù có kim tiên có tư chất nếu không có nhiều nguyên thủy chi khí để tấn chức cũng uổng công mà thôi chỉ cần bằng vào một tán tu không có đại môn phái ủng hộ nếu muốn tu thành kim tiên đó là không có khả năng cho dù hiện tại phương hàn chiếm được vô số kỳ ngộ thế nhưng cũng khó có thể gom góp đủ nguyên thủy chi khí để bản thân tấn trước kim tiên hiện tại diêm cũng vô kế khả thi phương hàn hiện tại ngươi tính thế nào không có tính toán gì cả đi trung châu tiến vào vũ hóa môn thổ địa tại trung châu là một trong số nơi tiếp cận thiên giới so với tuyển châu không biết quảng đại gấp bao nhiêu lần linh mạch cũng nhiều vô cùng ta tử trong trí nhớ của thương tử lạc biết thực lực của vũ hóa môn là vương giả đại phái không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với thiên tuyển môn linh mạch trong đó vô cùng nhiều nguyên thủy chi khí nồng đậm trong bảo khố của vũ hóa môn chứa đựng nguyên thủy chi khí xưa nhất ngưng kết thành thần sơn phương hàn gần từng chữ nói hơn nữa hiện tại vũ hóa môn đang thu nạp hiền tài tuyển nhận một số tán tu thiên tài nhập môn cung cấp nguyên khí cho bọn họ chỉ cần là nhân tài đều có thể tiến vào trong đó được bồi dưỡng hiện tại ở bên ngoài du đãng còn không bằng tiến vào vũ hóa môn một lần nữa lấy thân phận đệ tử là có thể an toàn tu luyện lại có thể thu lấy nguyên thủy chi khí với thủ đoạn của ta chỉ cần biểu hiện ra một phần tư chất thiên tài, tiến vào vũ hóa môn, được trọng dụng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hả? Diêm lập tức nói, nhưng mà ngươi đã giết chết thương tử lạc, hơn nữa ngươi có thân phận tội phạm truy nã của thiên giới. Hơn nữa thận phận hàng bất động này của ngươi thanh danh đã truyền ra ngoài, rất có thể sẽ bị người truy tra. Ta lại đổi thân phận. Phương Hàn nói, dù sao cao thủ kim tiên cũng không thể nhìn thấu thân phận của ta. Bên trong vũ hóa môn chỉ sợ có cao thủ lợi hại hơn, siêu việt hơn kim tiên cũng không sao đám lão ngoan đồng kia dưới tình huống bình thường sẽ không xuất hiện hoặc là ra ngoài tìm kiếm bảo tàng hoặc là khổ tu sáng tạo trong quốc độ không có thời gian để ý tới đám kim tiên đâu phương hàn cẩn thận sưu tầm trong trí nhớ của thương tử lạc tinh luyện một số tin tức liên quan tới vũ hóa môn thiên giới sau đó suy ngẫm nghĩ ra một kế hoạch chu toàn thân thể của hắn đang không ngừng biến hóa trên luân hồi chi bàn bắn ra từng đạo tinh quang làm cho khí chất tướng mạo của mình đều trải qua một lần tố tạo nữa sau đó biến thành một thanh niên nam tử có tướng mạo bình thường, hơi khô khan, hiền lành. Nhưng nếu tinh tế quan sát, sẽ có một số tư vị như đại trí giả ngu, cũng thuộc về một loại hình thiên tài. Đây là công hiệu của bí quyết chuyển thế đầu thai, từ sau khi Phương Hàn học thành đại luân hồi thuật, chư thiên luân hồi, vận dụng luân hồi chi bàn càng ngày càng huyền diệu. Bộ dáng này lấy tên là gì đây? Ừm, ta một lần nữa tiến vào vũ hóa môn, có thể nói là duyên phận nhân quả đời này dây dưa không rõ ân oán với vũ hóa môn vậy kêu là phong duyên đi phong bạch vũ cũng là phong đột nhiên lúc này phương hàn nhớ tới phong bạch vũ cũng không biết hắn và linh lung tiên tôn di bảo một số người phi thăng lên thiên giới hay chưa hay là vẫn ở trong thế tục tiềm tu nhưng mà có tiềm tu ở trong thế tục bế quan trăm vạn năm cũng không thu được thành tựu lớn gì xa xa không có nhanh bằng tu luyện tại thiên giới cho dù tìm được linh mạch ở chỗ cằn cỗi nhất cũng tốt hơn gấp vạn lần so với thánh địa tại thế tục không biết là đang ở nơi nào trong thế tục mãi không chịu phi thăng rốt cuộc là có ý nghĩ gì đây được phương hàn vậy hiện tại chúng ta sẽ lên đường đi trung châu vũ hóa môn chứ không vội ta phải chuẩn bị thật tốt nán lại trong động quật tà ác này tu luyện huyền công một đoạn thời gian cuối cùng ta cảm thấy bảo tàng trong động quật tà ác này không chỉ dừng lại ở chính hồ lô vương phẩm đan dược đáng tiếc lại chưa có cơ hội đi tìm mà thôi hiện tại ta đang thiếu tài phú nếu như có thể tìm được bảo tàng sau này bán đi đổi lấy nguyên thủy đan cũng tốt. Phương Hàn tinh tế nói, nhưng mà hiện tại ta chưa phát hiện ra bất cứ dấu vết gì của bảo tàng, có lẽ chưa tới thời điểm bảo tàng xuất thế. Hay là trước tiên luyện hóa tự do chi dực trở thành trung phẩm tiên khí rồi hãy nói. Tự do chi dực tuy không phải là bảo bối mang tính công kích, thế nhưng nếu như muốn bay lượn, chạy trốn lại không có gì tốt hơn. Hơn nữa, một khi luyện thành trung phẩm tiên khí, đồng dạng cũng sẽ được tự do chi dực chân thật gia trì. Đến lúc đó, Phương Hàn lại nắm giữ một môn vô thượng pháp quyết đan khí trùng tiêu. Đem tự do chi dực dung nhập vào trong bổn mạng vũ trụ của bản thân, Phương Hàn liền đem 8 cái nắp hồ lô đều mở ra, đan khí cuồn cuộn dâng lên trong đó, một phần pháp tắc kim tiên lập tức dung nhập vào trong tự do chi dực. Tự do chi dực lập tức xảy ra biến hóa về chất. Hai cánh mở ra, xảy rộng ra bốn phía, tu vi của Phương Hàn cũng vì thế mà tăng lên. Cuồn cuộn tinh khí rót vào bên trong. Các loại thủ pháp, tài liệu đều dung nhập vào trong đó, thậm chí phương hàn hấp thu không ít ý niệm thánh nhân của sinh mệnh cổ tuyền cũng đều chuyển hóa thành tự do chi lực phương hàn giết chết thương tử lạc nhận được không ít tài liệu luyện khí hiện tại toàn bộ đều đem ra làm tài liệu để tự do chi dực tấn chức thương tử lạc kẻ này vì muốn luyện chế truyền thuyết chi trượng thành tiên khí đã chuẩn bị vô số tài liệu luyện chế trung phẩm tiên khí điều này đúng là chỉ để phương hàn chiếm tiện nghi từng đợt nguyên khí ba động biên độ tự do chi dực mở ra càng lúc càng lớn trên mỗi một tấc vũ rực đều tạo thành một vũ trụ nhỏ bé nhưng tụ ra vô số phong bạo vũ trụ ầm ầm khi phương hàn đem đan khí của tám hồ lô trăm ngàn đạo pháp tắc kim tiên dung nhập vào trong tự do chi rực đột nhiên cảm nhận được bản thể chính thức của tự do chi rực ở sâu trong thiên giới đó là một đôi cánh màu hỗn độn hai cánh mở ra bao trùm hàng tỷ quốc gia song song của thiên giới mỗi một phiến lông đều ẩn chứa trăm ngàn thần quốc song song mỗi một thần quốc song song đều có một đại thế giới khổng lồ như vậy cặp cánh này tùy ý vũ động, hàng tỷ triệu thần quốc song song đều phát ra hào quang. Ý niệm của Phương Hàn đối mặt với ý niệm của Vũ Dực, chỉ có thể sùng kính nhìn lên. Đây mới thực sự là ngang ngược, chỉ có ta là oai phong. Tự do chi dực mới chỉ là thánh phẩm tiên khí đã lợi hại không cách nào tưởng tượng, tạo hóa thần khí tạo hóa thần khí trong truyền thuyết rốt cuộc là có hình thái gì? Còn nữa, tạo hóa thần khí siêu việt vĩnh sinh chi môn sẽ có hình thái gì? Trong lòng Phương Hàn nghi hoặc, Tuy Phương Hàn thông qua linh hồn lạc ấn của Phương Thanh Tuyết nhận ra Vĩnh Sinh Chi Môn, thế nhưng dù sao cũng chưa tận mắt thấy Vĩnh Sinh Chi Môn chính thức. Vĩnh Viễn cũng không thể tưởng tượng đó là dạng thần kỳ gì tồn tại, lại có một phần phân thân được người luyện hóa thành công, chuyện tốt. Ta với ý nghĩa của tự do, ban thưởng cho ngươi. Tự do chi dực chính thức chuyển ý niệm cổ xưa tới. Một đoàn tinh quang từ hư không mà đến, ra chỉ bên trên trung phẩm tiên khí tự do chi dực. Ủng hộ kênh qua linh halaji.com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Tốt, rốt cục tự do chi dực cũng tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, nhận được thánh phẩm tự do chi dực chính thức trong hư không gia trì, lần này ta ta không còn sợ tuyệt đại kim tiên truy sát nữa. Phương Hàn cũng cảm giác được trong hư không truyền lại một số đoàn ý niệm, hơi diễn toán luyện hóa, lập tức trong thần niệm của bản thân nhận được rất nhiều bí quyết, thậm chí còn có một đoàn tự do chi lực chính thức, tự do chi lực này ngưng kết thành một đoàn phù văn, phù văn có thể tùy ý biến hóa, hóa thành một đoàn võ học như ẩn như hiện bộ võ học này gọi là tự do cử biến chia làm 9 chiêu cư nhiên huyền ảo giống như tài quyết thất thức mỗi một chiêu đều ẩn chứa huyền ảo thâm sau trong khoảng thời gian ngắn phương hàn căn bản không thể tham ngộ thấu triệt nhưng mà trong lòng hắn vẫn hết sức vui mừng ngưng luyện truyền thuyết chi trượng có được một bộ tuyệt thế sát chiêu diêu viễn truyền thuyết mà ngưng luyện tự do chi dực lại chiếm được tự do cử biến đây đều là những loại võ học khoáng cổ thước kim phương hàn tiếp theo nếu như ngươi có thể luyện hóa tam thập tam thiên chí bảo bát bộ phù đồ đều tấn thăng làm trung phẩm tiên khí, vậy sẽ biến hóa tới tình trạng gì? Tối thiểu chỗ tốt thu được, cũng cường đại hơn rất nhiều so với truyền thuyết chi trượng cùng tự do chi dực. Diêm nói, đúng vậy, nhưng mà để hai kiện đại vật cành càng này, tấn chức làm trung phẩm tiên khí phải cần tài liệu cùng pháp tắc pháp tắc kim tiên, thật sự quá lớn, cho dù hòa tan toàn bộ tám viên vương phẩm tiên đan dung nhập vào trong đó, căn bản cũng không đủ. Phương Hàn lắc đầu, chuyện này phải chờ sau khi ta tu thành tuyệt đại kim tiên, sau đó sẽ chậm rãi luyện chế. Duệt, duệt, duệt. Sau khi hắn tu luyện thành, chiến lực lại lần nữa gia tăng, đạt tới cảnh giới gần như cực hạn. Triển khai tự do chi dực tùy ý bay lượn trong vẫn lạc tà cốc, ý đồ tìm tòi bảo tàng làm tài phú của mình tăng lên. Hiện tại trí tuệ của hắn tích xúc đã không sai biệt lắm đạt tới cảnh giới kim tiên. Khuyết thiếu chẳng qua là lượng nguyên thủy chi khí khổng lồ mà thôi. Hiện tại hắn tổng cộng chiếm được 8 viên chiến thế thần đan, nguyên bản là 9 viên, cho thiên tuyển môn một viên. Nhưng mà hắn lúc này hắn cũng không có ý định lập tức nuốt xuống, bởi vì dược lực thật sự quá mức cùng bạo, khó có thể luyện hóa, phải dùng nguyên thủy chi khí trung hòa. Nếu không, ngược lại sẽ phải tiêu hao lực lượng đi áp chế, được không bù mất. Trong vẫn lạc tà cốc tìm kiếm bảo tàng, Phương Hàn không chịu buông tha bất cứ ngõ ngách nào, bằng vào trực giác của hắn, trong tà cốc này nhất định còn có bảo tàng. Trong tà cốc có vô số thời không quốc độ, vô số thời không trùng động, Đường hầm có địa phương còn có vu thuật trận lưu lại, cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng sau khi Phương Hàn chiếm được ba vu tự, vận dụng lại như cá gặp nước. Tựa hồ như vẫn lạc hạp cốc nà chính là sơn môn của hắn, cực kỳ thoải mái tự nhiên. Cuối cùng trên tay Phương Hàn ngưng kết thành tổ vu kính, chiếu xạ ra bốn phía, hào quang xuyên thủng tứ phương, bất kỳ thời không nào đều không thể ngăn cản được tia sáng chiếu xạ này. Hử? Trong không gian quốc độ kia tựa hồ có tiên đạo pháp tắt nhàn nhạt lóe lên đột nhiên lúc này tổ vu kính chiếu xạ tới một thời không yên tĩnh phương hàn liền phát hiện ra manh mối bàn tay biến thành chảo hỏa diễm bắn ra phiến thời không kia lập tức bị thiêu đốt sau khi tế luyện ba canh giờ ầm ầm một mảnh thời không sụp đổ hiện ra một sơn động sơn động này cũng không có cửa đá cổ xưa chẳng qua chỉ được một mảnh hắc vụ phong tỏa trong hắc vụ sát khí tiên trận thực cốt rời rạc nhưng rất lợi hại nhưng mà phương hàn cũng tịnh không để ý tổ vu kính chiếu xạ, hắc vụ đều tiêu tán, tiến nhập vào trong cơ thể mình, ngược lại còn trở thành thánh phẩm bổ dưỡng. Hắc vụ vừa bị mở ra, bên trong lập tức hiện ra pháp tắc tiên đạo hùng hồn, tinh mang thiểm điện nhảy lên, là một tiểu vũ trụ, trong tiểu vũ trụ có từng đạo lôi đình vạch phá trường không, từng đạo từng đạo tiên khí hóa thành ngân hà. Lực lượng cuồng bạo rung động cả phiến tiểu vũ trụ này. Những dị tượng kia đều là bảo vất hóa thành. Phát tài, phát tài rồi. Phương Hàn, trong những bảo khó kia đều là tiên khí, cư nhiên phong ấn nhiều tiên khí như vậy. Hơn nữa còn có trung phẩm. Con mắt của Diêm chấn động, thiếu chút nữa rớt ra ngoài, vẻ mặt lại mừng rỡ như điên. Đúng vậy, cuối cùng cũng tìm được một cái bảo tàng. Phương Hàn ở trong phiến tiểu vũ trụ, đối mặt với rất nhiều dị tượng do tiên khí phát ra. Đột nhiên lúc này hắn làm cho khí tức bạo phát, thời không lập tức tan vỡ, vô số dị tượng đều bị áp chế. Cả tiểu vũ trụ lập tức hiện ra nguyên hình, vẫn như cũ là một sơn động, trong sơn động có bày đặt hơn 10 tế đàn, trên tế đàn đều dùng từng đạo phù lục trấn áp hơn 10 kiện bảo vật. Hơn 10 kiện bảo vật đều là tuyệt đại tiên khí, mỗi một kiện tiên khí trên mặt đều đan xen pháp tắc kim tiên, hiển nhiên là trung phẩm tiên khí do kim tiên luyện chế mà thành. Trong đó có một số trung phẩm tiên khí rõ ràng là tà binh, tỉ như một cây lăng nha bổng trong đó, bên trên có cắm hàng loạt răng nanh, thật giống như hàm răng của viễn cổ mãnh thú kịch độc, trên mặt dùng vu thuật khắc lên phù văn tiên trận, nguyên bản pháp tắc kim tiên thuần khiết được phủ lên, trở thành màu xanh đen quỷ bí nhưng mà lực sát thương quả thật cũng đủ kinh người. Phương Hàn thoáng tính toán, trên này có cả thảy 15 tế đàn, trên mỗi tế đàn đều phong ấn một kiện trung phẩm tiên khí, có lang nha bổng, xà hình kiếm, cứ sỉ đao, khô lâu trượng, từng kiện đều cực kỳ tà ác, không phải chính đạo. Tốt, mặc dù là tà binh, thế nhưng đều có giá trị liên thành, ta thu. Đến lúc đó vạn nhất không được, sẽ đem đi bán, đổi lấy nguyên thủy đan, làm năng lượng để ta tấn thăng kim tiên. Phương Hàn rũi đại thủ, Phong ấn của 15 kiện bảo bối thoáng cái vỡ tan, đột nhiên bay lên, giống như hung thần ác sát chém tới, cư nhiên lại cắn trả. Muốn chết, tự do chi rực vỗ lên, thân thể phương hàn lập lòe, không ngờ đồng thời xuất hiện 15 đạo ảo ảnh chấn áp 15, kiện trung phẩm tiên khí tà môn, áp bách tiến vào trong vũ trụ của mình. Thu hoạch không nhỏ, tìm thêm lần nữa xem có thể thu được bảo bối nữa hay không, nếu như có thể tìm được một kiện thượng phẩm tiên khí, vậy phát tài rồi, chính thức phát tài. Phương Hàn dự đoán được còn một kiện thượng phẩm tiên khí như hi đồ nữa, thế cho nên hắn lại tìm kiếm trong hạp cốc. Đáng tiếc chính là, tìm kiếm một hồi cũng không phát hiện thêm được bất kỳ thứ gì. Thậm chí dùng thần niệm thăm dò vô số không gian, cũng không phát hiện ra bất kỳ thứ gì. Bằng vào trực giác, hắn cảm thấy trong tà cốc này còn có chân tàng, đáng tiếc chính là bản thân lại không tìm được. Có lẽ là chưa tới thời điểm bảo tàng xuất thế, chờ ta tu thành kim tiên sẽ quay trở lại. Phương Hàn âm thầm lắc đầu hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm suốt ba ngày ba đêm cuối cùng mới chịu bỏ qua bay ra khỏi vẫn lạc tà cốc đi diêm chúng ta đi trung châu vũ hóa môn phương hàn cải biến thân phận hóa thân trở thành thanh niên nam tử khô khan hiền lành biểu hiện ra tu vi bán kim tiên đại năng tự xưng là phong duyên hắn lại tiếp tục đi tới cổ thành tuyền châu lần này thuận đường xuôi gió sau khi giao nộp số lượng nguyên thủy đan nhất định hắn liền tiến vào truyền tống trận tới tuyền châu cổ thành hắn cũng không làm kinh động tới thiên tuyển môn. Hiện tại hắn cũng không phải là hàng bất động, người của thiên tuyển môn sẽ không thể nhận ra hắn. Nhưng mà thời điểm hắn đi ngang qua truyền tống trận, liền thấy rất nhiều tu sĩ đều nghị luận, nói là gần đây địa vực trong tuyển châu xuất hiện một cao thủ tên là hàng bất động, cư nhiên tu vi là bán kim tiên đại năng mà có thể chống lại tuyệt đại kim tiên. Xem ra thanh danh của hàng bất động đã chuyển đi rất xa rồi. Linh mạch sinh mệnh cổ tuyển dưới lòng đất tuyển châu cổ thành có chút dị động, chẳng lẽ là vương viêm đang giúp nữ nhi của mình tu thành tuyệt đại kim tiên nhưng mà tựa hồ không có khả năng này cho dù vương phiên đại tiểu thư có một viên chiến thế thần đan có đầy đủ nguyên thủy chi khí vẫn phải trải qua vô số thời đại tiềm tu hỏa hậu đốn ngộ kim tiên là loại tôn giả cường đại cự phách trí tôn cũng không phải dùng đan dược cùng nguyên thủy chi khí là có thể tấn chức được phương hàn đứng trong truyền tống cổ trận cảm nhận linh mạch trong lòng đất sau đó bắt suy đoán Truyền tống cổ trận của Tuyền Châu cũng dùng lực lượng của sinh mệnh cổ tuyển vận chuyển, nhưng lại là sinh ý không bao giờ lỗ vốn. Bởi vì mỗi một người truyền tống một lần, phải giao nộp 3.000 viên nguyên thủy đan. Mà một lần truyền tống có thể di chuyển hơn vạn, thậm chí 10 vạn tu sĩ. Bằng vào một tòa truyền tống cổ trận, hàng năm đã mang tới cho thiên tuyển môn vô số lợi nhuận, nuôi sống không biết bao nhiêu đệ tử. Truyền tống cổ trận này là thượng cổ thánh hiền tạo ra, từ Tuyền Châu thông tới một đại châu cực lớn, tên là Huyền Châu mỗi một châu của thiên giới đều vô cùng rộng lớn, địa mạo phong phú, từng dãy từng dãy núi kéo dài, hải dương rộng lớn, các loại khu vực hung hiểm, tiên thú đông đúc, có sân mạch tiên thú còn kết thành quần đội, ngay cả huyền tiên tiến vào còn bị thôn phệ. Một số người căn bản không dám tùy ý đi lại. Muốn từ thành trì này tiến tới thành trì khác nhất định phải thông qua truyền tống trận. Tu sĩ cho dù có tu vi cao thâm, không sợ tiên thú yêu ma, cũng bởi vì khoảng cách quá xa, không muốn hao phí thời gian. Chỉ cần bay từ tuyển châu đến huyền châu, bán kim tiên đại năng cũng phải mất 2-3 năm thời gian, mà còn phải liên tục phi hành. Nếu như nghỉ ngơi, 5 năm chưa chắc đã bay tới nơi. May mà thời điểm thiên đình thượng cổ còn toàn thị, vô số thánh nhân đã tạo nên truyền tống trận tại các châu cổ thành, để thuận lợi cho việc đi lại. Phương Hàn hóa thân thành phong duyên, một đường phong trần mệt mỏi từ Tuyền Châu đến Huyền Châu, lại chuyển đến Ngô Châu, Âm Châu. Tổng cộng đã trải qua hai ba mươi đại châu, cuối cùng rốt cuộc mới tới Trung Châu. Dọc theo con đường này, hắn không biết đã được thưởng lãm qua bao nhiêu phong cảnh của thiên giới thấy được vô số tu sĩ vô số môn phái vô số đại nhân vật mỗi một đại châu đều có bá chủ tuyệt đại kim tiên tồn tại thiên giới rộng lớn thật sự khiến hắn cảm thấy chính mình bỗng trở lại là phàm nhân đi tới bất cứ chỗ nào cũng phải trèo non lội suối gian nan hành tẩu nếu không phải tại thời đại viễn cổ thiên đình có mắc nhiều truyền tống trận như vậy hắn muốn đi tới trung châu bay hơn ngàn năm cũng nói không chừng căn cứ vào một phần trí nhớ của thương tử lạc đối với thiên giới con đường này đã trải qua hơn 20 đại châu, nhưng đây cũng chỉ là một góc thập phần nhỏ bé của thiên giới, hơn 20 đại châu địa vực cộng lại, so với cả thiên giới chẳng khác nào một giọt nước so với biển rộng. Ầm ầm. Khi Phương Hàn từ trong truyền tống của trận cự đại của Trung Châu đi ra, đã thấy thành trì của Trung Châu, trong đó có vô số quốc gia, vô số đại sơn, vô số linh mạch trong thành tạo thành một môn phái cự phách vương giả, Vũ Hóa môn. Đây là Trung Châu cổ thành, thật là hùng vĩ, to lớn, uy nghiêm. Phương Hàn đi ra khỏi truyền tống trận, chứng kiến Trung Châu cổ thành, còn có quốc gia vũ hóa môn ở sâu bên trong thành, trong lòng cực kỳ rung động, thật sự là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Giống như thành trì trên thiên đường, khắp nơi là cao ốc không nói, vạn đạo hào quang, thụy khí ngàn đạo, mặt đất cơ hồ đều là, dùng thiên tinh chân quý tô điểm một số kiến trúc trong tòa thành đều là, dùng rất nhiều tiên khí tổ hợp lại. Hiển nhiên đó đều là những siêu cấp đại môn phái có thực lực hùng hậu, dùng kiến trúc để chấn nhiếp chẳng diện, thậm chí vương hàn còn cảm thấy trong cổ thành có một số tòa nhà đặc biệt cao lớn xâm nhập vào vô tận không trùng phát ra khí tức giống như hy đồ đó là khí tức tổ chỉ có thượng phẩm tiên khí mới có thể có được trừ những thứ đó ra đường phố tại trung châu cổ thành còn dài hơn cả dãy núi mang sơn liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là những kiến trúc cự đại người đến người đi tấp nập chỉ có hư tiên chân tiên mới hành tẩu như phàm nhân thành thành thật thật làm sinh ý làm nô lệ phục thị người khác cũng có thiên tiên tài trí hơn người bay tới bay lui trên không trung. Càng có một số thần tiên, huyền tiên có địa vị tiền hô hậu ủng, bán kim tiên đại năng cũng không hề thiếu, nhưng mà tuyệt đại kim tiên vẫn rất hiếm thấy. Dù sao tại thiên giới, bán kim tiên đại năng cũng không hề thiếu, thế nhưng tuyệt đại kim tiên lại rất hiếm thấy. Thế nhưng Phương Hàn dùng thần niệm của mình khẽ cảm thụ, phát hiện một số kiến trúc cao lớn trong thành vẫn có khí tức của tuyệt đại kim tiên thủ trấn, rất nhiều khí tức cường giả tuyệt thế trên cơ bản không thể nào giấu giếm được cảm quan của Phương Hàn. Quá đồ sộ đi, Phương Hàn, đồ sộ quá. Dãy núi mang sơn dài 3.600 ức. Thế nhưng một con đường tại Trung Châu cổ thành này cũng dài hơn cả dãy núi mang sơn. Chúng ta muốn đi dạo trong đó, cho dù mất một năm cũng chưa chắc nắm bắt rõ ràng. Thiên giới, thật sự là phồn hoa. Diêm cũng khiếp sợ đỡ ra, nó cũng chưa bao giờ thấy được tràng diện lớn như vậy. Truyền tống trận của Trung Châu Cổ Thành còn lớn gấp 10 lần của Tuyền Châu Cổ Thành, từ truyền tống trận của Trung Châu đi ra có tới trên trăm vạn tiên nhân, nhìn như một đạo hồng lưu tiên nhân, nhưng mà vừa tiến nhập vào trong Trung Châu cổ thành Hối Hà, lập tức liền tan biến. Phương Hàn nhìn đám tiên nhân tới lui, lại cảm giác bản thân thật sự nhỏ bé. Tại cổ thành Minh Mông trước mặt, bản thân mình có một loại cảm giác không mục đích, thật quá lớn, muốn tạo ra tòa thành như vậy, chỉ sợ Thiên Quân trong truyền thuyết mới làm được. Căn cứ theo trí nhớ của Thương Tử Lạc, Trung Châu cổ thành này là một vị cao thủ thần bí của Viễn Cổ Thiên Đình gọi là hoa thiên quân rèn lên tạo ra rất nhiều linh mạch trong thiên giới phương hàn một mặt hành tẩu trong trung châu cổ thành vừa dùng chu thiên nghi thôi toán linh khí trong thành linh mạch trong lòng đất phát hiện linh mạch trong lòng đất đều bị cấm pháp cường đại phong tỏa giống như linh mạch sinh mệnh cổ tuyền thiên mạch giao thoa mà ngay cả thương tử lạc cũng không biết dưới nền đất trung châu cổ thành rốt cuộc có ẩn chứa bao nhiêu đạo linh mạch bởi vì vũ hóa môn phân làm rất nhiều thế lực mỗi một thế lực đều nắm giữ một hoặc mấy đạo linh mạch mà thế lực của thương tử là gọi là giang sơn viện nắm giữ một đạo linh mạch gọi là giang sơn cổ tỉnh là tương đương với hơn 10 đạo sinh mệnh cổ tuyền tổ hợp lại tạo thành một đạo chí tôn chi tỉnh hiện tại chúng ta trực tiếp đi vũ hóa môn bái sư hay là thế nào diêm hỏi thanh âm có phần thấp thỏm ở thế tục cũng không sợ vũ hóa môn thế nhưng vũ hóa môn ở thiên giới lại khiến nó phi thường kiêng kỵ bên trong có rất nhiều đại nhân vật tùy tiện một người cũng có thể chụp chết nó thậm chí là phương hàn ta tính qua còn ba ngày nữa mới là ngày vũ hóa môn thu đồ đệ đến lúc đó tán tu của các đại châu rất nhiều thiên tài đều chen chúc đi tới lúc đó sẽ đi hiện tại đi cũng vô ích phương hàn thoáng tính toán thời gian nhìn qua đại nhật vĩnh hằng treo trên bầu trời thiên giới trong lòng đang suy tính kế hoạch ngay cả phương hàn cũng không biết rốt cuộc đại nhật của thiên giới rốt cuộc là thứ gì dựa theo đại lý thiên giới lớn như vậy cho dù một ức vạn triệu hàng tinh mặt trời cũng không chiếu xạ hết thế nhưng đại nhật của thiên giới lại tồn tại vĩnh hằng vô luận đi tới đâu cũng có thể nhìn thấy, thật giống như hóa thân của đại đạo vậy. Phương Hàn cũng muốn dùng thần niệm điều tra, thế nhưng mỗi lần thần niệm bay vào không trung, thẩm thấu qua mấy ngàn ức dặm đã bị cùng phong, hỏa diễm, các loại thiên cương đại khí trực tiếp đánh tan, mà khoảng cách tới đại nhật vẫn còn rất xa. Bầu trời thiên giới rốt cuộc cao tới đâu, đại địa của thiên giới dày tới mức nào, với tu vi hiện tại của Phương Hàn, căn bản không cách nào điều tra rõ ràng. Hơn nữa hiện tại hắn căn bản, cũng không biết làm cách nào mới đột phá được tấn chán không gian trở lại thế tục vị tu sĩ này ba ngày sau ngài sẽ tới vũ hóa môn tham dự tuyển nhận đệ từ sao không bằng lưu lại hoàng khí lâu chúng ta tu luyện hoàng khí lâu chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức cho khảo hạch lần này của vũ hóa môn lúc phương hàn hành tẩu phi hành không mục đích khắp nơi trên đường lớn đi ngang qua một đại lâu bên trong liền bay ra một vị thiên tiên ngữ khí mang theo vẻ tha thiết lôi kéo khách nhân được ở lại hoàng khí lâu vậy Phương Hàn từ trong trí nhớ của Thương Tử Lạc biết được, Hoàng Khí Lâu là một tổ chức thần bí mở tại Trung Châu Cổ Thành, mở ra rất nhiều cửa hàng tại các cổ thành, cùng hợp tác với Vũ Hóa Môn, hàng năm đều nhận được đại lượng hoa hồng từ Vũ Hóa Môn. Hoàng Khí Lâu này không riêng gì kinh doanh tử lâu, còn mua bán tin tức, pháp bảo, đan dược, các loại phòng đấu giá cự đại, trong tử lâu này tuyệt đối an toàn. Cho dù tuyệt đại kim tiên muốn giết ngươi, cũng phải chờ ngươi đi ra, hơn nữa có thể đem ra vô số pháp bảo bí mật tiến hành mua bán chỉ cần là vật có giá trị hoàng khí lâu sẽ nuốt sạch, chỉ cần ngươi đưa ra giá, sự tình gì hoàng khí lâu cũng dám thay ngươi làm. Thậm chí kể cả ám sát, nhưng mà ở lại trong hoàng khí lâu cũng phi thường mắc, một ngày phải trả hơn vạn viên nguyên thủy đan, cho dù huyền tiên bình thường cũng tiêu hao không nổi. Trong đó còn có phòng khách quý, mỗi ngày là 10 vạn viên nguyên thủy đan. Thử nghĩ, cao thủ huyền tiên huyền trinh, đạo nhân tích xúc qua vô số thời đại mới được vài chục vạn nguyên thủy đan, thế nhưng cũng không đủ ở đây vài ngày vị tiền bối này xin hỏi tôn tính đại danh của ngài vài nam nữ thiên tiên trông thây phương hàn tỏ vẻ muốn ở lại hoàng khí lâu mặt mày không khỏi hớn hở thậm chí xưng hô cũng sửa lại ta gọi là phong duyên lần này quả thật tới là vì đại hội tuyển nhận đệ tử của vũ hóa môn trước đó ta cần chuẩn bị thật tốt đạt tới trạng thái tu luyện tốt nhất hy vọng có thể tiến vào vũ hóa môn phương hàn gật gật đầu theo vài người đệ tử đi vào trong hoàng khí lâu vừa đi vào thiên địa đã chuyển đổi không gian cứng lại, từng đạo tiên khí vần quanh, là một quốc gia ưu ừ nhã khác, với kiến thức rộng rãi như Phương Hàn cũng không khỏi phải kinh ngạc. Tiền bối, với tu vi của ngài, chắc hẳn không có vấn đề. Sau khi tiến vào vũ hóa môn thân phận địa vị sẽ đề cao vạn trượng, sau này mưu đoạt chức vị giám sát sứ của thiên đình, là một phương bá chủ, tay nắm đại quyền rồi. Một nữ tử khen tặng, nhưng mà nếu muốn chuẩn bị, ở trong hoàng khí lâu chúng ta có thể cung cấp các loại tin tức, thậm chí còn có tin tức khảo hạch quan của vũ hóa môn. Phong Tiền Bối có muốn xem hay không? Ta đều đã biết những tin tức này rồi." Phương Hàn phất phất tay, "An bài cho ta một gian tĩnh thất, phải là tĩnh thất khách quý, 10 vạn nguyên thủy đan một ngày." "Hả? Tiền Bối muốn ở trong tĩnh thất mắc như vậy tu luyện?" Mấy nam nữ đều lắp bắp kinh hãi, "Chẳng lẽ trước kia Tiền Bối đã từng ở lại qua Hoàng Khí Lâu chúng ta?" "Coi như là thế đi." Phương Hàn cười thần bí, tiện tay ném ra một cái túi, "Trong đó có 30 vạn nguyên thủy đan, trước tiên ta sẽ ở lại 3 ngày." Sau đó sẽ tới phòng đấu giá của các ngươi để mua bán một ít đồ vật. Vài thanh niên nam tử thiên tiên nhận lấy nguyên thủy đan, vội vội vàng vàng rời đi, mà mấy nữ nhân thiên tiên lại đi tới gần, phi thường nhiệt tình, con mắt lúng liếng, hận không thể áp lên trên người Phương Hàn, cầu được chi hoan, kiếm lấy đại lượng nguyên thủy đan. Hơn 10 vạn nguyên thủy đan đối với Phương Hàn mà nói cũng chẳng là gì, thế nhưng đối với đám thiên tiên mà nói, cả đời tích xúc cũng không tới. Phương Hàn lại bất động thanh sắc, khôi phục lại bộ dạng hiền lành khô khan trực tiếp đi tới gian tĩnh thất mà đám người an bài. Dùng 10 vạn nguyên thủy đan để ở lại một ngày trong tĩnh thất tu luyện, quả thật là thập phần hưởng dụng. Ở đây là một quốc gia thật lớn, trong quốc gia còn tràn đầy một loại hương khí kỳ quái làm cho người ta, sau khi ngửi được, tâm ma, tạp niệm đều được tiêu trừ. Hơn nữa còn có thể củng cố pháp tắc tiên đạo trong thân thể. Phương Hàn nhìn qua, trong tĩnh thất có một ngọn đèn cự đại, hương khí chính là phát ra từ trên đó. Trên ngọn đèn này quả nhiên là dùng dược liệu giống như kim sắc dầu trơn gì đó. Dầu trơn kim sắc chính là huyết nhục của Phật trong Phật giới. Phương Hàn, đây là Phật Chi. Đây là Phật Chi. Diêm kêu lên, là mỡ trên người Phật Đà. Trải qua thiên truy bách luyện sau đó thiêu đốt sinh ra hương khí, là cực phẩm hương khí trong thiên địa. Tu luyện bất cứ loại tâm linh nào đều có tác dụng rất trọng yếu. Hoàng khí lâu này vung tay thật hào phóng. Cư nhiên bắt Phật Đà của Phật giới, thiêu đốt chế tác thành Phật Chi Minh Đăng. Quả thực là hào phóng." Phương Hàn gật gật đầu, hàng năm thiên giới cùng Phật giới khai chiến, đôi bên chết không ít người, mà Hoàng Khí lâu này hiển nhiên thông qua con đường đặc thù, từ trong tay thống soái Thiên Đình lấy được thi thể Phật Đà, luyện thành Phật chi, làm dầu thắp. Phật Đà luyện chế thành Phật chi, đối với ta mà nói cũng không có ích lợi gì lớn, nếu như là Phật chi của Kim Tiên Phật Đà, vậy mới chân quý. Sau khi thu được, đại nhân quả thuật của ta sẽ diễn hóa ra rất nhiều loại thần diệu ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phật đà cấp bậc kim tiên chính là những kẻ có từ thời viễn cổ, sao có thể bị thiên đình chém chết. Một khi Phật đà bị giết như vậy, chỉ sợ đám Phật chủ của Phật giới sẽ xuất động khiến thiên giới huyên náo long trời lở đất. Thậm chí thế gian tự tại vương Phật cũng sẽ xuất đầu, thiên đình không có tạo hóa tiên vương, căn bản không thể ngăn cản nổi vị vô địch Phật chủ này. Diêm hung hăng hít hà hương khí do thiêu đốt Phật chi phát ra. Tinh thần lập tức sảng khoái không nói lên lời, từ sau khi tới thiên giới, nó đã hồi phục hoàn toàn, giống như long tinh hổ mãnh, có một loại cảm giác muốn đột phá cực hạn, trước kia nó còn có chỗ thiếu hụt rất lớn, cảnh giới thủy trung vẫn chỉ là bất tử chi thân không thể đột phá, thế nhưng hiện tại đi theo Phương Hàn, tu vi tăng lên, loáng thoáng chuẩn bị lột xác, Tạo hóa tiên vương chỉ sợ cũng đã biến mất. Hắn và Tạo hóa tiên vương đều là một cấp bậc tồn tại, Tạo hóa tiên vương biến mất, hắn cũng có thể đã biến mất rồi. Phương Hàn suy đoán nói, nhưng mà không quản đám đại nhân vật nữa, bọn họ là thần, có thể thay đổi thiên cơ, bao quát cả thương sinh, mà hiện tại ta chỉ là một tiểu nhân vật, lo làm chuyện của mình là được rồi. Đi, chúng ta đi tới phòng đấu giá của hoàng khí lâu này. Ngươi muốn mua cái gì? Diêm kỳ quái nói, hiện tại, nguyên thủy đan trên người ngươi còn thiếu. Nếu như thi triển 33 lần chiến lực, chỉ vài lần là sạch trơn, biến thành một kẻ nghèo hèn, có phải ngươi muốn mua thứ này? Ta muốn đi bán đồ. Phương Hàn lắc đầu, tại trong vẫn lạc tà cốc, chiếm được 15 kiện trung phẩm tiên khí tà binh, đều bán hết, đổi lấy nguyên thủy đan, khi ta tấn chức kim tiên phải cần có nguyên khí, thậm chí hám thế thần đan cũng có thể bán vài viên. Dù sao hiện tại ta còn có 8 viên, tấn chức lên tuyệt đại kim tiên nhiều nhất cũng chỉ mất 5-3 viên thôi. Người muốn bán hám thế thần đan, thứ này chính là bảo vật vô giá đó. Không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với phách chủ thăng thiên đan của thương tử lạc. Tuy đồng dạng là vương phẩm tiên đan, thế nhưng phách chủ thăng thiên đan chỉ có một chút pháp tắc kim tiên, hiển nhiên là thứ phẩm do tiền bối của vũ hóa môn tiện tay luyện chế. Diêm nói, Phương Hàn từ trên người thương tử lạc, cướp được một viên vương phẩm tiên đan phách chủ thăng thiên đan, nhưng mà mặc dù được xưng là vương phẩm, cũng chỉ là cái tên mà thôi, pháp tắc kim tiên ẩn chứa trong đó rất nhỏ. Cho dù một vạn viên cộng lại cũng còn sao mới có thể so với hám thế thần đan. Một viên hám thế thần đan, thật sự là bảo vật vô giá phỏng chừng sau khi bán 15 kiện binh khí tà môn đi với giá tốt, sẽ tiếp tục bán 3 viên hám thế thần đan, cũng gần đủ lượng nguyên thủy chi khí mà ta cần khi tấn chức kim tiên, lại tiến vào vũ hóa môn, có địa vị vững chắc, có thể nhờ vào linh mạch mà tấn chức. Phương Hàn thầm tính toán, tu thành kim tiên không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì, chuyện này liên quan tới tiền đồ làm tuyệt đại bá chủ cùng với vận mệnh của hắn. Điều kiện tiên quyết là nhất định phải bảo đảm an toàn, không gặp nguy hiểm gì sau đó mới tấn chức. Đáng tiếc, trên 15 kiện binh khí tà môn cũng có rất nhiều pháp tắc kim tiên, nếu như dùng Thái Thượng Hóa Long quyết luyện hóa, dung nhập vào bát bộ phù đồm, chỉ sợ lại luyện chế ra một hai kiện trung phẩm tiên khí. Diêm Tiếc của nói, "Không sao, chờ ta tấn thăng đến kim tiên kim tiên, luyện chế trung phẩm tiên khí cũng trở nên dễ hơn nhiều, hiện tại không nên bỏ gốc lấy ngọn." Phong Duyên Tiên Sinh có ở trong đó không? Thời điểm Phương Hàn nói chuyện với Diêm, đột nhiên bên ngoài quốc gia tràn đầy mùi thơm Phật chi, một thanh âm từ từ truyền tới, giống như tiếng trời. "Có, vào đi." Phương Hàn khô khan nói. Lập tức trong quốc gia này xuất hiện một nữ tử phong hoa tuyệt đại, mặc áo choàng tinh hồng sắc, trên trán hiện ra một loại tư thái tự tin, sáng bóng, xâm nhập vào da thịt biểu hiện ra vẻ thông minh, trí tuệ, vô song. Nữ tử này cư nhiên là bán kim tiên đại năng, tu vi thâm hậu, theo Phương Hàn nhận định, pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể khẳng định vượt qua trăm vạn đạo chỉ có thiên tài trong thiên tài, tư chất đạt tới tình trạng kinh thế hãi tục, pháp tắc đại la trong cơ thể mới có thể vượt qua trăm vạn đạo. Cô nương tìm ta có chuyện gì? Phương Hàn thoáng nhìn, chỉ biết nữ tử này là một vị cao tầng tại Hoàng Khí lâu. Nhìn thấy mình ở trong phòng khách quý liền tới hỏi thăm, đây cũng là quy củ của Hoàng Khí lâu. Phong Tiên Sinh cứ gọi ta là Nhã Quỳnh được rồi, ta là một trong số những vị lâu chủ của Hoàng Khí lâu, Phong Tiên Sinh có chuyện gì trợ giúp cũng có thể tìm ra. Nữ tử mặc áo choàng đỏ nói: ta nghe nói phong tiên sinh muốn tới phòng đấu giá mua bán gì đó, cần thứ gì ta đều sẽ nhiệt tình trợ giúp. Không biết hoàng khí lâu các ngươi có làm được đại sinh ý hay không? Phương Hàn nói. Phong tiên sinh nói dỡn rồi. Hoàng khí lâu chúng ta có rất nhiều tuyệt đại kim tiên, cầm vật phẩm bí mật của mình tới mua bán. Đảm bảo sẽ không tiết lộ một điểm động tĩnh ra ngoài. Hơn nữa vô luận là sinh ý gì, hoàng khí lâu chúng ta cũng có thể đấu giá được. Cho dù phong tiên sinh cần ám sát một vị kim tiên, hoàng khí lâu chúng ta cũng có thể tiếp nhận chỉ cần phong tiên sinh có thể đưa ra giá tiền hợp lý nhã quỳnh khoan thai cười giọng nói rất tự tin ám sát người ta cũng không muốn phương hàn lắc đầu con người của ta cũng không có ân oán gì chỉ kham khổ tu luyện làm vui ta muốn bán một số pháp bảo đổi lấy nguyên thủy đan để tấn chức kim tiên a à, phong tiên sinh cũng muốn tấn chức kim tiên vậy lượng nguyên thủy chi khí cần có cũng không phải là nhỏ đây cũng không phải là bán vài món pháp bảo là có thể giải quyết được trên mặt nhã quỳnh hiện ra một tia thần thái khác thường có rất nhiều tu sĩ bán kim tiên đại năng muốn tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên thế nhưng thành công không vượt qua nổi một phần trăm vạn một trăm vạn cũng khó có được một người tấn chức nàng rõ ràng không tin một tán tu có thể tấn thăng làm kim tiên ta có một vài món tà binh nhã quỳnh cô nương giúp ta đánh giá xem giá trị là bao nhiêu bàn tay phương hàn rung lên một đạo tà quang bùng lên tà âm minh mông chấn động không gian đây dường như là một cây tà binh lang nha bổng pháp tắc kim tiên trên mặt biến thành màu đen kịt, nguyên một đám văn tự ma tộc, khí tức tà môn hơi khẽ chấn động, liền điền đầy cả không gian quốc độ. Duệt, ngọn đèn Phật chi duệt một tiếng liền bị dập tắt. Nhã Quỳnh lập tức biến sắc, trung phẩm tiên khí, binh khí tà môn ẩn chứa pháp tắc kim tiên. Pháp tắc kim tiên thật nồng đậm. Ngươi thật sự muốn bán kiện pháp bảo này? Kiện tà binh này vô cùng lợi hại, khi vận dụng, người cùng cảnh giới căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cây lang nha bổng này là do một vị tôn giả tả môn tiêu hao rất nhiều pháp tắc kim tiên rèn luyện thành. Thế nào? Giá trị ra sao? Hy vọng ngươi có thể đánh giá được. Phương Hàn mỉm cười, thu lại cây lang nha bổng. Cái này, giá trị của cây tà binh này cũng khó có thể đánh giá rõ ràng. Có thể cho ta mượn về xem một chút hay không? Nhã Quỳnh trần trở nói. Không sao, ta có thể tin vào danh dự của Hoàng Khí Lâu. Hơn nữa ta không chỉ có một cây binh khí tà môn này, chỉ cần ra giá hợp lý, ta đều sẽ bán cho Hoàng Khí lâu các ngươi." Phương Hàn cười cười, liền đem cây Tà binh lang nha bổng này giao cho Nhã Quỳnh. Trong Hoàng Khí lâu, có rất nhiều đại nhân vật từng cầm thượng phẩm tiên khí tới chỗ này gửi bán, cho nên danh dự cũng rất đáng tin, Phương Hàn cũng không lo kiện bảo bối này bị người ta cưỡng chế cầm đi không trả. "Tốt, xin phong tiên sinh chờ trong chốc lát." Nhã Quỳnh vội vàng cầm cây Tà binh lang nha bổng đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau nàng liền tiến vào một quốc gia thần bí sâu trong Hoàng Khí lâu khắp nơi trong quốc gia thần bí này đều nhen nhóm đại đăng Phật Chi. Trong Phật Chi cư nhiên còn có một tia khí tức pháp tắc đại la, cư nhiên là thi thể của Phật đà bán kim tiên đại năng luyện thành, hương khí bức người, không biết cường đại gấp bao nhiêu lần so với Phật Chi đang trong phòng phương hàn. Sao thế? Nhã Quỳnh, không phải ngươi đi gặp một vị khách quý xuất thủ hào phóng à? Tại sao lại vội vàng tới đây thế? Một thanh niên đồng dạng là bán kim tiên, đại năng ở trong quốc gia lên tiếng khi thấy Nhã Quỳnh, vội vàng xuất hiện triệu họp hội nghị tất cả các lâu chủ xin chỉ thị của tôn giả có một cuộc mua bán lớn rồi nhã quỳnh vội vội vàng vàng nói đồng thời đem lang nha bổng cầm trong tay tà quang bắn ra bốn phía người thanh niên kia lập tức biến sắc pháp tắc kim tiên thật mạnh đây là một kiện binh khí tà môn quả thực là trung phẩm tiên khí đỉnh phong lực sát thương rất khủng bố sát y tà khí mãi mãi sung túc tà binh vừa hiển rất nhiều ý niệm cường đại trong quốc gia này lập tức bay tới vây quanh tà binh nếu như luyện hóa cây tà binh này ta càng có thể tiến thêm một bước đồ tốt đồ tốt tại sao lại nhiều pháp tắc kim tiên như vậy người luyện chế không sợ nguyên khí đại thương sao chư vị đây là bảo bối của một vị khách nhân hắn cho chúng ta mượn để đánh giá bán đi nhã quỳnh nghiêm mặt nói bàn tay khẽ vẫy lập tức trong quốc gia này xuất hiện vô số vương tọa giữa những vương tọa xuất hiện một chiếc bàn tròn lớn nàng trực tiếp đặt lang nha bổng lên trên mặt bàn rất nhiều bóng người lần lượt bay tới vương tọa vây xung quanh bàn tròn phát ra từng đạo từng đạo thần niệm thăm dò cây lang nha bổng pháp tắc kim tiên bên trong bành trướng như nước thủy triều ta cũng không cảm giác được bên trong rốt cuộc là ẩn chứa tích xúc bao nhiêu làm sao mà định giá rất nhiều tài liệu bên trong mà ta không nhận ra được là đến từ thượng cổ không biết định giá thế nào hơn nữa thủ pháp luyện chế hết sức kỳ lạ có tà công có ma công có tiên thuật có một số vu thuật trong kỷ nguyên truyền thuyết rất nhiều lâu chủ đều lắc đầu, tỏ vẻ không thể định giá. Tất cả mọi người đã không thể định giá, vậy thì mời tôn giả nhé. Sau khi cùng rất nhiều cao thủ cao tầng trao đổi, Nhã Quỳnh liền đánh ra một đạo pháp thuật, tạo thành một mặt gương trên không trung. Mặt gương dần dần lưu chuyển, trong đó xuất hiện một vị tôn giả tỏa ra kim quang mãnh liệt, phát ra thanh âm uy nghiêm, cư nhiên là một vị tuyệt đại kim tiên. Gặp chuyện gì mà cần phải kinh động tới ta? Ánh mắt của vị tuyệt đại kim tiên này bắn phá liếc mắt nhìn tất cả mọi người khởi bẩm tôn giả, có một đại sinh ý, chúng ta không thể định giá, kính xin tôn giả định giá kiện tà binh này. Nhã Quỳnh lập tức chắp tay nói, a à, tuyệt đại kim tiên tôn giả lập tức dùng thần niệm cường đại bắn phá tới kiện lang nha, bồng đặt trên bàn tròn, thẩm thấu vào từng tấc từng tấc một, dần dần minh bạch. Ông, lang nha bồng tuôn ra ngàn vạn hư ảnh, bành trướng ra bên ngoài, cư nhiên hiện ra một vị tà vu thần cổ xưa. Vu thần tà binh, cư nhiên là vu thần tà binh đây là một bộ gồm có 15 kiện. Tuyệt đại tôn giả Kim Tiên dùng động nói, giá trị liên thành, giá trị liên thành. Tôn giả, đây mặc dù là bảo bối tốt, ẩn chứa pháp tắc Kim Tiên thập phần phong phú, thế nhưng dù sao cũng chỉ là trung phẩm tiên khí, cho dù là trung phẩm tiên khí cũng không thể có giá trị liên thành. Trừ phi là thượng phẩm. Rất nhiều lâu chủ đều nghi hoặc khi nghe thấy lời nói của tuyệt đại Kim Tiên. Hừ, các ngươi còn không biết, vu thần tà binh hiện tại đã phi thường hiếm thấy không phải nói uy lực của nó thế nào, mà là trong đó ẩn chứa những gì. Rất nhiều đại nhân vật muốn truy cầu cảnh giới cực cao, tham ngộ pháp tắc càng thêm sâu xa, 3.000 đại đạo, các loại đại tiên thuật trong kỷ nguyên này đã không thể thỏa mãn được bọn họ, nhất định phải tham ngộ trên một kỷ nguyên khác mới có thể hoàn thiện đạo của mình. Loại vật tốt này, không biết có bao nhiêu đại nhân vật muốn đoạt lấy. Tuyệt đại kim tiên tôn giả nói, đúng lúc ta gần đây biết một vị đại nhân vật của thiên đình đang muốn bồi dưỡng người thừa kế sát lục thiên quân, con trai của sát lục cần oán khí cực độ tà ác, cực độ sát phạt, cực độ hung ác thô bạo. Nếu như đem tà binh vu thần này tới, chắc hẳn cũng kiếm được không ít tiền. Con trai của sát lục. Rất nhiều lâu chủ khí nghe thấy cái tên này đều hít một hơi lương khí. Gần đây có rất nhiều truyền thừa của cổ lão đều xuất hiện, trong truyền thuyết hỗn độn chi tử cũng đã quy vị. Từ hạ giới phi thăng lên, tiến vào hỗn độn thiên đường, tiếp nhận bồi dưỡng, chắc hẳn không tới mấy ngàn năm thiên giới sẽ có chút danh tiếng. Tuyệt đại kim tiên tôn giả thở dài một tiếng, chư hầu thiên giới nổi dậy, thời đại long xà tranh phách đã tới gần. Bất quá trong Hoàng khí lâu ta cũng có tuyệt đại thiên tài, không cần lo lắng, tóm lại, đều thu lấy toàn bộ tà binh vu thần, giá cả cụ thể thử hỏi hắn xem, rốt cuộc là muốn bao nhiêu? Tôn giả, hắn nói, hắn muốn trùng kích nghiệp kim tiên, còn thiếu nguyên thủy chi khí. Nhã Quỳnh nói, "Hả? Muốn trùng kích kim tiên? Đó là một cao thủ." nhưng mà ta cũng đã thấy qua rất nhiều người trẻ tuổi muốn trùng kích tới kim tiên rồi, đều là những kẻ không biết trời cao đất rộng, bị tẩu hỏa nhập ma nổ thành cho bụi, trùng kích không thành công, pháp lực hoàn toàn bị phế biến thành người thường, chỗ nào cũng có. Người trẻ tuổi này muốn trùng kích, ta xem cũng chỉ có một phần ức vạn mà thôi. Ngược lại còn lãng phí nguyên thủy chi khí. Tuyệt đại kim tiên tôn giả khinh thường nói, nhưng mà hắn muốn tìm chết, vậy hãy thanh toàn cho hắn, chúng ta là người làm ăn, có sinh ý là làm, như vậy đi, cấp cho hắn ba nhánh linh mạch cấp 2, dựa theo đạo lý bình thường, có ba nhánh linh mạch cấp 2, hẳn là có thể từ bán kim tiên hóa thành kim tiên rồi. Hả? Ba nhánh linh mạch cấp 2? Tôn giả, chúng ta chỉ có quyền dùng nguyên thủy đan, cũng không có quyền dùng linh mạch, nhất là loại linh mạch cấp 2 này. Dự trữ trong hoàng khí lâu chúng ta cũng không đủ. Nhã Quỳnh cả kinh nói, ba nhánh linh mạch cấp 2, chẳng lẽ để chỉ để đổi lấy một cây lang nha bổng này thôi sao? Đương nhiên không phải, phải là 15 kiện tả binh vu thần trí bảo. Đây là một bộ, bản tôn tại đạo thư cổ xưa đã xem qua, hẳn nên gọi là huyết vu vẫn lạc đại trận thần binh. Vị đại nhân vật thiên đình kia đến lúc đó không chỉ cấp linh mạch cấp 2 đâu, cho dù linh mạch nhất giai cũng có thể. Vâng, ta đây sẽ đi trao đổi cùng phong duyên, đảm bảo làm thỏa đáng chuyện này, tôn giả cứ yên tâm. Nhã Quỳnh tràn đầy tin tưởng nói, được, sau khi làm thỏa đáng chuyện này, công lao của ngươi, tổng bộ hoàng khí lâu chúng ta sẽ ghi nhớ, đi thôi. Tuyệt đại kim tiên tôn giả vung tay lên, hình ảnh trên gương liền biến mất. Gì? Muốn ta bán cả bộ binh khí, cấp cho ta ba nhánh linh mạch cấp 2. Trong tĩnh thất, Phương Hàn yên tĩnh tu luyện, nhưng chỉ chốc lát sau nhã Quỳnh đã trở lại, sau khi nói ra hết thảy, hắn liền lâm vào trầm tư. Linh mạch chia làm rất nhiều cấp, hắn biết điều này từ trong trí nhớ của thương tử lạc. Bởi vì linh mạch của thiên giới là một loại tư chất rất mạnh, dựa theo độ tinh khiết của nguyên thủy chi khí, lớn nhỏ, phẩm chất mà phân chia. Từ bậc 9 tới bậc 1, trên mặt cũng có vương cấp, thánh giai. Hắn thu đoạn linh mạch lớn nhất mang sơn kia bất quá cũng chỉ là bậc 3 mà thôi. Nhìn như to lớn, thế nhưng nguyên thủy chi khí ẩn chứa trong đó rất lộn xộn, tinh luyện rất tốn công, tốn thời gian. Về phần linh mạch của huyền trọng phái, chỉ có thể coi là bậc 8, 9, hắn cũng không có hứng thú thu đi. Ngược lại sinh mệnh cổ tuyển mới chân chính là linh mạch bậc 1, vô cùng hùng hậu, là bảo bối mà đại môn phái tha thiết ước mơ. Mỗi một bậc của linh mạch đều sai biệt cực kỳ lớn, giá trị cũng khác nhau một trời một vực. Bây giờ đối phương cư nhiên đem ba nhánh linh mạch cấp 2 để đổi, nói thật Phương Hàn rất động tâm. Một nhánh linh mạch cấp 2 tương đương với 10 lần linh mạch mang sơn. Ẩn chứa nguyên thủy chi khí phong phú không cách nào tưởng tượng, dựa theo đạo lý bình thường, có thể khiến một bán kim tiên tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Tưởng tượng Phương Hàn tích xúc hùng hồn, phải cần gấp 3, 5 lần nguyên thủy chi khí so với bán kim tiên bình thường, thậm chí còn cần nhiều hơn. Ba nhánh linh mạch cấp 2, còn sao mới đủ. Hơn nữa cái này còn chưa tính, sau khi hắn tấn chức kim tiên, muốn thi triển ra 33 lần chiến lực phải cần càng nhiều nguyên thủy chi khí, quả thực là một cái động không đáy. Phong duyên tiên sinh, ba nhánh linh mạch cấp 2 đã là giá trên trời rồi. Người bán đi, nếu không cũng không tìm được người mua tốt như hoàng khí lâu chúng ta đâu. Cũng không ai dám trả số tiền lớn thế này đâu trông thấy phương hàn trầm ngâm không nói nhã quỳnh vội vàng nói hơn nữa trải qua lần đại sinh ý này hoàng khí lâu chúng ta hoàn toàn có thể xếp phong duyên tiên sinh làm khách quý trong danh sách của hoàng khí lâu sau này rất tiện làm các loại sinh ý đây là một tờ phủ chiếu khách quý xin tiên sinh nhận lấy hoàng khí lâu chúng ta đều mở phân lâu tại hơn một ngàn đại châu cùng làm sinh ý qua lại với hơn một ngàn đại môn phái thậm chí có một vài đại nhân vật thiên đình cũng thông qua hoàng khí lâu chúng ta làm một số chuyện sau khi làm xong sinh ý này, phong duyên tiên sinh sẽ có công đức vô lượng. Hơn nữa phong duyên tiên sinh không muốn tới vũ hóa môn sao. Chúng ta có thể tác động một chút. Trong lúc nói chuyện, Nhã Quỳnh đem một tờ phủ chiếu đưa cho Phương Hàn. Phương Hàn đã thấy phía trên phù chiếu có khắc vô số nguyên khí quấn quanh một chữ quý. Chữ quý này là văn tự thiên giới, ý là phú quý đường hoàng. Thoáng thấy thứ này chính là biểu tượng cho thân phận người có tiền. Nếu như có gặp khó khăn gì, nắm tấm lệnh bài này đi tới hoàng khí lâu chúng ta xin giúp đỡ cũng có thể nhã quỳnh một lần nữa nói ta muốn tiến vào vũ hóa môn các ngươi thật sự có năng lực tác động sao tâm tư của phương hàn hoạt động đương nhiên lần này chủ trì việc thu đệ tử của vũ hóa môn chính là một vị tuyệt đại kim tiên tên là trường bình tôn giả hoàng khí lâu chúng ta có một vị tôn giả có giao tình không tệ với hắn nhưng mà phong duyên tiên sinh vẫn nên thể hiện ra một chút phương diện thiên tài của mình nhã quỳnh tràn đầy tự tin nói tự nhiên là thế rồi, đã như vậy. Vậy thành giao rồi. Chờ sau khi ta tiến vào vũ hóa môn, dàn xếp ổn thỏa, ổn định hết thảy, tích xúc đến đỉnh, lúc đó tiếp tục là một cuộc đại sinh ý với các ngươi. Phương Hàn cười, đem 14 kiện tà binh còn lại ra, mỗi một kiện đều có tà khí dày đặc, bức bách khiến Nhã Quỳnh liên tiếp lui về phía sau, thật vất vả mới đứng vững được. Yên nào! Phương Hàn thoáng cái vận chuyển huyền công đại thủ vẽ một vòng, liền chấn áp 14 kiện tà binh xuống giao vào trong tay Nhã Quỳnh rồi nói, ba đạo linh mạch cấp 2 đâu? Tôn giả, sinh ý đã thành, hy vọng ngài cấp linh mạch tới. Nhã Quỳnh vội vàng hô lên, ầm ầm, hư không lập tức run rẩy, một cỗ kim quang bao vây lấy ba đạo linh tuyền cuồn cuộn như đại hà, phá không mà đến, lập tức linh khí tràn trề đập vào mặt, nguyên thủy chi khí cơ hồ như hải dương tràn ngập không trung. Quả nhiên là linh mạch cấp 2, trọn vẹn ba đạo. Tốt, mỗi một đạo linh mạch đều tinh khiết hơn, cường đại hơn nhiều so với linh mạch mang sơn, cũng không biết hoàng khí lâu này lấy ở đâu ra được. Chẳng lẽ là diệt môn người ta, sau đó cướp tới tay, không biết có linh mạch cấp 2 hay không? Linh mạch cấp 2 tựa như sinh mệnh cổ tuyển vậy. Phương Hàn liên tục bắn nhiếp, trong đầu ngón tay tỏa ra pháp lực cường hoành, lập tức chấn áp linh mạch xuống. Sau đó pháp tắc đại la ngưng kết thành ba cái lọ cự đại, thiên hà ẩm ẩm đứt gãy, liền thu lấy toàn bộ ba đạo linh tuyển vào trong, cuối cùng đều chui vào thế giới trong thân thể. Hà, giữa kim quang truyền tới một tiếng than sợ hãi cùng nghi hoặc. Người trẻ tuổi, pháp lực của ngươi thật không tồi, bán kim tiên đại năng cư nhiên có thể thu ba đạo linh mạch. Ba đạo linh mạch này đều là ta tự tay lấy trong phế tích thái cổ, mỗi một đạo có thể tinh luyện ra ngàn ức nguyên thủy đan. Đây là một đại sinh ý khổng lồ. Nguyên bản chỉ có thượng phẩm tiên khí mới đáng giá để đổi, nhưng mà 15 kiện tà binh của ngươi quả thật rất có giá, nếu như ngươi có những loại tà binh tương tự, vẫn có thể thương lượng kim quang ngưng kết thành một phần phân thân tuyệt đại kim tiên, tản mắt ra uy áp cường hoành. Chỉ là chút pháp lực, không đáng lọt vào pháp nhãn của tiền bối kim tiên. Phương Hàn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vẫn như cũ là bộ dạng một kẻ khô khan, hiền lành. Bán kim tiên bình thường có thể thu linh mạch cấp 3 như mang sơn. Phương Hàn thoáng cái thu ba đạo linh mạch mà không hề lộ ra bộ dạng miễn cưỡng, khiến tuyệt đại kim tiên cũng phải tấm tắc. Xem ra người trẻ tuổi này cũng không đơn giản, thâm sâu khó lường, là người có địa vị lớn đây, Phong Duyên, ngươi tới từ đâu vậy? Phân thân của tuyệt đại kim tiên nói, ta là một kẻ tán tu không môn không phái, bằng không cũng không tới vũ hóa môn bái sư. Phương Hàn thản nhiên nói, tiền bối, chờ sau khi ta tiến vào vũ hóa môn, còn có đại sinh ý nữa muốn hợp tác với các ngươi. Đến lúc đó, hy vọng tiền bối chuẩn bị linh mạch cấp 1 cho tốt. Gì? Ngươi muốn bán vật gì mà phải cần linh mạch bậc 1? Phân thân tuyệt đại kim tiên cũng rung động thoáng cái, người trẻ tuổi, cho dù 100 đạo linh mạch cấp 2 cũng không bằng một đạo linh mạch cấp 1, ngươi rốt cuộc muốn bán vật gì vậy? Ngay cả thượng phẩm tiên khí cũng chưa chắc có cái giá đó đâu. Đến lúc đó rồi nói sau." Phương Hàn phất phất tay, lần này kết một phần thiện duyên cùng Hoàng khí lâu của Tiền Bối, sau này chắc phải bàn nhiều sinh ý hơn. Hoàng khí lâu quả thật là tiền tài hùng mạnh, ta xem như được kiến thức rồi. "Sảng khoái, ta thích người trẻ tuổi như ngươi vậy, gọi ta là Tuyệt hành tôn giả, sau này ngươi có thể trực tiếp cầm lệnh bài khách quý tới tìm ta." phân thân của tuyệt đại kim tiên dần dần tiêu tán. ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phân thân của tuyệt hành tôn giả biến mất, trông thấy Phương Hàn cũng muốn tu luyện. Nhã Quỳnh cũng cáo từ, tựa hồ như phân phó một hai câu với người ở phía ngoài. Trong tĩnh thất tựa hồ lại được đốt thêm vài chén dầu Phật chi đăng do luyện bán kim tiên, đại năng Phật đà mà thành. Hương khí càng thêm nồng đặc, khí tức thanh tịnh tràn ngập cả quốc gia, khiến cho Phương Hàn thoáng cái liền tiến vào cảnh giới nhập định hắn cũng rất nể phục năng lực của hoàng khí lâu nhưng mà hắn tạm thời còn chưa định đem hám thế thần đan ra bán bởi vì rất dễ lộ ra phong thanh phải biết rằng môn chủ thiên tuyển môn sát thủ chân không ra hương còn có cổ nguyệt tông phương thốn sơn đám tuyệt đại kim tiên đứng đầu mẫu môn phái này đều đã thấy qua loại thần đan này chỉ cần mình vừa lấy ra tin tức sẽ bại lộ khiến người ta rất dễ đoán được hằng bất động chính là phong duyên điều này rất bất lợi đối với chính mình muốn xuất ra hám thế thần đan này nhất định phải chờ hắn có được căn cơ trong Vũ Hóa môn, sau đó đổi lấy linh mạch, nguyên thủy đan, nhất cử trùng kích cảnh giới Kim Tiên, lúc đó Phương Hàn sẽ chính thức không cần phải kiêng sợ. Nếu như chờ một đoạn thời gian nữa, luyện chế Tam thập tam thiên chí bảo, bát bộ phù đồ thành trung phẩm tiên khí, quả thực hung tàn không phải nói. Kích phát ra 33 lần chiến lực bằng với 33 Kim Tiên đồng dạng xuất thủ, kẻ cùng cảnh giới cơ hồ lập tức phải chết. Một đạo linh mạch, pha loãng thần đan, Ngồi ngay ngắn tu luyện trong tĩnh thất, Phương Hàn cũng không muốn quản chuyện khác, mà đem một đạo linh mạch cấp 2 dung nhập vào trong một hồ lô, hỗn hợp trộn với Hám Thế Thần Đan. Hám Thế Thần Đan có dược lực rất mạnh, trực tiếp phục dụng sẽ bạo thể mà chết, hiện tại Phương Hàn đem một đoạn linh mạch pha vào trong, chẳng khác gì là làm loãng dược tính, sau đó mới có thể hấp thu từng phần, tích xúc lực lượng, trùng kích Kim Tiên. Hám Thế Thần Đan dùng hợp lẫn với linh mạch, cuối cùng biến thành một loại chất lỏng mênh mông trong hồ lô, vô số đạo pháp tắc kim tiên chìm nổi trong đó. Phương Hàn làm cho một tia pháp tắc kim tiên co lại rồi rút ra, dung nhập vào trong thế giới của bản thân, trong đó bệnh kết lại thành từng đạo phù lục, lại tán nhập vào trong các đại huyệt khiếu, cuối cùng quy về đan điền, mi tâm, trái tim, một số bộ vị trọng yếu. Tu vi của hắn một lần nữa tăng trưởng. Pháp tắc đại la trong cơ thể bỗng nhiên tăng vọt, nguyên lai like có hơn 500 vạn đạo, bây giờ tăng lên tới hơn 700 vạn đạo. Hơn nữa vẫn còn liên tục tăng lên. Liên tục 3 ngày hắn đều hấp thu loại chất lỏng này, không sai biệt lắm đã hấp thu một phần ba dược lực của một viên chiến thế thần đan, pháp tắc kim tiên, cuối cùng toàn thân đều dày đặc hoa văn màu vàng, ẩn giấu dưới làn da, đan vào thành lưới võng, pháp tắc đại la mạnh mẽ tăng lên tới hơn một ngàn vạn đạo. Tại thiên giới, thiên tài đều có tầm khoảng 500 vạn đạo pháp tắc đại la. Tuyệt thế thiên tài chính thức cũng không vượt qua nổi 200 vạn đạo. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn trọn vẹn có hơn 1000 vạn đạo, cũng có thể hù chết thiên tài đang sống sờ sờ. Sau khi hấp thu một phần ba dược lực, hắn cảm giác được bản thân cũng không thể nào hấp thu được thêm nữa hấp thu nữa mỗi một tấc huyết nhục rất có thể sẽ phát sinh bạo tạc nhưng mà hiện tại hắn chỉ cần giơ tay nhấc chân đã tỏa ra lực lượng mang tính bạo tạc tựa hồ như chỉ cần búng tay cũng có thể trực tiếp phá hủy thái cổ thần sơn của thiên giới mỗi một lần hô hấp cũng có thể khiến phong vân của thiên giới ba động sau ba ngày thời điểm nhã quỳnh trông thấy hắn nàng lập tức giật nảy mình lên bởi vì phương hàn mở mắt kim quang lập tức bắn ra, chỉ hô hấp đã khiến Nhã Quỳnh bị một loại áp bách lực vô hình đẩy lùi về phía sau, thiếu chút nữa đặt mông xuống đất. Đây là cái gì? Thần sắc của Nhã Quỳnh tái nhợt, thần khí vô lực, đối mặt với Phương Hàn giống như đối mặt với Tuyệt Đại Kim Tiên, người đã đột phá đến cảnh giới Kim Tiên. Còn xa mới tới, chỉ là tu luyện có chút thành tựu mà thôi. Phương Hàn chậm rãi thu liễm khí tức vào trong thân thể, đứng thẳng dậy, lại biến thành bộ dạng của thanh niên khô khan hiền lành. Hôm nay là ngày vũ hóa môn tuyển nhận đệ tử, không biết các ngươi đã tác động tới Vũ Hóa Môn hay chưa? Đã tác động rồi, tán tu giống như ngươi, lại không rõ lai lịch, cho dù Vũ Hóa Môn có chiêu nhập cũng phải thẩm tra cẩn thận, ít nhất là ngàn năm, nhiều thì trên vạn năm khảo nghiệm, huấn luyện độ trung thành. Bất quá chúng ta đã thay ngươi tạo ra một thân phận giả, là thiếu chủ của một đại môn phái Cự Dương Môn, Cự Dương Môn cũng họ phong, chỉ có điều 300 năm trước đã bị diệt. Thiếu chủ không biết tung tích, thật ra cũng bị người ta nhổ cỏ tận gốc rồi nhưng mà bí mật này chỉ có hoàng khí lâu ta biết, hiện tại ngươi có thể thế thân phận của hắn, thân phận sẽ trở nên trong sạch. Đây là một khối cự dương lệnh, ngươi cầm lấy, thân phận của ngươi chính là thiếu chủ phong gia bị diệt môn, nằm gai nếm mật chuẩn bị báo thù. Trong lúc nói chuyện, Nhã Quỳnh đã lấy ra một khối lệnh bài màu hỏa hồng, phía trên là có khắc một cây hỏa trụ. Được, xem như có một thân phận. Đa tạ, đa tạ. Phương Hàn biết hoàng khí lâu này thật sự có năng lực. Có quan hệ tốt với cái tổ chức này, xem ra sau này làm việc sẽ thuận tiện hơn rất nhiều ta ở đây chúc phong duyên tiên sinh sẽ trở thành đệ tử vũ hóa môn tương lai nắm đại quyền trở thành một phương bá chủ nhã quỳnh cung kính nói nói hay phương hàn hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài ngay lập tức biến mất không thấy bóng dáng nữa thế nào tu vi của người này rốt cuộc là thế nào tuyệt hành tôn giả ngài rốt cuộc có nhìn ra thân phận của hắn không tại sao phải đầu nhập vào vũ hóa môn cuối cùng ta cảm thấy hắn không phải là tán tu mà tuyệt đối là người có thân phận, trà trộn vào vũ hóa môn là vì có đại âm mưu gì đấy." Nhã Quỳnh cung kính nói với một đoàn hư không bên cạnh mình. Phần phân thân của vị tuyệt đại kim tiên tuyệt hành tôn giả lại lóe lên, pháp lực của kẻ này quả thực vô biên vô hạn, ta cũng không thể dò xét ra có bao nhiêu đạo pháp tắc đại la ẩn chứa trên người hắn, thật là chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Mà quản gì thân phận của hắn thần bí ra sao, trà trộn vào vũ hóa môn làm gì, cũng không phải chuyện của chúng ta, chỉ cần có đại sinh ý là làm ta đã bán đi 15 kiện binh pháp kia đi rồi, đã giao cho vị đại nhân vật kia, vị đại nhân vật này cực kỳ hân thưởng, lập tức cầm đi bồi dưỡng sát lục chi tử. Đồng thời còn cho hoàng khí lâu chúng ta không ít chỗ tốt. Ở đây có một 000 vạn viên nguyên thủy đan, là phần thưởng cho ngươi khi hoàn thành sinh ý lần này. Đa tạ tôn giả, chiếm được 1.000 vạn viên nguyên thủy đan, nhã quỳnh hết sức cao hứng. Đối với nàng mà nói đây cũng là tài phú mà phải mất vài vạn năm mới kiếm được. Ngươi cần chú ý nhiều hơn tới động tĩnh của tên phong duyên này nếu như hắn thật sự tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên tiền lực cự đại càng có nhiều giá trị lợi dụng ngươi suy nghĩ một chút hắn mới có tu vi bán kim tiên đã có thể làm sinh ý lớn như vậy sau khi thành kim tiên sẽ làm ra sinh ý loại gì với chúng ta tuyệt hành tôn giả nói càng là khách hàng lớn càng phải tạo thuận lợi nếu như lại làm đại sinh ý với hắn ta sẽ bẩm báo công lao của ngươi tới môn phái đến lúc đó ngươi tiến vào trong khí tông tu luyện cũng có hy vọng tấn thăng làm kim tiên chỉ có điều phải nhìn vào tư chất của ngươi rồi đa tạ tôn giả nghe xong lời này nhã quỳnh lập tức quỳ xuống rốt cục cũng tới vũ hóa môn tại thiên giới chuyện này sao giống như đúc khi ta ở thế tục lần đầu tiên tiến vào vũ hóa môn vậy có phải là sẽ đụng phải một vị đại sư huynh giống như hoa thiên đô hay không a à? một trưởng giáo trí tôn giống phong bạch vũ vậy lúc này phương hàn đã đi tới trung tâm của trung châu cổ thành phía trước chính là sơn môn của vũ hóa môn trên sơn môn của vũ hóa môn có một tấm bài phường cự đại bài phường trực tiếp xâm nhập vào trong vân vụ trên bầu trời ngưng kết thành ba chữ to vũ hóa môn phía sau bài phường là một dãy bậc thang thông tới chân trời giờ khắc này phía trước bài phường đứng đầy tu sĩ có rất nhiều cao thủ có tu vi thần tiên huyền tiên còn có rất nhiều bán kim tiên đại năng như phương hàn tựa hồ cũng muốn làm đệ tử của vũ hóa môn có rất nhiều tán tu thế nhưng lại có càng nhiều đệ tử của thiên đạo đại thế gia đại thế lực tỷ như môn chủ vương viêm của thiên tuyển môn nếu có thể hắn khẳng định sẽ đưa nữ nhi của mình tiến vào trong đại phái vương giải như vũ hóa môn tu luyện đứng ở trước sơn môn vũ hóa môn trong lòng phương hàn cảm khái ngàn vạn nhớ tới lúc trước mình ở trong thế tục lần đầu tiên tiến vào vũ hóa môn còn có phương thanh tuyết nữa bây giờ đang ở thiên giới chính mình lại phải tiến vào vũ hóa môn nhân sinh giống như một vòng luân hồi hắn cũng có chút lý giải về chân lý luân hồi mà đối với vận mệnh của bản thân cũng có lĩnh ngộ mới nhưng mà giờ khắc này bản thân có sự khác biệt rất lớn với khi còn sơ hàn hiện tại là phương hàn tàn nhẫn âm trầm khí chất cũng sớm được bồi dưỡng tùy tâm thu phát quần tiên như sóng chiều hối hả trong đám người phương hàn lại cảm thấy tâm linh vô cùng yên tĩnh rất nhiều thần niệm như thủy triều vọt tới hắn cơ hồ có thể nắm giữ tâm tính của mỗi một người tiên nhân hôm nay thật đông người nha ngươi xem thiếu chủ của tiết gia tiết châu cũng được đưa tới đây muốn tiến vào trong vũ hóa môn hắn là bán kim tiên đại năng tiếp tục tấn chức nữa chính là tuyệt đại kim tiên chắc hẳn muốn đưa tới vũ hóa môn để đào tạo sâu hơn hắn là bán kim tiên đại năng tiến vào vũ hóa môn chính là chân truyền đệ tử đúng không đương nhiên rồi chúng ta chẳng qua là huyền tiên cho dù có thể tiến vào vũ hóa môn bất quá cũng chỉ là nội môn đệ tử mà thôi tu vi thần tiên thì càng hơn ngoại môn đệ tử tương đương với tạp dịch đấy mà làm tạp dịch cũng khá rồi đi ra ngoài cũng có thân phận cao quý trong truyền thuyết người khai sáng vũ hóa môn chính là một vị tuyệt đại thiên quân cả trung châu cổ thành chính là do người này tạo thành tuy hiện tại hắn đã thần bí mất tích thế nhưng trong vũ hóa môn cao thủ tầng tầng lớp lớp trong thiên đình cũng có thế lực rất lớn những điều này đều do đại nhân vật làm đám tiểu nhân vật chúng ta cứ an phận là được rồi phương hàn nghe được rất nhiều nghị luận ánh mắt hắn nhìn qua đã thấy tại phía tây có tám huyền tiên đang khiêng một cỗ kiệu trong kiệu là một người trẻ tuổi thần sắc bất động đang ngồi nghiêm nghị trên tay người trẻ tuổi này cầm một viên ngọc bội mà vuốt ve, rất thảnh thơi, khí tức trên thân cư nhiên rất mông lung, làm cho người ta không thấy rõ lắm. Đây hiển nhiên chính là thiếu chủ của Tiết Gia Tiết Châu. Ánh mắt của Phương Hàn quét qua, liền phát hiện trong đám người có không ít nhân vật như vậy, rất nhiều thiên tài, đệ tử đại thế gia, trong đó có mấy người tựa hồ vượt xa thương tử lạc. Ông, thời điểm đang quan sát, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng chuông, trên bậc thang có vô số tiên nhân bay xuống, trong đó có rất nhiều bán kim tiên đại năng lăng không bay tới sau khi dừng lại liền quát lớn chư vị tu sĩ tới báo danh dựa theo tu vi tiến vào trong môn phái tiếp nhận khảo hạch tu vi thiên tiên đứng bên này đi theo ta tu vi thần tiên sang bên kia đi theo hắn huyền tiên hướng phải đi theo vị sư huynh này chư vị bán kim tiên đại năng xin trực tiếp lên đài đi vào trong sơn môn tiếp nhận khảo hạch chân truyền đệ tử đệ tử vũ hóa môn xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi trong đó dùng ánh mắt bắn phá tứ phương khiến người ta phát lạnh Mỗi người đều lặng ngắt như tờ, ngay cả thần niệm cũng không dám phát. Đây cũng là một vị bán kim tiên đại năng, trái tim Phương Hàn đập mạnh, bởi vì hắn phát hiện pháp tắc đại la ẩn chứa trong cơ thể vị cao thủ này, cư nhiên vượt qua 200 vạn đạo. Hai từ khủng bố đã không đủ để hình dung nữa. Xem ra ta vẫn còn dùng ánh mắt thế tục để đánh giá thiên tài. Thật ra đến thiên giới, thiên tài thật sự không thể đánh giá được. Phương Hàn thầm nói, thiên tài, thiên tài là kỳ tài lão thiên giáng xuống, thế nhưng tại thiên giới, mỗi người đều nổi bật, nhiễm linh khí thiên giới mà sống. Thiên giới là một sân khấu lớn nhất, ngàn vạn anh hùng cũng không chật khi ở thiên giới. Vị này chính là lâm phi vũ của vũ hóa môn, ngoại hiệu là vong thiên nhất kiếm, nghe đồn 3 năm trước đây cùng rất nhiều đệ tử vũ hóa môn, tiến đến phế tích cổ ma, gặp một vị tuyệt đại kim tiên tà đạo, cư nhiên chỉ một mình một kiếm, hắn có thể thành công hộ tống vô số sư đệ sư muội đào tẩu, mà bản thân lại giao chiên với tuyệt đại kim tiên chỉ trọng thương không chết, còn thành công đào thoát. Đây chính là kỳ tích tại thiên giới, thậm chí ngay cả thiên đình cũng tặng thưởng nữa. Sau khi hộ tống sư đệ sư muội, một mình một kiếm, cư nhiên chỉ bị trọng thương dưới một chiêu sát thủ của Tuyệt Đại Kim Tiên, còn thành công đào tẩu. Vậy hắn có thực lực bực nào? Tài hoa bực nào? Quả thực, ta cũng đã được nghe qua lời đồn này. Trông thấy cao thủ trẻ tuổi lên tiếng, đám bán Kim Tiên đại năng muốn tham gia khảo hạch chân truyền đệ tử đều tuôn ra một cỗ thần niệm thật nhỏ trao đổi. Cảm nhận được những lời này, trong lòng Phương Hàn cũng lắp bắp kinh hãi, hắn vốn cho rằng chỉ có mình mới có thể chống lại tuyệt đại kim tiên, đã là kỳ tích trong kỳ tích rồi, lại không thể tưởng được còn có người có thể chạy trốn thành công từ trong tay tuyệt đại kim tiên. Bởi vậy có thể thấy được, người có đại khí vận không phải chỉ có một mình hắn, trong các đại môn phái tại thiên giới, chỗ nào cũng có. Được rồi, đều tự dựa theo tu vi mà xếp thành hàng đi vong thiên nhất kiếm lâm phi vũ dùng ánh mắt bắn phá tất cả mọi người nhất là đối với đám người bên phương hàn bắn phá qua từng người từng người bán kim tiên đại năng bởi vì nhóm người này tới vì khảo hạch chân truyền đệ tử nếu như được thông qua tương lai cũng là đối thủ cạnh tranh với hắn cách mấy chục năm trăm năm vũ hóa môn sẽ tổ chức vô thượng đệ tử tất cả nhân vật đều trổ hết tài năng sau đó được bồi dưỡng trở thành hạt giống hạt giống này dĩ nhiên sẽ được môn phái ưu ái Tài nguyên đều đổ vào thân thể, tu thành tuyệt đại kim tiên cũng là chuyện sớm muộn. Phương Hàn cũng rất rõ ràng đối với chuyện này, tại 30 năm trước kia, Vũ Hóa môn đã xuất hiện một hạt giống gọi là hạng nhất chân, hắn thành công tấn thăng làm tuyệt đại kim tiên. Từ đó về sau, rất nhiều đệ tử của Vũ Hóa môn tranh giành địa vị hạt giống. Nhân tài xuất hiện lớp lớp, vô số cường giả pháp lực cao thâm tranh đấu lẫn nhau trong suốt 30 năm thiên giới. Thương tử Lạc tuy được xưng là thiên tài, thế nhưng trong rất nhiều hàng đệ tử vẫn chỉ được xếp hạng trung đẳng, chỉ bất quá sau lưng hắn là một thế gia thương gia thần bí. Cho nên mới được vũ hóa môn bồi dưỡng nhiều hơn một chút, còn kiếm được một cái chức giám sát sứ thiên đình. Khảo hạch của vũ hóa môn là dựa theo tu vi, nhân vật cấp bậc thiên tiên là tạp dịch đẳng cấp thấp nhất, đệ tử dự bị, mà cấp bậc thần tiên chính là ngoại môn đệ tử. Huyền tiên có thể khảo hạch lên làm nội môn đệ tử. Về phần bán kim tiên đại năng, có thể trực tiếp khảo hạch lên chân truyền đệ tử. Rất nhiều chân truyền đệ tử cách một đoạn thời gian, đều tham gia tranh đoạt vị trí hạt giống đệ tử, nhận được bồi dưỡng của môn phái, đều trổ hết tài năng của bản thân. Điều này cũng tương tự như khoa khảo 3 năm một lần tranh đoạt trạng nguyên tại thế tục vậy. Nếu như là tuyệt đại kim tiên, vậy sẽ là thượng khách của cả môn phái. Đương nhiên tuyệt đại kim tiên mỗi người đều là vô thượng bá chủ, chư hầu thiên giới, thống lĩnh một số châu, mỗi người đều cao cao tại thượng, cũng không biết đảm đương loại đệ tử gì của Vũ Hóa môn nếu như tuyệt đại kim tiên có thể trực tiếp yêu cầu thiên đình một vị trí căn cứ vào trí nhớ của thương tử lạc tại vũ hóa môn đệ tử dự bị ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chân truyền đệ tử có sự tranh lệch đãi ngộ không thể tính toán đương nhiên trình độ khảo hạch cũng gian nan hơn nhất là chân truyền đệ tử mỗi một người đều phải cẩn thận xét duyệt ngoài trừ thân ra trong sạch ra còn phải có tiềm chất của tuyệt thế thiên tài sau này càng phải trung thành và tận tâm với môn phái mới có thể được trọng dụng Hiện tại Phương Hàn tiến vào trong đám người đều là bán kim tiên đại năng, trong đó đại đa số đều là vương gia tuyền châu. Đệ tử thế gia lớn như vậy, mỗi người đều có pháp lực vô cùng cường hoành, càng có pháp bảo lợi hại che giấu, chiến lực khủng bố, thiên tài hơn người. Những nhân vật này đều tới để tranh đoạt chức vị chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn. Có thể tưởng tượng được trận tranh đấu này sẽ phi thường kịch liệt. Trước sơn môn Vũ Hóa Môn, tiên nhân được chia làm bốn hàng, tiến vào Vũ Hóa Môn, Phương Hàn cùng đám bán kim tiên đại năng đi lên bậc thang, mỗi người đều có cảm giác cao cao tại thượng bao quát chúng sinh. Mỗi khi tiến thêm một bậc, cả Trung Châu cổ thành lại hiện ra rõ ràng thêm. Sơn môn của Vũ Hóa môn là địa phương cao nhất trong Trung Châu cổ thành. Phương Hàn bước trên bậc thang Sơn môn, nhìn Trung Châu cổ thành bao la hùng vĩ khôn cùng, sâu trong nội tâm phát ra một làn sóng rung động. Trong truyền thuyết Trung Châu cổ thành bao gồm tám vạn bốn ngàn con đường, mỗi con đường đều dài tới triệu dặm, vô cùng vô tận trên bầu trời của trung châu cổ thành chỉ có thể bay tới độ cao nhất định không thể bay quá giới hạn bởi vì trên đó bị cấm pháp bao phủ cho nên căn bản không cách nào nhìn rõ diện mạo của cổ thành muốn nhìn rõ cả trung châu cổ thành chỉ có tới đỉnh sơn môn vũ hóa môn mới có thể thấy lâm sư huynh lần này tới tham gia khảo hạch chân truyền đệ tử có không ít người nhất là vị tiết liệt đại công tử của tiết gia cũng tới nghe đồn thực lực của hắn đã tiếp cận hóa cảnh thâm sâu khó lường pháp tắc đại la ẩn sâu trong lòng tùy ý khẽ động sẽ bao phủ toàn thân, nháy mắt đã có thể thu lại, dễ dàng ngưng tụ thành bụi bặm. Vũ Hóa môn chúng ta mỗi 30 năm, lại cử hành đại hội tranh giành vị trí đệ tử hạt giống. Hắn rất có thể sẽ muốn vị trí này. Bọn người Phương Hàn bước trên bậc thang, mà đội ngủ đi trước đều là một đám lão chân truyền đệ tử của Vũ Hóa môn, bọn người này đang không ngừng nghị luận. Đây là lần tuyển đệ tử đầu tiên của Vũ Hóa môn, chúng ta từ khi thần tộc tiến công thiên giới đến nay, một số đại thế gia cũng biết hiện tại thiên giới hỗn loạn, chỉ sợ khó cầm cự được lâu nữa, cuối cùng chư hầu sẽ vùng lên, vương giả tranh giành, long giả tranh phách. Cho nên điều đem đệ tử đưa vào vũ hóa môn ta, đầu tiên là muốn dây dưa quan hệ, thứ hai là bảo vệ người nối dõi, tránh họa diệt môn, còn có thể lưu lại hạt giống báo thù. Chỉ có vương giả đại phái vũ hóa môn ta mới không có người nào dám động. Vong thiên nhất kiếm lâm phi vũ lạnh lùng cười nói, nhưng mà đám người này muốn trang đoạt vị trí hạt giống cùng ta, còn sớm lắm. Hạt giống lần này nhất định sẽ là ta như vậy ta mới có thể tu thành tuyệt đại kim tiên tiến vào chỗ sâu nhất trong vũ hóa môn tu luyện trong vương cấp linh mạch hồng lô tuyệt mạch sư huynh huynh vẫn nên đề phòng nhìn kìa thiếu chủ của tiêu gia tiêu thiểu vân cũng ở trong đó nghe đồn trước kia hắn có được kỳ ngộ tiến vào trong động phủ tu luyện của một vị thánh hiền cổ đại chiếm được truyền thừa huyết mạch của vị đó hiện tại thân thể hắn đã chuyển hóa thành thánh thể rồi một đệ tử của vũ hóa môn nói không sao thủy trung cũng chỉ là bán kim tiên mà thôi nhưng mà tại thời điểm khảo hạch ta muốn nhìn xem đám người này có năng lực mạnh mẽ cỡ nào ánh mắt của lâm phi vũ lóe lên phương hàn lại bất động thanh sắc hắn sớm đã nhìn ra lần tới khảo hạch chân truyền đệ tử này có không ít nhân vật lợi hại nhưng mà hắn đã tính kỹ trước cũng không sợ gặp bẫy dập gì hiện tại hắn trái lại muốn biết trưởng giáo của vũ hóa môn rốt cuộc là ai vũ hóa môn quá lớn là một đại phái vương giả quản lý tứ phương vô số thần bí Thương tử lạc cũng chưa được nhìn thấy trưởng giáo trí tôn, thậm chí ngay cả tên còn không biết. Nghe đồn trưởng giáo trí tôn của vũ hóa môn cũng không có ở trong môn phái, mà là đang ở một chỗ thần bí tại thiên đình, phụ trợ một số cự đầu thiên quân chấp chính. Có thể thấy được, trưởng giáo chí tôn của vũ hóa môn hiển nhiên là siêu Việt hơn Sa Kim Tiên. Bong! Lại một tiếng chuông nữa vang lên, mây mù bao phủ trên bậc thang cao cao tan đi, phương hàn liền phát hiện thấy đám người mình đi tới một khoảng sân rộng quảng trường này đều dùng thiên tinh thạch tạo nên từng khối từng khối ghép với nhau thập phần vững chắc nhưng mà trên mặt lại hẳn dấu chân thật sâu do người dẫm đạp lên còn có rất nhiều khe rãnh do kiếm khí tạo nên hiển nhiên là bị một số cao thủ giao đấu gây nên vừa tới quảng trường ánh mắt của rất nhiều bán kim tiên đại năng đồng thời nhìn về phía sâu trên quảng trường ở đó có một người ngồi nghiêm nghị trên vương tọa toàn thân tỏa ra kim quang vân khí pháp tắc kim tiên nồng đậm trên đỉnh đầu ngưng kết thành từng đoàn từng đoàn vân vụ trong đó có các dị tượng minh đăng chuỗi ngọc liên tục biến ảo, vị tuyệt đại kim tiên này cư nhiên còn lợi hại hơn rất nhiều so với tất cả kim tiên mà Phương Hàn gặp qua. Vương Viêm, Tôn Khôi Đấu, thậm chí Tà Tôn, Hồ Thương Hải, Cốc Mãnh, Lý Lạc Uy, còn có tuyệt hành tôn giả đều kém xa so với vị tuyệt đại kim tiên trước mắt này. Chắc hẳn vị này chính là Trường Bình Tôn giả, người chủ trì khảo hạch chân truyền đệ tử lần này. Phương Hàn sớm đã thông qua tin tức của Hoàng Khí lâu, biết người chủ trì khảo hạch lần này là ai chư vị ta chính là trường bình tôn giả người chủ trì khảo hạch thu nhận chân truyền đệ tử lần này vị kim tiên này đột nhiên mở mắt quét qua rất nhiều bán kim tiên đại năng trên quảng trường người người đều cảm thấy ánh mắt hắn như đâm vào trái tim tựa hồ bất cứ bí mật gì đều không thể giấu giếm được rất nhiều người các ngươi ở đây đều tới từ đại thế ra các châu các môn phái bản nhân ta cũng đã từng giao thiếp với bậc cha chú thậm chí là tổ tông của các ngươi bất quá lần khảo hạch này ta tuyệt đối sẽ không vì tư mà làm trái luật các ngươi đều phải tự xuất ra bản lĩnh thật sự, trực tiếp đánh giá cao thấp ở chỗ này. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trường Bình tôn giả, năm đó ngài cùng cha ta, còn có các vi tiền bối truy sát một phương, hoàn vũ lục quái, chính khí lẫm nhiên, trực tiếp dùng hạo nhiên thần cương đánh gục hai đầu lão quái trong đó. Cách đối nhân xử thế của ngài chúng ta cũng đã được biết rõ, tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ mà phá hư quy củ của vũ hóa môn. Làm như thế nào thì sẽ làm thế đó lần này tới khảo hạch đều là thiên tài mỗi người đều có tài hoa hơn người tu vi cao thâm thế nhưng ta cũng tịnh không để ý trong rất nhiều bán kim tiên tới tham gia khảo hạch một người trẻ tuổi không ngờ trực tiếp mở miệng đáp lại trường bình tôn giả có thể trực tiếp không để ý tới quy củ tiếp lời hiển nhiên là người rất quen thuộc với trường bình tôn giả vị này chính là thiếu chủ của cổ gia tên là cổ tốn nhà hắn có giao thiệp với trường bình tôn giả năm đó hoàn vũ lục quái thành lập tà giáo đối kháng với thiên đình làm loạn tại rất nhiều đại châu cha của hắn là cổ tông cùng trường bình tôn giả liên hợp với mấy vị đại nhân vật kim tiên tiếng tăm lừng lẫy khác chém giết một phen thảm liệt rốt cuộc cũng tiêu diệt được hoàn vũ lục quái nhưng mấy nhân vật kim tiên lại bị đám tà giáo sắp chết phản kích giết chết cuối cùng chỉ còn lại cổ tông cùng trường bình tôn giả còn sống cho nên cha hắn mới kết thành sinh tử chi giao với trường bình tôn giả bởi như vậy hắn có thể hoàn toàn thông qua khảo hạch sao cũng chưa chắc Trước mắt bao người, Trường Bình Tôn giả chẳng lẽ có thể vì việc tư làm trái luật. Mỗi lần vũ hóa môn tuyển 10 chân truyền đệ tử. Lần này chúng ta tổng cộng tới hơn 1.000 bán kim tiên đại năng, mà trong số này có ai không phải là hùng tài đại lược. Uy chấn càn khôn. Đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Để hắn rớt đài luôn. Một nam tử liên tục cười lạnh. Cho rằng có quan hệ là có thể tiến vào vũ hóa môn. Thật sự là buồn cười. Thiếu chủ tiết liệt của tiết gia tử trong kiệu đi ra, Bàn tay lại vuốt ve ngọc bội, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng nhìn toàn trường. Hừ, châm biếm ta. Tới lúc tỉ thí ta sẽ cho nguyên một đám các ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày mai gia tộc của các ngươi sẽ tới Vũ Hóa môn nhặt xác các ngươi mà về. Nghe thấy lời bàn tán trào phúng, Cổ Tốn mạnh mẽ quay người lại, nhìn tới vị cao thủ thiếu chủ phát ra lời trào phúng, trong ánh mắt lóe lên sát khí không che giấu chút nào. Ta sẽ chờ. Nhìn xem ai chết, khi giao thủ, ngươi căn bản không sống quá một sát na đâu khiến thi thể của ngươi cũng không còn sẽ bị ta trực tiếp tế luyện thành pháp bảo cổ ra các ngươi cũng khó có thể đòi lại công đạo nguyên một đám thiếu chủ vô cùng cuồng ngạo mỗi người đều tin vào thực lực của mình được rồi ta biết các ngươi đều là hạng kiệt ngao bất tuần nhưng mà đã tới vũ hóa môn ta vậy phải tuân theo quy củ của vũ hóa môn nếu không sẽ bị xử trí theo môn quy trường bình tôn giả tự hồ rất đau đầu với đám kiệt ngao bất tuần vô cùng cuồng ngạo này thế nhưng tu vi của hắn là tuyệt đại kim tiên vẫn có thể chấn áp chẳng diện. Tuy đám thiếu chủ này vô cùng cuồng ngạo, thế nhưng đầu óc kẻ nào cũng khôn khéo, cũng biết khi nào thì cuồng ngạo, khi nào thì không. Hắn vừa lên tiếng, đám thiếu chủ lập tức yên tĩnh trở lại. Đem lai lịch, tính danh của các ngươi ghi lên thiếp tử rồi trình lên đây. Sau đó tiến hành rút thăm, đều tự đối chiến. Cuối cùng vũ hóa môn, ta sẽ lựa chọn ra 10 người nổi bật tiến vào môn phái làm chân chuyện. Trường Bình Tôn giả vung tay lên, phương hàn biết quy củ cho nên sớm dựa theo kế hoạch của hoàng khí lâu ghi thân phận của mình lên thiếp là thiếu chủ của phong gia đã sớm diệt môn nằm gai nếm mật ở bên ngoài khổ tu chuẩn bị tiến vào vũ hóa môn tu luyện trở thành nhân vật tuyệt thế sau đó báo thù trước khi tới tham gia khảo hạch đám thiếu chủ cũng biết quy củ này cho nên lập tức viết xong thân phận của mình lên thiếp giao cho đám đệ tử kia đám người này đều thu lấy rồi giao lên trường bình tôn giả dùng ánh mắt quét qua những thiếp tử này xem là thật hay giả nhưng mà sắc mặt của hắn lại không chút biểu tình. Sau khi xem xong liền đem toàn bộ thiếp đặt vào trong một cái dương lập lòe kim quang. Để những người kia tới rút, nếu rút chúng ai, vậy sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình, trải qua vô số lần sàng lọc, đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người, chính là chân truyền đệ tử. Đây cũng là quy củ tuyển đệ tử lâu đời của Vũ Hóa Môn. Hơn nữa càng thêm tàn khốc chính là, trong lúc tranh phong, có thể hạ tử thủ giết chết đối thủ. Chẳng khác gì là sinh tử bắt đấu đám gia tộc kia đem đệ tử của mình tới, cho dù đệ tử nhà mình chết cũng không dám tìm Vũ Hóa Môn gây phiền toái. Cho nên mỗi lần Vũ Hóa Môn tuyển nhận chân truyền đệ tử đều phi thường tàn khốc. Đây cũng là cách tôi luyện ý chí, tại thiên giới tranh đấu vốn là thập phần tàn khốc, nếu như ngươi sợ chết không muốn tham gia khảo hạch, tốt nhất đừng có tới đây. Phương Hàn bước lên rút thăm, kết quả ngẫu nhiên vừa lấy một cái thiếp, trên đó viết, thiếu chủ chính châu chính dương môn, trương chính huy. Duệt. Trên không trung xuất hiện một chiến thai cự đại, có điểm giống với chiến trường trong thế tục do trung ương đại thế giới bố trí ra. Đây là địa phương ngẫu nhiên cho người tỷ thí. Vòng tỷ thí thứ nhất, Tiêu Châu Tiêu Thiểu Vân đối chiến với Bá Châu Triệu Tiên Nhạc. Sắc mặt của vài đệ tử Vũ Hóa môn không chút biểu tình hét lớn. Vèo vèo vèo, hai đạo nhân ảnh lập tức xuất hiện trên chiến trạng cự đại, Phương Hàn thấy Tiêu Thiểu Vân sắc mặt có phần vàng vọt, giống như người bệnh nặng mới khỏi, tinh thần tán loạn, mà đối thủ còn lại, Bá Châu Triệu Tiên Nhạc pháp tắc đại la quanh thân dày đặc, đại thủ tạo ra một kiện trường đao nơi tay, khí tức như bá chủ làm càn khôn rung động, cước bộ đạp mạnh, mặt đất tựa hồ như lay động. Ha ha, ta đã sớm nghe qua thiếu chủ tiêu gia tiêu thiểu vân là như thế nào, đã từng nhận được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, thế nhưng hiện tại xem ra lại khiến ta thật thất vọng, thì ra là một kẻ bệnh quỷ, không phải là bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma chứ. Vậy mà còn tới tham gia khảo hạch, bá châu triệu tiên nhạc ha ha cười, đột nhiên áp xúc một đao, bất ngờ chém ra, từng đạo đại tiên thuật hợp thành tuyệt sát đại chiêu trực tiếp oanh kích tới không ngờ vừa giao đấu đã tung tuyệt chiêu sát chiêu đoạn ngục rất nhiều người ở dưới khán đài đều rung động một chiêu đoạn ngục này có thể nói là tuyệt sát bí thuật làm cho người ta vừa nghe đã sợ mất mật phát huy đến đỉnh điểm có thể chuyển hóa thành gấp đôi chiến lực nói cách khác trong một sát na triệu tiên nhạc biến hóa ra thành hai người cùng tiến hành chém chết không biết sống chết tiêu thiểu vân giống như con bệnh đột nhiên ngẩng đầu lên cả người sừng sững khí thế đột nhiên thay đổi giống như thượng cổ thần chiến tranh lại như thánh nhân giáo hóa thương sinh trên đầu của hắn là từng mảnh thanh thiên tuôn ra hóa thành từng đại đạo thông tới bốn phương tám hướng dị tượng như thế thật sự làm cho người ta khiếp sợ đây là đại đạo thanh thiên nghe đồn là thánh thuật của thượng cổ thánh hiền dùng để diễn hóa ra vô thượng đạo đức đúng vậy đây chính là đại đạo thanh thiên trong truyền thuyết nghe đồn tu người thành thánh tiên lĩnh ngộ chân lý trí thánh mới có thể gọi là thánh nhân tiêu thiểu vân này chiếm được động phủ truyền thừa còn sót lại của một vị thượng cổ thánh hiền, đây không phải là chiếm được truyền thừa của thánh tiên sao. Xem ra quả thật là không sai. Rất nhiều người dùng thần niệm trao đổi. ầm um, ầm um. Trường đao vỡ vụn, vừa mới bắt đầu triệu tiên nhạc còn mang theo khí thế uy mãnh, hùng phách thiên địa, thoáng cái đã bị tiêu thiểu vân đánh cho lăng không bay ra ngoài, thân thể vỡ nát, biến thành từng mảnh, không ngừng ngọ ngoại, sau khi gian nan tụ thành thân thể hắn lại phát ra tiếng kêu thảm. Chưa từng có kẻ nào kêu ta là bệnh quỷ. Ngươi lại dám nói thế, vậy phải trả giá thật nặng, ta cũng không giết ngươi. Mà rút một nửa pháp tắc đại la trên người ngươi coi như là khiển trách, bá châu triệu ra ngươi nếu như muốn tới tình ta báo thù, ta tùy thời có thể phụng bồi. Tiêu thiểu vân thu lại dị tượng trên người, toàn thân lại trở về với bộ dáng con bệnh, tựa hồ như hắn tu luyện một loại pháp quyết nào đó, cho nên mới biến thành bộ dáng này vậy. Hắn tuyệt đối không lưu tình, bàn tay chấn động, cư nhiên xâm nhập vào thân thể triệu tiên nhạc, bắt đầu rút ra pháp tắc đại la, Triệu Tiên Nhạc điên cuồng chửi bới, cuối cùng lại cầu xin tha thứ, nhưng điều vô ích, bị Tiêu Thiểu Vân cứng rắn cưỡng chế, cuối cùng thân thể hắn co lại như dầu hết đèn tắt, lập tức hôn mê. Biến! Tiêu Thiểu Vân tung ra một cước đá, bay Triệu Tiên Nhạc khỏi chiến trường. Tiêu Thiểu Vân này quả thật là thâm sâu khó lường, chỉ một chiêu đã hoàn toàn đánh bại Triệu Tiên Nhạc, hắn thật sự đã chiếm được truyền thừa của thượng cổ thánh hiền, một chiêu đại đạo thanh thiên thật không có mấy người có thể tiếp được, đúng là kinh địch đây. Quả thật là kình địch có rất nhiều thiếu chủ nhìn Tiêu Thiểu Vân, sắc mặt biến ảo mấy lần, đều đề cao cảnh giác. Vòng thứ nhất, Tiêu Thiểu Vân thắng. Vòng thứ hai bắt đầu. Tên đệ tử Vũ Hóa Môn, tuyên bố trận đấu bắt đầu trên mặt cũng hiện ra vẻ sợ hãi với Tiêu Thiểu Vân. Sau khi điều chỉnh cảm xúc hắn mới bắt đầu tuyên bố trận thứ hai. Kế tiếp hơn 10 vòng chiến đấu kịch liệt, rất nhiều pháp bảo, thần thông, tiên thuật, sát chiêu. Được tung ra, Phương Hàn thậm chí nhìn thấy thiếu chủ tiết liệt, của tiết gia còn có cổ tốn đều xuất thủ, quả nhiên là có thần thông rất mạnh, chỉ một chiêu là đánh bại đối thủ, đối thủ không chết cũng tàn phế, xuất thủ rất tàn nhẫn. Vòng thứ 81 Phong duyên đấu với chính châu Trương Chính Huy Đột nhiên lúc này, vòng đấu đã tới phiên mình. Phương Hàn khi nghe thấy tên mình, liền vội vàng tiến vào trong chiến tràng. Trước mắt hoa lên, đối thủ của mình, Trương Chính Huy cũng đã đứng trên chiến đài. Trương Chính Huy này là một thanh niên tài tuấn hai mắt như ưng, mũi cao thẳng, Hai tay chắp sau lưng, hiện ra phong phạm nắm giữ đại quyền không ai bì nổi. Ngươi chính là thiếu chủ của Cự Châu, 300 năm trước đã bị diệt môn. Nghe nói ngươi nằm gai nếm mật tu luyện để báo thù, cho nên muốn tiến vào Vũ Hóa môn tiếp tục tu luyện thành tài sau đó đi báo thù. Đáng tiếc hôm nay lại bị mất mạng trong tay ta. Ngoan ngoãn đi xuống đi, ta thấy ngươi đáng thương vì vậy sẽ cho ngươi một cơ hội, muốn tu luyện thì lần sau hãy tới, tránh khỏi cái chết khiến Cự Dương môn tuyệt diệt trương chính huy lắc đầu nhìn phương hàn vẻ mặt vừa đáng thương vừa mỉa mai vậy sao lần này ta nhất định phải tiến vào vũ hóa môn học tuyệt học báo thù rửa hận ai ngăn cản ta ta sẽ liều mạng tử chiến với hắn phương hàn lên tiếng giọng nói y như là thiếu chủ phong gia bị diệt môn khiến người ta tin là thật liều mạng đánh một trận tử chiến trương chính huy cười nói liều chết cũng là chết mà thôi người thật cho rằng nằm gai nếm mật là có thể tu thành bất thế kỳ công cũng được, chính ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn cho ngươi. Gia hỏa không biết chừng mực, cho ngươi con đường sống ngươi lại không đi, hết lần này tới lần khác lại muốn đi vào tử lộ. Chân truyền đệ tử tên Trương Chính Huy này quả thực là khi dễ người, người ta đã phá ra diệt môn, thật vất vả mới tu luyện được tới mức này. Hôm nay tới vũ hóa môn là cơ hội duy nhất, cư nhiên còn muốn giết người ta. Cũng không hoàn toàn có thể nói vậy, thiên giới vốn chính là nơi cá lớn nuốt cá bé, hắn bị diệt môn là do không đủ khí vận đụng phải Trương Chính Huy cũng là do khí vận không tốt, một người khí vận không tốt, cái gì cũng xui xẻo, thành tựu cũng không lớn. Vũ Hóa Môn từ trước đến nay chỉ cần cường giả. Trương Chính Huy chính là thiếu chủ của chính Dương Môn, không biết thực lực thế nào. Rất mạnh, ngươi xem khí thế của hắn như núi như biển, nghe đồn pháp tắc đại la ngưng luyện trong thân thể của hắn không dưới 200 đạo, trong người còn có trung phẩm tiên khí, hơn nữa ta còn nhận được tin, vài tháng trước hắn đã tiến vào trong chính khí thiên mạch của chính châu tu luyện, luyện thành một bộ tuyệt học tên là chính phản thần quyền chính phản thần quyền này bao gồm năm chiêu kinh thiên động địa cơ hồ có thể so sánh với một số tuyệt học của vũ hóa môn như phách vương thăng thiên quyền là do chính phản thánh nhân ở thời đại xa xôi sáng chế ra đáng thương đáng thương tên phong duyên này mà bị giết chết phong ra đúng thật là diệt môn rồi lên lên xuống xuống vinh nhục hưng suy là chuyện rất bình thường thiên giới to như vậy mỗi ngày không biết có bao nhiêu môn phái bị diệt có bao nhiêu cường hào sinh ra Trương Chính Huy quả thật là mạnh, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, trong danh ngạch 10 người, khẳng định có hắn trong đó. May mà tên Phong Duyên này ngăn hộ chúng ta một cường địch. Dưới chiến trường, rất nhiều người nghị luận, có đáng tiếc, biết sự lợi hại của Trương Chính Huy, còn có rất nhiều tính toán, sau này gặp Trương Chính Huy làm sao để đối kháng. Mấy cao thủ tỷ như tiết liệt tiêu thiểu vân cổ tốn đám người này vẫn bất động, tựa hồ tên Trương Chính Huy kia vẫn không đáng để bọn họ bận tâm, Bọn họ tựa hồ như đã chính thức trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa môn vậy. Đây là do lòng tự tin cực kỳ mãnh liệt cùng thực lực cường đại làm hậu thuẫn. "Tiểu tử, ta sẽ tới chấm dứt vận mệnh của Phong gia." Trương Chính Huy tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người dưới lôi đài, nhất là đám người Tiết Liệt Tiêu Thiểu Vân cổ tốn giống như không thèm ngó tới hắn, khiến sâu trong nội tâm hắn cảm thấy bị vũ nhục. Hừ, mấy tên này cư nhiên không thèm ngó tới ta, lại không biết thực lực của ta đạt tới trình độ khủng bố làm cho người ta sợ hãi trận quyết đấu kế tiếp ta sẽ cho các ngươi thấy thực lực của ta không hiện tại ta sẽ làm ra rung động thật lớn cho các ngươi run rẩy để biết thực lực của ta mạnh cỡ nào hắn quyết tâm muốn dùng một quyền đánh gục phương hàn biểu hiện cho bên ngoài biết thực lực của mình chính phản thần quyền đột nhiên hắn bước lên sau lưng thoáng cái hiện ra nhất chính nhất phản hai đạo đồ xuất hiện hai đạo đồ này thật giống như sơn hà điên đảo trời ở dưới đất ở trên tinh không cũng điên đảo vì sao ở dưới, mà rất nhiều ma thần ở trong tinh không lại chúi đầu xuống, chân trồng lên trời. Thấy hai đạo đồ này, tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác khổ sở muốn thổ huyết. Có một số người pháp lực yếu kém, bổn mạng vũ trụ trong cơ thể bắt đầu nghịch chuyển, tiên khí bạo tẩu, như bị tẩu hỏa nhập ma, chân khí nghịch hành. Hử! Trông thấy hắn xuất ra một chiêu này, sắc mặt của tiết liệt tiêu thiểu vân cổ tốn đều hiện ra vẻ ngạc nhiên cùng kinh sợ. Nát cho ta, hắn đánh ra một quyền, sinh ra dị tượng hai chính phản đạo đồ chấn áp phương hàn, càn khôn điên đảo, sơn hà trầm luân. Một chiêu này đã thay đổi cả vũ trụ. Thân thể phương hàn thoáng cái đột nhiên tan biết, cũng không ai thấy rõ hắn biến mất thế nào, chỉ trong một phần nhỏ của sát na hắn đã hiện ra sau lưng trương chính huy, trên tay ngưng tụ ra một cỗ chân khi tà ác, trực tiếp oanh kích ra. Phanh! Một quyền kích sát, thân thể to lớn của Trương Chính Huy trực tiếp bay lên, toàn thân phát ra cuồn cuộn khói đen, tựa hồ như bị kịch độc xâm lấn, liên tục kêu thảm. Ta nhất định trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, tu thành tuyệt thế kỳ công, báo huyết cừu cho phong gia ta. Phương Hàn một kích đắc thủ, lại lập tức giả bộ dáng khổ đại cừu thâm, âm thầm vận dụng lực lượng của tự do chi dực vun vút phi hành, linh động như phiêu miểu, căn bản không ai có thể đoán định được bản thân hắn đang ở chỗ nào. Dầm dầm phanh phanh, thân thể của hắn luân phiên lập lòe, dương đông kích tây, chỉ nam đánh bắc, liên tục oanh kích hơn 10 quyền lên thân thể Trương Chính Huy khiến Trương Chính Huy liên tục gầm hét. Tiểu tử, trên người của ngươi có loại pháp bảo gì, tại sao tốc độ lại nhanh như vậy? Hãy xem tuyệt chiêu của ta. ầm um, ầm, um. Trương Chính Huy nổi giận, thân thể đột nhiên ổn định lại, hai tay liên tục xuất hiện các loại dị tượng, lập tức xuất hiện một vũ trụ điên đảo khoách trương ra phía ngoài nghịch loạn âm dương. Âm dương nhị khí hoàn toàn hỗn loạn, thanh khí trầm xuống, chọc khí bay lên. Một chiêu này đánh ra cư nhiên xuất hiện các loại dị tượng, hoàn toàn tương tự với dị tượng khi khai thiên tích địa khai thiên tích địa là thanh khí bay lên chọc khí trần xuống mà hắn lại làm cho thanh khí trầm xuống chọc khí bay ngược lên ngươi cho rằng ta chỉ có pháp bảo thiên về tốc độ sao phương hàn quát to song trưởng phân ra sau lưng bắn ra từng đạo thần quang biến thành quang mang sáng lạn như khổng tước xòe đuôi đây là một chiêu thần thông do hắn tự nghĩ ra trong đó ẩn chứa tuyệt học của thần tộc còn có rất nhiều đại tiên thuật hỗn hợp cùng một chỗ tu vi hiện tại của hắn thông qua chu thiên nghi hoàn toàn có thể tự mình sáng tạo ra sát chiêu Đương nhiên sát chiêu tự nghĩ ra có uy lực, huyền ảo không bằng tuyệt học của một số thiên quân, nhưng lại có tác dụng che giấu tai mắt người ngoài. Ầm ầm. Hai đại tuyệt chiêu đụng vào nhau, tạo ra một mảnh hỗn độn. Không thể tưởng được, thiếu chủ cuối cùng của Phong gia cư nhiên có thể chống lại Trương Chính Huy, còn chiếm được thượng phong nữa. Che giấu thật sâu, người nào thắng vậy? Không biết được, nguyên khí trong chiến trường chấn động quá kịch liệt. Mọi người đều nghị luận, mà ngay cả một số nhân vật nổi bật như Tiêu Thiểu Vân tiết liệt cổ tốn trong ánh mắt đều bắn ra kỳ quang. Hỗn độn tan đi, Phương Hàn sải bước từ trong đó đi ra, mà Trương Chính Huy lại bị hắn sách như chó chết, quẳng xuống dưới lôi đài. Hắn mang theo khuôn mặt cứng nhắc đi xuống lôi đài, tìm một địa phương yên tĩnh ngồi xuống, tựa hồ như đang điều tức nguyên khí. Nhưng mà ánh mắt của mọi người nhìn hắn đã hoàn toàn thay đổi, đã đem hắn liệt vào phạm vi cao thủ tuyệt đỉnh, không thể tưởng được lại lòi ra một thớt hắc mã. Lâm Phi Vũ đi tới gần Tuyệt Đại Kim Tiên Trường Bình Tôn Giả, Tôn giả, căn cứ vào tình báo mà chúng ta nắm giữ, Trương Chính Huy có đủ điều kiện trúng tuyển, thế nhưng không tưởng được lại bị loại bỏ. Tên Phong Duyên này đã bị diệt môn, muốn tài nguyên cũng không có, tại sao có thể tu thành thần thông như thế? Vừa rồi hắn đã thi triển ra loại đạo thuật gì? Cư nhiên ngay cả ta cũng không nhìn ra. Ta đều nắm rõ lai lịch những người tới tham dự tuyển chọn lần này, tên Phong Duyên này cũng không ngoại lệ, ta đã nhận được tin tức của Hoàng Khí lâu, hắn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ tiến vào vũ hóa môn là muốn tấn thăng làm kim tiên sau đó báo thù rửa hận. Một chiêu vừa rồi thật là hỗn hợp của rất nhiều sát chiêu, có thể thấy được hắn học rất nhiều loại võ thuật hỗn tạp, nhưng cũng chưa trải qua tinh luyện, còn một số chỗ thiếu hụt. Trường Bình Tôn Giả nói, trên cơ bản tin tức của Hoàng Khí Lâu truyền tới đều đáng tin, thân phận của người này trong sạch, không có quá nhiều dây dưa. Hừ, muốn tấn chức thành tuyệt đại kim tiên, há có thể dễ dàng như vậy. Lâm Phi Vũ khẽ hừ lạnh, cũng không nói nữa, Tiết huynh, ngươi xem pháp lực của người này thế nào? Tiêu Thiểu Vân đột nhiên truyền thần niệm tới, hỏi Tiết Liệt. Không được tốt lắm. Chỉ dựa vào một kiện pháp bảo thần kỳ trong cơ thể mà thôi, ta cũng đã nhìn ra hình dạng của kiện pháp bảo kia, hình như là một đôi cánh gì đó. Tiết Liệt nói, thực lực của bản thân hắn phi thường lộn xộn, một chiêu vừa rồi thật ra là rất nhiều đại tiên thuật gom góp lại, chỉ đẹp ở bề ngoài, đây cũng là do chương chính huy ngu xuẩn khinh địch, nếu như ngay từ đầu thi triển ra quốc gia bao phủ xuống, không sợ hắn đào tẩu chờ mình con mắt của tiết huynh quả là cao tiêu thiểu vân nói nhưng mà trong cơ thể tên phong duyên này ẩn chứa rất nhiều pháp tắc đại la thậm chí còn mang theo một tia khí tức kim tiên dường như là pháp tắc kim tiên bị người cưỡng chế rót vào chờ sau này luyện chế tiếp hoặc giả là nuốt vương phẩm tiên đan đáng tiếc chính là hắn không thể nào vận dụng xem ra kỳ ngộ của người này cũng không tầm thường mạnh đến mấy nhưng nếu không có lực lượng để vận dụng cũng chỉ là phế vật mà thô nếu như ta động thủ cùng hắn, không tới ba hồi là có thể đánh gục hắn. Cổ tốn lắc đầu. Vài vị cao thủ còn lại cũng dùng thần niệm trao đổi. Hừ, ta chính là muốn tạo ra hiệu quả này. Một kẻ chiếm được kỳ ngộ, thế nhưng không có lực lượng, còn không biết vận dụng thế nào, như vậy mới dễ che giấu thân phận của mình. Phương Hàn biết, chính mình hiện tại thoáng cái đánh bại Trương Chính Huy, thực lực biểu hiện ra ngoài bị rất nhiều người hiểu lầm, như vậy càng dễ dàng để mình che giấu thân phận. Sau khi Phương Hàn đánh bại Trương Chính Huy, trận chiến kế tiếp bình thường không có gì bất ngờ xảy ra qua một ngày đại đa số người đã bị loại mà phương hàn lại lần nữa chiến với vài cao thủ bán kim tiên đều nhất nhất đánh bại nhưng mà kỳ quái chính là hắn cũng không hề chiến qua một trận nào với tiết liệt cổ tốn tiêu thiểu vân mấy nhân vật thiên tài này cũng không có chiến đấu với nhau phương hàn có phần minh bạch là vũ hóa môn đã quyết tâm thu những người này làm chân truyền đệ tử tự nhiên không thể để cho bọn họ chiến đấu lẫn nhau nếu vậy khẳng định sẽ có người bị loại bỏ vậy sẽ mất đi cơ hội tuyển được một đệ tử thiên tài. Quả nhiên chiến đấu dần dần chuẩn bị kết thúc, cuối cùng còn lại 10 người. Ngoại trừ ba người kia ra, mỗi người còn lại đều mang một bộ lãnh ngạo, khí tức cao cao tại thượng, lai lịch đều bất phàm, chỉ có phương hàn là mang bộ dạng khô khan, hiền lành, mang trên mình vẻ khổ đại cừu thâm. Chúc mừng các ngươi, giờ khắc này đã trở thành chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn. Trường Bình Tôn Giả đứng thẳng dậy phất tay, trong tay mỗi người lập tức xuất hiện một khối lệnh bài, trên mặt lệnh bài có khắc một cái phi thiên, chính giữa là một chữ chân, biểu đạt cho thân phận chân truyền đệ tử. Nhưng mà, các ngươi mới vừa bắt đầu nhập môn, từ nay về sau chính là người của Vũ Hóa môn, phải tuân thủ môn quy của Vũ Hóa môn. Chúng ta đều đã nắm rõ môn quy của Vũ Hóa rồi. Vài vị thiếu chủ lên tiếng, qua một thời gian, nữa sẽ tới đại hội tỷ thí giữa các chân truyền đệ tử tấn thăng làm hạt giống, chúng ta trái lại muốn kiến thức qua một chút. Phương Hàn vẫn bất động thanh sắc, vuốt ve tấm lệnh bài chân truyền đệ tử trong tay cả người lâm vào trầm tư rốt cục cũng đã trở thành chân truyền đệ tử của vũ hóa môn nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình